Hy đạo quan đồ. Chương 246, chiến lược diễn biến hòa bình. Trương Dương vừa về nhà một cái liền ngã vật xuống giường ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại thì cũng đã là 8 giờ tối, mở di rộng ra coi thì thấy có hơn chục tin nhắn đến từ lúc nào không biết. Người nhắn tin đầu tiên là Lương Thành Long, hắn nhắn tin báo rằng mới tới Giang Thành. Trương Dương bấm số gọi lại cho Lương Thành Long, ngay lập tức đầu dây liền truyền tới tiếng ồn ào huyên náo của chỗ đông người, giờ cũng quá giờ cơm tối chắc hẳn là mấy chỗ nhà hàng này nọ thấy trương dương gọi tới lương thành long nhịn không được lớn tiếng oán trách ta nói tiểu tử nhà ngươi không còn tình nghĩa bằng hữu nữa hay là sợ tốn tiền mời cơm mà ta từ đông giang tới liền tắt máy không nghe trương dương cười khổ nhẹ giọng phân trần thật không phải ta vẫn ở trên bắc kinh có lẽ mãi sáng sớm mai mới về giang thành lương thành long ha hả cười lớn ngắt ngang lời trương dương tiểu tử ngươi cũng được lắm a à rõ ràng ban chiều đã về Giang Thành rồi mà vẫn còn tính giả đò với ta sao? Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương nghe mà giật mình sửng sốt, việc hắn trở lại Giang Thành cũng chỉ có một mình Hồ Như Yến biết, tại sao Lương Thành Long lại biết nhanh như vậy được? Mà Hồ Như Yến căn bản sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết. Bỗng nhiên đầu dây bên kia truyền đến tiếng tiếng cười trong trẻo của một nữ tử, ngay lập tức Trương Dương liền nhận ra gió là tiếng cười của Thị Duy. Khó trách tại sao Lương Thành Long lại biết rõ hành tung của mình đến vậy. Lương Thành Long lại nói, "Ta cho ngươi nửa tiếng, ngay lập tức phải chạy tới Thanh Giang tiểu trúc. Cả đám người bọn ta vẫn đang chờ ngươi tới tính tiền đây này." Trương Dương mỉm cười vui vẻ đáp ứng, vừa ra khỏi cửa lại gặp ngay Hồ Như Yến trở về, nghe Trương Dương nói định đi gặp mặt đám người Lương Thành Long nhưng nàng cũng không có ý muốn đi cùng. Bởi nhẽ trong tâm nàng cũng không muốn mọi người biết mối quan hệ của nàng với hắn. Trên phương diện này nàng vẫn khống chế rất tốt tâm tình mình, nàng cam tâm tình nguyện làm bóng hồng phía sau hắn, nàng cũng tương đối thỏa mãn hiện trạng hiện nay của hai người, nàng cũng không muốn cầu gì hơn nữa, cứ như vậy là nàng thấy mãn nguyện rồi. Hồ Như Yến tự thân lái xe đưa hắn tới Thanh Giang tiểu trúc, lại còn hôn môi hắn một cái tạm biệt, ta ở nhà chờ ngươi. Trương Dương gật gật đầu, tâm ý của Hồ Như Yến khiến hắn cảm động mãi không thôi làm hắn lại phải vòng tay quanh chiếc eo nhỏ nhắn kéo mạnh thân hình mảnh mai kia vào lòng mình rồi hôn môi một cái thật nồng cháy rồi mới mở cửa xe bước xuống. Thanh Giang Tiểu Trúc chỉ là một nhà hàng nhỏ, căn bản là Kiều Mộng Viện mời mọi người đến chỗ này, cũng do nàng cùng thì duy đều khá thích hương vị đồ ăn nơi này. Kiều Mộng Viện cùng Lâm Thanh Hồng là bạn bè từ lâu, lần này nàng làm chủ giúp Lâm Thanh Hồng khoản đãi lương Thành Long. Trương Dương bước vào liền phát hiện ra một điều ngoại trừ lương thành long ra thì trên bàn tiệc toàn con gái cả hắn có chút kinh ngạc hỏi lại sao tổng giám đốc hứa lại không tới à kiều mộng viện dịu dàng cười nói anh ấy mới qua mỹ để báo cáo tiến độ công trình với chủ đầu tư dự án chắc phải một thời gian nữa mới về được trương dương cũng chỉ hỏi cho lấy lệ vậy thôi chứ thực ra hắn không thích nhất chính là giáp mặt với hứa gia dũng hắn ta không đến lại càng thấy thoải mái hơn nghĩ vậy trương dương liền nở nụ cười cợt nhả trêu đùa kiều mộng viện giám đốc hứa không ở đây chẳng phải ta lại càng có thêm cơ hội hay sao? Thì Duy vừa nghe thấy thế liền bĩu môi phản bác lại, người bớt nói mấy lời vô nghĩa chán ngắt đó đi. Chị họ ta đời nào thèm để vào mặt kẻ mặt trơ chán bóng như nhà ngươi. Đương nhiên mọi người ở đây đều biết Trương Dương chỉ trêu đùa cho vui vậy thôi, nhưng thì Duy lại nói như thế lại càng khiến câu nói của Trương Dương có hàm ý ám muội hơn. Lương Thành Long có lòng tốt ý vị thâm trường nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu tử ngươi nên thành thật một chút đi, tống chủ tịch tỉnh của bọn ta không phải là người ăn chay đâu đấy. Trương Dương mỉm cười bưng chén rượu lên nói chuyển hướng chú ý của mọi người, hình như nội dung chính buổi tiệc hôm nay là để hoan nghênh hai vợ chồng giám đốc lâm cơ mà, ai lại để khách tân đoạt chủ như vậy chứ? Lương Thành Long chừng mắt liếc nhìn tiểu tử Trương Dương bên cạnh mình một cái, sao ngươi lại nói hai vợ chồng giám đốc lâm? Hai bọn ta cùng đến đây thì ngươi phải xếp nam lên trước chứ? Tiêu Mộng Viện che miệng cười duyên, giám đốc lương vẫn còn theo chủ nghĩa nam quyền A. Trương Dương tùm tỉm cười chữa thêm vào, dù sao hai người các ngươi cũng là vợ chồng, ai ở phía trước ai ở phía sau chẳng phải đều giống nhau cả sao. Lâm Thanh Hồng sao không nghe ra hàm ý sâu xa trong câu nói của thằng nhãi kia, nàng tức giận chừng mắt lườm hắn một cái, ta nói tiểu tử Trương Dương nhà ngươi, thân là cán bộ quốc gia mà sao toàn thốt ra những câu của đám lưu manh như vậy. Lương Thành Long là nam nhân nên không thấy mất mặt chút nào, Ngược lại hắn lại càng ha hả cười lớn hơn Nhìn vẻ mặt cực kỳ đê tiện của Lương Thành Long Kiều mộng viện cùng thì duy mặt đều đỏ lượng lên Dù sao các nàng vẫn chưa kết hôn Sao có thể nghe được mấy câu không hay ho như vậy Trương Dương mỉm cười phản bác lại Ta chỉ là có gì nói nấy Đâu có nghĩ nhiều như mấy người đâu Đúng rồi Chị dâu là chủ tịch một tập đoàn lớn Vậy rốt cuộc là chỉ thích hắn ở trước mặt Hay thích hắn ở phía sau hơn Lương Thành Long cười mắng, tiểu tử ngươi còn nói hưu nói vượn ta liền trở mặt đó ha. À. Lâm Thanh Hồng mỉm cười nói thêm vào, nào gặp yên nhiên ta sẽ kể lại toàn bộ mấy hành vi xấu xa đê tiện của ngươi cho nàng ta biết. Trương Dương không hề tỏ ra sợ hãi mà lại còn làm bộ mặt chính nghĩa đáp lời lại, nam nhân không xấu nữ nhân không thương. Chị dâu mà nói mấy chuyện đó cho nàng ta biết chỉ e tác dụng ngược lại, lại càng tăng thêm lực hấp dẫn của ta hơn mà thôi khi duy ngồi bên nhịn không được chen thêm một câu ngựa không biết mặt dài trương dương thở dài quay sang có lòng tốt nhắc nhở một câu thì duy à nếu giờ mà vẫn còn trong thời gian kháng chiến chống nhật khẳng định sẽ bị người ta nghi ngờ là hán gian đó thì duy không chịu kém cả giận nói lại ngươi nói cái gì có ngươi mới là hán gian thì có lương thành long nhanh nhẹn đính chính thêm vậy kẻ nào ban nãy nói năng không thành thật vậy nhỉ Rõ ràng đang ở Giang Thành mà lại kêu vẫn còn ở trên Bắc Kinh, vậy thì bữa cơm tối nay đều tính cả cho ngươi đi, coi như là bồi tội bọn ta." Trương Dương vui tươi hớn hở gật gật đầu nói, "Không thành vấn đề, chỉ có điều Thanh Giang tiểu trúc hình thức hơi kém một chút a." À. Lâm Thanh Hồng mỉm cười nói, "Khách sạn Đế Hào thịnh thế cũng sắp khai trương lại rồi, đến lúc đó ngươi cứ đặt nguyên một bàn ở đó cũng được mà." Trương Dương nghe vậy không khỏi nhìn lướt qua Kiều Mộng viện một cái sau khi nàng ta thua mua lại được đế hào thịnh thế liền tiến hành trang hoàng sửa sang lại, chắc có lẽ cũng sắp xong rồi nên mới chuẩn bị khai trương mở cửa. Kiều Mộng Viện lại nói, đến lúc đó còn muốn trương chủ nhiệm chiếu cố nhiều hơn. Ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ sao nàng không biết thằng nhãi kia định dùng ngư mễ chi hương để đối kháng lại mình, khẳng định về sau hai khách sạn sẽ còn cạnh tranh ác liệt hơn nhiều. Trương Dương cười tủm tỉm vui vẻ đáp ứng, nhất định như vậy rồi lăn lộn trên quan trường nhiều năm hắn cũng học được thói đạo đức giả, ngoài miệng thì nói một đường trong bụng lại nghĩ một nẻo. Lương Thành Long ngồi một bên lại lên tiếng, buổi tối mọi người có tiết mục gì không? Uống rượu mãi cũng nhàn không thú lắm. Trương Dương nhanh nhẹn cười tủm tỉm nói, có Lâm Tổng ở bên như hổ đói rình mồi, cho dù có tiết mục đặc sắc ta cũng không dám mang người đi. Lâm Thanh Hồng mỉm cười nói lại, người cứ việc dẫn hắn đi chơi, chốc nữa nữ nhân bọn ta cũng có tiết mục riêng giờ có nhiều thời gian rảnh, ai lại không tự tìm niềm vui cho riêng mình chứ? Lương Thành Long ra vẻ quang minh lẫm liệt lớn tiếng nói, mấy người cứ yên tâm đi, sen ở gần bùn mà chẳng hơi mùi bùn. Trương Dương móc di động ra bấm số gọi cho Tô Tiểu Hồng hỏi xem tình hình câu lạc bộ Hoàng gia ra sao rồi. Tô Tiểu Hồng nói mọi việc đã xong xuôi, nhưng vẫn chưa chính thức mở cửa đón khách, chỉ nghe Trương Dương cùng bạn muốn tìm chỗ chơi liền mời bọn họ đến câu lạc bộ chơi. Bởi vì chưa chính thức mở cửa nên câu lạc bộ không mời khách ngoài mà chủ yếu là toàn bạn bè bằng hữu của Tô Tiểu Hồng hoặc một số khách VIP khác. Cả bãi đỗ xe rộng thênh thang mà chỉ có vài chiếc ô tô, trông có phần lẻ loi vắng lặng. Trương Dương vừa lái xe đến cửa câu lạc bộ liền thấy Tô Tiểu Hồng đứng chờ sẵn ngoài cửa, nàng ta mặc một bộ sườn xám màu đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông trồn màu tím nhạt. Nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng ta chắc hẳn tâm tình cũng đã tốt hơn dạo trước nhiều nhìn trương dương cùng bằng hữu xuống xe nàng liền chậm rãi bước tới dịu dàng đón tiếp ồ không ngờ tối nay tới đều là khách quý cả a à. vừa nói nàng vừa vui vẻ bắt tay chào đón từng người một chỉ có lương thành long cùng lâm thanh hồng là lần đầu tiên tô tiểu hồng gặp mắt trương dương phải làm trung gian giới thiệu mọi người với nhau một chút sau đó tô tiểu hồng làm chủ dẫn mọi người vào trong câu lạc bộ hoàng gia của mình chơi câu lạc bộ được tô tiểu hồng trang hoàng lại theo một phong cách khá đặc biệt đại sảnh dùng nhiều đồ bằng inox cùng gương tạo hiệu ứng phản quang ánh đèn, khiến khách nhân có cảm giác như lạc vào vùng đất phép thuật kỳ diệu. Tô Tiểu Hồng mỉm cười giới thiệu, cũng vừa mới trang hoàng lại xong, ngày hôm qua mới thử mở cửa buôn bán. Trương Dương cười nói, thật đáng trách ha, chuyện trọng đại như vậy lại không báo cho ta một tiếng. Ta có gọi điện cho ngươi đó chứ, nhưng lại toàn thấy ngươi tắt máy. Nghe Chu Hiểu Vân nói thì ngươi lên Bắc Kinh nên cũng không dám quấy dày nhiều. Khách quý như ngươi sao ta lại quên được, cũng tính lúc nào ngươi về thì đưa thẻ vip cho ngươi mà." Tô Tiểu Hồng thấp giọng nói cho Trương Dương biết phòng tắm hơi của câu lạc bộ đã mở cửa, nàng hỏi Trương Dương có muốn thử qua một chút hay không. Trương Dương lắc lắc đầu từ chối, dù sao hôm nay cũng hơi nhiều nữ nhân, chuyện này coi bộ không thích hợp cho lắm. Tô Tiểu Hồng mỉm cười nói, vậy thì ngồi nghe nhạc uống rượu cũng được. Trong đại sảnh cũng không nhiều người. Mấy nàng Kiều Mộng viện đều đề nghị cứ ngồi ở đại sảnh luôn cũng được. Tô Tiểu Hồng kêu phục vụ đem ít rượu ngon, bia, nước ngọt cùng một ít hoa quả lên. Nàng còn phải đi tiếp đãi mấy người quen khách nên sau khi sắp xếp cho đám người Trương Dương xong liền xin phép cáo từ rời đi, nói mọi người cứ tự nhiên chốc nữa sẽ quay lại tiếp chuyện sau. Kiều Mộng viện đưa mắt nhìn xung quanh câu lạc bộ một chút rồi nhẹ giọng nói, trang hoàng rất khá ha, à, phong cách cũng rất độc đáo. Trương Dương cười nói, giám đốc Kiều cũng có hứng thú với ngành giải trí này sao? tiêm mộng viện mỉm cười trả lời lại, quả thực cũng có chút quan tâm, nhưng lại không may mắn toàn chế mất một bước. Rất nhiều người đều biết, sở dĩ Tô Tiểu Hồng có thể thu mua lại được câu lạc bộ hoàng gia này là do có Trương Dương hỗ trợ phía sau không ít. Lúc sau nhạc đệm vang lên cũng là nhạc đệm bài, hẹn ước trong gió của Lâm Thanh Hồng. Nàng chậm rãi bước lên sân khấu cầm micro, mấy người trương dương ở phía dưới thì vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. lâm thanh hồng hát khá hay, nghe chẳng khác gì ca sĩ chuyên nghiệp. trương dương quay sang lương thành long tán thưởng, bà chị thật lợi hại a. À. nghe trương dương khen mà lương thành long lại cười có phần hơi miễn cưỡng. bài hẹn ước trong gió này chính là bài tủ của bạch yến thuộc đoàn ca múa tỉnh. tự nhiên thanh hồng lại hát bài này phải chăng là đã phát hiện ra điều gì rồi? Trong lòng Lương Thành Long vẫn hơi e ngại lão bà cực kỳ lợi hại này của mình, quả thực hắn cùng Bạch Yến vẫn lén lút qua lại, nếu thực sự Thanh Hồng đã biết chuyện này thì e không ổn chút nào. Thực ra có một lão bà thông minh cũng không phải là chuyện tốt hoàn toàn, Lương Thành Long bắt đầu có ý muốn lãnh giáo chút bản lĩnh của Trương Dương về phương diện quản lý nữ nhân. Trương Dương cực kỳ chăm chú nghe bài hát của Lâm Thanh Hồng, có đoạn hắn còn hát theo. Lâm Thanh Hồng hát xong hắn là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Lâm Thanh Hồng mỉm cười đi xuống sân khấu, nàng hướng Lương Thành Long lạnh lùng nói: cho người cảm nhận những giọt nước mắt nhà tù đầu tiên. Lương Thành Long gãi gãi đầu gượng cười xấu hổ: ta có làm gì đâu, nói nhảm ít thôi, lên nhanh đi. So với Lương Thành Long, Lâm Thanh Hồng có phần cường thế hơn một chút. Lương Thành Long không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn lên sân khấu. Trương Dương lại chủ động bắt chuyện: chị dâu hát hay quá ha. Lâm Thanh Hồng mỉm cười nói, trước kia ta cũng từng học qua thanh nhạc, nhưng thầy giáo nói ta không có năng khiếu nên ta đành buông bỏ giấc mộng trở thành ngôi sao ca nhạc mà lại đâm đầu vào làm kinh tế. Kiều Mộng Viện không cho như vậy liền phản ứng lại, làm kinh tế mới có tiền đồ, làm ngôi sao ca nhạc thì có gì chứ? Lâm Thanh Hồng nhẹ nhấp một ngụm rượu vang rồi mới thấp giọng nói, mấy ngày nay ta tìm người khổ sở lắm đó. Nhà máy dệt cùng nhà máy may một gần như sắp phá sản đến nơi rồi. Thực sự ta rất muốn đầu tư vào Giang Thành nên mới thu mua cả hai nơi, coi như cống hiến không nhỏ cho Giang Thành rồi, nhưng hình như bên phía thị ủy lại không có chút thành ý nào cả. Trương Dương mỉm cười nói, ta biết rồi, là chuyện của nhà máy may một phải không? Ngày mai chúng ta cũng nên bàn bạc lại một chút, hiện giờ đang đi chơi không nên nói mấy chuyện công việc như vậy mới phải chứ? Thì Duy ngồi một bên không khỏi tán thưởng một câu, coi bộ người cũng công tư phân minh quá ha. Lâm Thanh Hồng lại nói, người làm ta cứ thấy như đây là chiến thuật kéo dài thời gian của người vậy. Dù sao ta đã hạ quyết tâm, nếu thị ủy Giang Thành không giao nốt nhà máy may một cho ta thì hai nhà máy kia ta cũng không cần nữa. Trương Dương chậm rãi nhấm một ngụm rượu rồi mới thấp giọng trả lời, hợp tác làm ăn chính là tìm điểm chung có lợi cho cả đôi bên, mọi người đều lùi một bước là có thể dễ dàng nói chuyện được thôi. Thực ra cụ thể tình huống thế nào ta cũng không nắm rõ lắm, dù sao nhà máy may một cũng là nhà máy làm ăn có lợi nhuận khá cao nếu muốn thu mua lại thì bắt buộc phải trả giá cao hơn nơi khác rồi lâm thanh hồng nhíu nhíu mày nói lại khẩu khí nói chuyện của ngươi giống hệt như gã nghiêm tân kiến trương dương mỉm cười nói đừng quên ta là cán bộ giang thành ta đại biểu cho lợi ích toàn bộ giang thành cho dù ngươi có là chị dâu của ta ta cũng không thể hy sinh lợi ích quốc gia mà làm giàu cho người thân được lâm thanh hồng cũng không vì mấy lời này của trương dương mà tỏ ra tức giận Nàng nhẹ nở nụ cười nói, ta vẫn đánh giá cao những cán bộ nhà nước có nguyên tắc như người đó a. À. Kiều Mộng Viện nói ra quan điểm của mình, kỳ quan trọng nhất chính là phải tìm được điểm cân bằng, quốc gia cùng nhà máy xí nghiệp, nhà máy xí nghiệp cùng cá nhân trong đó. Trương Dương mỉm cười đính chính lại, nói trắng ra thì sự cân bằng này chính là làm sao để lợi ích mọi phía đạt được đều cân bằng. Chỉ cần làm được điều này thì tự nhiên mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nghe những lời này kiều mộng viện không khỏi nhìn lại trương dương một lượt trước kia nàng vẫn cho rằng hắn có vị trí như ngày hôm nay phần lớn là dựa vào những mối quan hệ nhưng xem ra hắn cũng có chút bản sự nhất định được một lúc thì duy có phần mệt mỏi ngáp dài một cái trương dương ta nghe nói ngươi ở bắc kinh từng giao thủ với trưởng môn nhân sử thương hải của bát quái mông phải không trương dương mỉm cười nhẹ giọng khen người nắm bắt tin tức cũng nhanh quá a à. sao ngươi không đi làm phóng viên đi nhỉ thực phí phạm nhân tài quá ha. thì duy chừng mắt mắng nhẹ, ngươi lại nói móc ta. ta nói trương dương nhà ngươi đừng cho là ta không hiểu ý ngươi nói gì. ta không phải nói móc ngươi, mà ngược lại ta cảm kích ngươi còn không hết nữa đó. chiếc áo bông kia ta quên chưa trả lại ngươi, mà lần này cha mẹ ngươi ở lại giang thành bao lâu vậy? lúc nào dỗi ta mời mấy người ăn bữa cơm. thì duy ra vẻ hào phóng khoát tay nói, chiếc áo đó cứ tặng cho ngươi luôn đi, nhà ta không thiếu mấy thứ đó. Kiều Mộng Viện lại nói, "Hôm nay chúng ta nên về sớm một chút đi, đừng để A Di thúc thúc bọn họ sốt ruột chờ đợi." Lâm Thanh Hồng nói, "Vậy hai chị em các ngươi cứ về trước đi, ta cùng lão Long ngồi chơi thêm một lúc nữa." Kiều Mộng Viện cùng Lâm Thanh Hồng đều là bằng hữu nhiều năm nên cũng chẳng cần khách khí liền đứng dậy cáo biệt rời đi. Lúc sau Lương Thành Long trở lại bàn thấy hai chị em Kiều Mộng Viện về hết nên có chút kinh ngạc hỏi lại, "Sao mới đó đã về hết rồi?" Trương Dương cười nói cũng tại người hát cảm động quá nên người ta về nhà khóc cả rồi. Lương Thành Long ha hả cười lớn đính chính lại, ta mà hát thì cảm động đến phát khóc thì đã là gì, chỉ sợ người ta vì tiếng ca của ta mà nảy sinh mấy ý nghĩ khác trong đầu mới sợ chứ. Lâm Thanh Hồng chừng mắt liếc nhìn hắn một cái nhỏ giọng trách mắng, khó trách hai người các người có thể ở cùng nhau, một đôi da mặt dày y như nhau đúng lúc này thì tô tiểu hồng tiếp đãi khác xong liền tươi cười quay lại bàn của trương dương rồi ra hiệu cho phục vụ lấy thêm một chai vang đỏ nữa nàng nhẹ giọng hỏi có lấy thêm đá nữa không lâm thanh hồng lắc lắc đầu lúc cầm bình rượu trong tay lại mỉm cười hỏi rượu này là nhập lậu về sao tô tiểu hồng mỉm cười trả lời là của bằng hữu cho loại này không bán chỉ để chiêu đãi bằng hữu mà thôi từ sau khi trải qua tràng phong ba vừa rồi tô tiểu hồng làm việc càng cẩn thận hơn mọi việc đều tuân thủ theo đúng pháp luật. Lâm Thanh Hồng nhấc ly rượu vang đỏ của mình lên hơi đung đưa một chút để mùi hương của rượu lan tỏa, đúng là rượu ngon. Chắc phải nhờ bà chủ tô để lại vài chai mới được, lúc nào rảnh rỗi liền lấy ra thưởng thức. Tô Tiểu Hồng sảng khoái gật đầu nhận lời rồi lấy mấy tấm thẻ vip trong tay phan phát cho mấy người Lâm Thanh Hồng có trương dương thì lại được nàng tặng một cái thẻ khác, khác với thẻ vip như của Lâm Thanh Hồng. Tấm thẻ này biểu thị việc từ nay về sau Trương Dương đều được miễn phí hoàn toàn ở câu lạc bộ Hoàng Gia. Điều này cũng do Trương Dương là khách quý nhất của Tô Tiểu Hồng, nếu không có Trương Dương giúp đỡ, căn bản nàng cũng không thể dễ dàng lấy được câu lạc bộ Hoàng Gia này. Đừng nói là miễn phí hoàn toàn, cho dù Trương Dương muốn có cổ phần trong câu lạc bộ, nàng cũng không do dự chút nào mà cho hắn. Mà Trương Dương cũng không phải loại người tham lam, giúp Tô Tiểu Hồng chỉ đơn giản là giúp đỡ bằng hữu mà thôi, nên không đòi hỏi này nọ nhân lúc lương thành long cùng lâm thanh hồng đi khiêu vũ trương dương liền thấp giọng hỏi thăm gần đây ngươi thế nào rồi có khỏe không có người nào tới gây phiền toái không tô tiểu hồng nhẹ lắc lắc đầu quả thực lúc mới đầu vẫn thấy không thoải mái nhưng do bận nhiều việc nên cũng tạm thời quên đi ít nhiều trương dương mỉm cười nói ngươi cũng là người có tính rộng rãi mà có câu thế nào nhỉ nữ nhân cũng không thua kém bậc mày dâu thực không ngờ ngươi lại xem ta không giống nữ nhân trương dương vui vẻ tủm tỉm cười tô tiểu hồng lại nói kỳ thật có một bằng hữu như ngươi ta thấy mình thật có phúc đừng đánh ra quá cao như vậy ta là người dễ tự cao tự đại lắm đó tô tiểu hồng chủ động vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình ra kiều mị nói có thể mời ngươi khiêu vũ một bản không trương dương vui vẻ nhận lời hai người chậm rãi đi tới sàn nhảy trương dương vòng tay ôm chặt chiếc eo nhỏ của tô tiểu hồng Vừa nhảy Tô Tiểu Hồng vừa nhẹ giọng nói, qua chuyện lần này khiến ta hiểu được nhiều điều, cũng thấy rõ được nhiều người. Trương Dương nghe ra nàng ta đang ám chỉ Phương Văn Nam. Phương Văn Nam muốn trả thù Hồng Vĩ Cơ mà lại đi lợi dụng Tô Tiểu Hồng, thực sự như vậy cũng có phần hèn hạ. Trương Dương nhíu nhíu mày thấp giọng hỏi, đã gặp qua giám đốc Phương lần nào chưa? Tô Tiểu Hồng nhẹ xoay người một vòng, trong ánh mắt lại tràn ngập sự lạnh nhạt thở ơ, ta với hắn đã không còn chuyện gì đáng để nói với nhau nữa rồi. Người hận hắn sao? Tô Tiểu Hồng lắc lắc đầu, ta đã quên hắn rồi. Người có biết chân chính hai chữ giải thoát là thế nào không? Hiện giờ ta mới hiểu được thế nào là được giải thoát thực sự. Có thể giải thoát được là tốt rồi. Tô Tiểu Hồng lại nói, bây giờ tâm trí ta đặt hết vào việc kinh doanh câu lạc bộ hoàng gia. Người khác làm được, ta cũng có thể làm được, thậm chí ta tin tưởng mình có khả năng sẽ làm được tốt hơn nữa. Trương Dương bỗng nhiên lại thở dài một hơi, đột nhiên ta lại phát hiện ra, nữ nhân thời đại này quả thực cứng rắn mạnh mẽ nhiều lắm. Trương Dương lại nói thêm, tối nay, Kiều Mộng Viện cùng Lâm Thanh Hồng cũng đều là những cô gái mạnh mẽ thích lớn tiếng quát tháo. Tuy rằng ngươi và họ không thể so sánh, nhưng cũng được tính vào những người phụ nữ thành đạt, thích theo đuổi làm kinh tế. Nghe Trương Dương nói vậy, Tô Tiểu Hồng không khỏi nở nụ cười duyên. Một lúc sau nàng lại mở miệng nói, "Trương Dương Ta nghĩ muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Hồng tỷ không cần phải khách khí như vậy, chỉ cần có thể làm được, nhất định ta sẽ giúp đỡ hết sức. Sự việc lần trước khiến danh tiếng câu lạc bộ Hoàng gia bị ảnh hưởng rất lớn, lại thêm chuyện của ta nữa. Tuy rằng mọi chuyện đều đã qua, nhưng dù sao cũng để lại ấn tượng không tốt trong lòng mọi người, bởi vậy lúc khai trương lại câu lạc bộ, ta muốn mời tới một vài vị lãnh đạo thị ủy tới đây. Không nhất thiết phải cắt băng, chỉ cần tham dự một chút thôi cũng là tốt lắm rồi. Trương Dương cũng hiểu được Tô Tiểu Hồng muốn dùng phương pháp này để xóa đi những tiếng xấu trước kia. Nhưng ngẫm lại thì một cán bộ nhỏ như mình, tham gia thì cũng không có vấn đề gì, nhưng lại mời mấy lão lãnh đạo cao cao tại thượng kia tới tham dự lễ khai trương chỗ ăn chơi kiểu này e rằng có phần không phù hợp cho lắm. Trương Dương suy xét cân nhắc lại mọi mặt một chút xong mới nhỏ giọng nói ra ý định của mình, mời lãnh đạo trên thị ủy đến tham dự khai trương kiểu này e hơi khó. Ta có thể mời một số lãnh đạo các xí nghiệp nhà máy tới đây được. Còn để xem lúc nào có cơ hội thích hợp mới mời lãnh đạo trên thị ủy xuống được. Tô Tiểu Hồng cũng biết Trương Dương có nhiều chỗ khó nên không gượng ép nhiều, cũng được, người nghĩ thế nào thì cứ an bài như vậy đi. Hai vợ chồng Lâm Thanh Hồng cùng Lương Thành Long tỏ ra khá thích câu lạc bộ Hoàng Gia này, chơi cả tối đến tận 12 giờ đêm mới chịu nghỉ. Lương Thành Long cũng không định cùng Lâm Thanh Hồng về mà lại rủ Trương Dương đi chợ đêm ăn thịt hầm. Trương Dương biết hắn có chuyện muốn nói riêng với mình nên đáp ứng đi cùng. Vừa ngồi xuống Lương Thành Long liền đi thẳng vào vấn đề, lần này ngươi phải cố gắng giúp đỡ Thanh Hồng một chút. Quả thực nàng rất muốn chuyển cơ sở sản xuất của tập đoàn Thiên Kiều đến Giang Thành, mà đây cũng là chuyện cực tốt đối với Giang Thành của cá ngươi. Thực sự ta không hiểu nổi đám lãnh đạo Giang Thành các ngươi nghĩ những gì nữa, cả một tập đoàn lớn như Thiên Kiều muốn phát triển trọng điểm ở Giang Thành, vậy mà chỉ vì một cái nhà máy may còn con lại có thể từ bỏ khoản đầu tư lớn như vậy sao? Trương Dương nhíu nhíu mày nhỏ giọng nói, làm việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích chung, không thể chỉ vì lợi ích cá nhân của một phía mà làm ảnh hưởng đến đại cục được. Lương Thành Long nghe vậy liền phản bác lại, cái gì gọi là đại cục? Hiện giờ đại cục của quốc gia chính là tiến hành cải cách, chính là phát triển kinh tế, thay đổi cơ cấu, chỉ cần sao cho phù hợp với chính sách của nhà nước cũng chính là phù hợp với đại cục rồi còn gì. Được rồi, người yên tâm đi, ta sẽ để ý hơn tới chuyện này, hơn nữa sẽ tận lực khiến cả hai phía đều cảm thấy vừa lòng. Lương Thành Long cũng khá tin tưởng vào hiệu suất làm việc của Trương Dương, nghe Trương Dương nói vậy liền mỉm cười hỏi, "Mà ngươi lên Bắc Kinh làm gì vậy? Ta nghe nói Cố Minh Kiện mới xảy ra chuyện, ngươi lên đó có phải cũng vì chuyện này hay không?" Lương Thành Long cũng biết mối quan hệ của Trương Dương với Cố Gia Đồng, em trai Cố Gia Đồng gặp chuyện không may, hẳn tiểu tử này sẽ không ngồi yên bỏ mặc không quan tâm đến được. Trương Dương cũng không có ý giấu giếm Lương Thành Long nên nhỏ giọng kể lại, "Người bị đâm là Thái Húc Đông." Nói đi nói lại thì chuyện này lại có chút quan hệ với ngươi nữa đó. Nghe Trương Dương kể lại đầu đuôi sự việc xong, Lương Thành Long không khỏi thở dài nói, không thể ngờ được Vương Học Hải lại âm hiểu xảo trá đến vậy. Nhưng hắn lại dám xuống tay với Cố Minh Kiện như vậy, hắn không sợ Cố bí thư sẽ tìm hắn tính sổ sao? Trương Dương cười lạnh trả lời lại, chẳng cần chờ đến lúc Cố bí thư ra tay, chỉ cần tìm được hắn, nhất định ta phải cho hắn trả giá đắt những gì hắn đã làm lương thành long cũng biết thủ đoạn của trương dương căn bản lúc trước còn làm địch nhân với tiểu tử này hắn cũng phải nếm không ít thống khổ trương dương không phải là người thích đi gây sự nhưng quả thực lần này vương học hải làm việc không sáng suốt chút nào chẳng những hắn đắc tội với trương dương mà còn đắc tội cả với cố gia lương thành long suy nghĩ một chút nhưng cũng không nghĩ ra điều gì liền thấp giọng tự hỏi hắn có thể trốn ở chỗ nào được nhỉ trương dương nhếch mép cười nhạt lạnh lùng nói hắn cũng khá mưu mô xảo quyệt không có chứng cứ xác thực nào chứng minh những việc đó là do hắn làm e rằng khó có thể dùng luật pháp chế tài được hắn lương thành long lại nói ta vẫn thấy không hiểu vì sao hắn lại làm cái chuyện hại người hại mình như vậy nếu như hắn đã có chủ ý từ trước thì vì sao trước lúc đó lại mời cố minh kiện đi ăn cơm chẳng khác gì vẽ rắn thêm chân cả có lẽ do thông minh quá lại bị thông minh hại nói xong câu đó trương dương nâng chén rượu mình lên rồi nói tiếp thôi không nhắc tới chuyện không vui này nữa cứ hễ nhắc đến tên gã chó chết đó là ta lại cảm thấy sôi máu không chịu được. Đúng rồi, còn hôn sự của ngươi với Lâm Thanh Hồng ra sao rồi? Hình như mẹ vợ ngươi không nhận đứa con rể ngươi thì phải. Nhắc tới chuyện này Lương Thành Long không khỏi cười khổ, muốn thay đổi ấn tượng của mình với người khác quả thực vô cùng khó khăn a. À. Bà ấy không thích ta, nhưng dù thế đi nữa ta cùng Thanh Hồng đã quyết định rồi, sẽ không vì chuyện gì mà thay đổi quyết định kết hôn của hai ta. Trương Dương đột nhiên lại khen một câu, thực không ngờ nàng ta lại hát hay như vậy. Bài hát vừa nãy chính là bài tủ của Bạch Yến, ta nghi ngờ rằng nàng ta đã biết điều gì đó. Không làm chuyện xấu đêm không sợ quỷ gõ cửa, ta lại thấy nàng ta không có ý gì, chỉ có ngươi làm chuyện xấu nên mới trột giả thôi. Bị Trương Dương nói vậy Lương Thành Long chừng mắt nhìn lại, nói đến chuyện này ngươi còn làm chuyện xấu hơn ta gấp cả chục lần, sao ta lại không thấy ngươi trột giả chút nào vậy? Trương đại quan nhân ưỡn ngực ra vẻ hãnh diện trả lời lại nghi vấn của Lương Thành Long, người mà cũng so với ta sao? Ta là cán bộ nhà nước, là đảng viên ưu tú, hàng ngày đều được chui rèn, người như ngươi sao có thể so sánh được với ta cơ chứ? Vì chuyện của tập đoàn Thiên Kiều mà Trương Dương phải đặc biệt tìm gặp riêng phó thị trưởng Nghiêm Tâm Kiến. Mà Nghiêm Tân Kiến cũng vì chuyện này mà đau đầu mất hai ba hôm nay, hắn cười khổ nói, đương nhiên thị ủy cực kỳ hoan nghênh việc tập đoàn Thiên Kiều di chuyển cơ sở sản xuất trọng điểm đến Giang Thành. Nhưng Lâm Thanh Hồng lại nhìn chúng luôn cả nhà máy may một, từ trước đến giờ nhà máy may một vẫn làm ăn có lãi, hiệu quả kinh tế mang lại cho thành phố cũng khá cao. Hơn nữa chúng ta phải tôn trọng ý kiến của cán bộ công nhân viên nhà máy, bọn họ nói nhà máy là xí nghiệp nhà nước, bọn họ cũng không có ăn không ngồi rồi, vẫn luôn làm việc tích cực, vì tại sao lại đuổi công nhân, đem bán nhà máy cho bọn tư bản cũng chỉ vì chuyện này mà ta đau đầu cả tuần nay, mọi người trong thị ủy ai cũng e ngại nếu làm quá khiến đám công nhân bất mãn lại chạy đi kiện cáo linh tinh thì mệt. Trương Dương nghe vậy liền nói, theo ta thấy thì nhà máy may một vẫn làm ăn có lời chỉ là hiện tại mà thôi, với tình hình phát triển nhanh chóng của xã hội hiện nay, nếu không mau chóng tiến hành cải cách cải tổ, tìm hướng đi mới thì sớm muộn gì cũng lâm vào tình cảnh làm ăn thua lỗ. Nghiêm Tân Kiến cười nói, nói thì nói vậy nhưng cũng không nhất định phải để tư nhân quản lý nhà máy xí nghiệp mới khiến nhà máy khởi sắc. Các nhân viên cán bộ nhà máy xí nghiệp hiện giờ của chúng ta cũng có thể làm tốt công tác cải cách được mà. Lâm Thanh Hồng từng nói qua, nàng ta rất muốn đầu tư dài hạn để mở rộng quy mô sản xuất. Tuy rằng tiền là của nàng ta, nhưng cũng phải được bên phía chúng ta trợ giúp một tay, bằng không nàng ta có lòng cũng chỉ vô kế khả thi, như vậy chẳng phải sẽ lãng phí một nguồn lực rất lớn hay sao? Tiền của nhà nước là tiền, mà tiền của tư nhân cũng là tiền, doanh nghiệp tư nhân cũng là một phần tử của nhà nước, lãng phí tiền của ai cũng là lãng phí tiền của nhà nước cả. Nghiêm tân kiến gật gù tán thưởng, nghe cũng có chút đạo lý a. À. Cái gì mà có chút với không có chút, điều này chính là chân lý. Nghiêm thị trưởng, tôi mong ngài nên có cái nhìn đại cuộc rộng hơn. Nghiêm tân kiến ra chiều vô cùng ngạc nhiên hỏi ngược lại, ồ, người mà cũng hiểu được cái nhìn đại cuộc sao? đất nước phát triển, tôi sao thể lạc hậu mãi được. Nghiêm tân kiến ha hả cười lớn, hắn ngẫm lại một chút rồi thấp giọng nói, chuyện này cứ giao cho người toàn quyền xử lý. Mà giám đốc nhà máy may một là Tiết Minh, người này cũng là một trong 10 cán bộ trẻ xuất sắc nhất thành phố, các người nên gặp gỡ trao đổi với nhau một chút đi. Trương Dương hơi nhíu mày một chút nhỏ giọng hỏi lại, nếu hắn không nghe thì sao? Nghiêm tân kiến cười nhạt một tiếng đạm nhiên trả lời lại, người đề danh thứ hai trong 10 cán bộ trẻ xuất sắc nhất, hắn lại đứng thứ 9. Ngươi là cán bộ cấp phó sử, còn hắn chỉ là giám đốc một nhà máy, ngoài tuổi thì lớn hơn người một chút ra, so với người hắn còn thua thiệt hơn nhiều. Ta tin chắc chắn ngươi có biện pháp khiến hắn phải nghe theo ngươi. Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm, cứ không phải trên bảo dưới phải nghe, trên đe dưới phải sợ. Giám đốc nhà máy may một tiết minh là một người rất quyết đoán, có chủ kiến kiên định đối mặt với vị chủ nhiệm ban cải cách trương dương nhỏ tuổi hơn mình nhưng hắn vấp tỏ ra rất khách khí, nhưng khách khí là nể trọng chứ không có nghĩa là hắn sẽ nghe theo những lời trương dương nói. Sau khúc dạo đầu là mấy lời chào hỏi sáo giống, Tiết Minh bắt đầu đi vào chủ đề chính, hiện giờ nhà máy may vẫn hoạt động rất tốt, nhà máy cũng không làm ăn thua lỗ như các nhà máy xí nghiệp khác, hơn nữa lợi nhuận thu được đang tăng theo từng năm. Dưới nhiều điều kiện tốt như vậy, ta không có lý do nào đồng ý việc chuyển giao lại nhà máy cho tập đoàn Thiên Kiều cả, Điều này cũng không phải chỉ là ý kiến của cá nhân ta, đó cũng là ý kiến chung của toàn thể công nhân viên nhà máy. Trương Dương mỉm cười nói, nói thực ta cũng không hiểu rõ lắm công việc kinh doanh cho lắm. Nhưng ta lại biết một đạo lý, đó là một ngón tay dù có lực đạo mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa cũng không thể bằng cả năm ngón trụm lại thành một nắm tay. Hiện giờ xu thế của xã hội là các doanh nghiệp, nhà máy xí nghiệp, chú trọng đến việc ưu hóa tổ hợp, tăng cường sự liên hợp liên kết nếu nhà máy may một liên kết liên hợp với tập đoàn Thiên Kiều thì càng có lợi cho sự phát triển sau này của nhà máy làm công việc này nhiều nên trương đại quan nhân cũng bắt đầu khá giỏi cái công việc làm công tác tư tưởng khuyên nhủ người khác tiết minh không cần suy nghĩ lại mà mỉm cười nói thẳng lại có lẽ trương chủ nhiệm không biết mục đích thực sự của tập đoàn Thiên Kiều bọn họ muốn xây dựng một dây truyền sản xuất lớn ở Giang Thành họ muốn biến nhà máy thành nơi gia công hoàn chỉnh sản phẩm gia công hoàn chỉnh sản phẩm thì sao như vậy chẳng phải càng không cần phải lo lắng đến vấn đề kinh doanh lợi nhuận nữa sao? Tiết Minh đạm nhiên trả lời lại, trương chủ nhiệm, nhà máy chúng tôi đã có hoạch định khá rõ ràng cho sự phát triển của nhà máy trong tương lai. Hơn nữa điều kiện cơ bản của nhà máy cũng khá tốt, chỉ cần cho chúng tôi không gian để phát triển, chắc chắn chúng tôi có thể mở rộng quy mô nhà máy lên gấp nhiều lần hơn bây giờ. Thị ủy cũng có kế hoạch phát triển toàn diện cho nhà máy, là một phần của thành phố, nhà máy các ngươi cũng phải thống nhất làm theo kế hoạch của thị ủy đề ra. Thân là giám đốc, là người lãnh đạo cao nhất nhà máy, hẳn ngươi phải hiểu thế nào là cái nhìn đại cục chứ. Dạo gần đây trương đại quan nhân hắn sử dụng mấy từ, cái nhìn đại cục gần như đạt tới độ lô hỏa thuần thanh. Hắn nhận thấy mấy từ này dùng rất được, bất cứ lúc nào, bất cứ đối phương có cấp bậc địa vị ra sao cũng có thể chụp cái mũ này lên đầu hắn. Ngươi là giám đốc nhà máy thì sao hơn được thị ủy, mà ngươi ở thị ủy thì sao bằng tỉnh ủy, nếu ngươi ở tỉnh ủy thì lại phải nghe trung ương. Chỉ cần biết vận dụng đúng cách thì lúc nào ta cũng có thể vẽ bức tranh đại cục lớn hơn rồi bắt ngươi phải nghe theo. Làm sao Tiết Minh không biết Trương Dương đang chụp cái mũ đại cục lên đầu rồi bắt mình phải nghe theo, mà hắn cũng không phải là người dễ dàng thay đổi chủ kiến của mình. Hắn mỉm cười nhỏ giọng đáp trả lại, chắc Trương chủ nhiệm cũng biết, trong thời buổi kinh tế phát triển, đất nước đang tiến hành đổi mới, các nhà máy xí nghiệp nhà nước thường xảy ra mâu thuẫn với doanh nghiệp tư nhân tôi tin tưởng lãnh đạo thị ủy sẽ không chỉ nhìn thấy những điểm lợi ích trước mắt mà doanh nghiệp tư nhân mang lại. Mà công cuộc cải cách cũng rất công bằng, chỉ cần tạo điều kiện cùng không gian phát triển, các xí nghiệp nhà nước cũng đủ sức để vươn lên. Câu chuyện tiến đến tình trạng này thì cũng khó có thể giải quyết nhanh chóng được. Hiện giờ Trương Dương cũng biết thế nào là mềm nắn rắn vuông, không nông nổi bốc đồng như trước nữa, lúc gặp những chỗ khó khăn sẽ không mạnh mẽ áp chế, bằng không sẽ chỉ càng khiến sự việc lâm vào cục diện bế tắc khó giải quyết hơn mà thôi. Trương Dương thầm quyết định tạm ngừng không đàm phán với Tiết Minh nữa, về nghĩ tìm cách khác vậy. Trương Dương đứng dậy định nói lời cáo từ thì Tiết Minh lại khách khí mời Trương Dương ở lại dùng căm. Nhìn đồng hồ thì cũng gần 11 giờ 30 rồi, Trương Dương cũng muốn nâng cao mối quan hệ với Tiết Minh để sau nói chuyện sẽ dễ dàng hơn, nên đồng ý nhận lời ở lại. Tiết Minh cùng Trương Dương vừa rời khỏi văn phòng xuống cầu thang liền thấy chiếc BMW của Lâm Thanh Hồng chạy vào chỗ để xe. Tiết Minh không khỏi quay sang cười nói: Trương chủ nhiệm quan hệ với giám đốc Lâm cũng tốt quá a. À, cư nhiên hai người thay nhau oanh tạc tôi như vậy sao? Trương Dương gượng cười phân trần: Ta cũng đâu biết nàng ta tới đâu. Lâm Thanh Hồng mở cửa xe bước xuống, thấy Trương Dương liền vui mừng chào hỏi: Trương chủ nhiệm cũng ở đây sao? Tiết Minh mỉm cười tiến tới nói, giám đốc Lâm đến cũng thật đúng lúc, tiện thể cùng nhau đi ăn cơm đi. Lâm Thanh Hồng cũng không khách khí mấy với Tiết Minh nên gật gật đầu nhận lời, vậy đành quấy dày rồi. Nhìn quanh căn tin nhà máy may một cũng khá sáng sủa sạch sẽ, gần như không nhiễm một hạt bụi nào. Cũng chính vì cung cách quản lý rất có quy củ tất cả các bộ phận của nhà máy may một nên Lâm Thanh Hồng mới tỏ ra vô cùng thích thú nhà máy may này, một nơi làm ăn hiệu quả, quy củ lại có nề nếp rõ ràng như vậy ai lại không muốn có cơ chứ. Do là canteen nhà máy nên cũng không có nhiều đồ ăn ngon, hầu hết là mấy món đại trà cho toàn bộ công nhân viên nhà máy. Tiết Minh đi lấy bốn món đơn giản cùng chút canh, nhà máy nghiêm cấm việc uống rượu trong giờ làm nên không có rượu mời khách. Tiết Minh ngượng cười xấu hổ nói, tiêu chuẩn của nhà máy đều như vậy, chỉ có vài món đơn giản thế này thôi, hy vọng Trương chủ nhiệm cùng tổng giám đốc Lâm không chê cười. Lâm Thanh Hồng mỉm cười nói, đơn giản cũng có ý vị riêng mà. Trương Dương tươi cười phụ họa khen ngợi, giám đốc tiết thực liêm khiết A. À. Liêm khiết là bổn phận của mỗi cán bộ chúng ta, ta cũng chỉ bị công nhân nhà máy để bạt lên vị trí này mà thôi. Thân là người lãnh đạo cao nhất nhà máy, ta không thể phụ lại lòng kỳ vọng của bọn họ, mỗi phân tiền ta tiêu đều là của mọi người cả. Lâm Thanh Hồng thấp giọng hỏi, không biết giám đốc tiết đã cân nhắc lại đến đâu rồi. Tiết Minh cười cười trực tiếp trả lời lại, ta đã bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình với trương chủ nhiệm rồi. Nhà máy may một sang thành bọn ta có kế hoạch phát triển hoàn chỉnh trong thời gian dài sắp tới. Dựa trên sự phát triển xã hội hiện nay thì cải cách chính là bước đi chính xác, nhưng ta lại không có hứng thú cho lắm với việc gia nhập tập đoàn thi ẩn kiều của Tổng Giám đốc Lâm. Lâm Thanh Hồng lại nói, Giám đốc Tiết, tôi đã suy nghĩ lại vấn đề này, tôi sẽ cố gắng đưa ra điều kiện thỏa đáng hài lòng song phương. Tiết Minh lắc lắc đầu mỉm cười nói, xem ra Tổng Giám Đốc Lâm còn chưa hiểu ý của tôi lắm. Không phải tôi không vừa lòng với điều kiện bên phía cô đưa ra, mà căn bản là tôi không có ý muốn gia nhập vào tập đoàn của các người. Lâm Thanh Hồng hơi nhíu nhíu mày, quả thực tôi vẫn luôn tán thưởng trình độc quản lý của Giám Đốc Tiết. Tôi cam đoan nếu tập đoàn Thiên Kiều Thu mua lại được nhà máy, ngài vẫn sẽ được đảm đương vị trí quan trọng nhất. Tiết Minh lắc đầu nhẹ mỉm cười, tôi không phải đang có kè mặc cả chỉ vì lợi ích cá nhân, Tôi cũng không quan trọng vị trí sau này của mình ra sao. Có phải giám đốc tiết cho rằng không gian phát triển cùng điều kiện cơ bản của nhà máy rất tốt cho nên mới khăng khăng không để tập đoàn chúng tôi thu mua lại. Nhưng ngài có nghĩ đến việc, nếu như tôi đặt cơ sở sản xuất trọng yếu ở Giang Thành làm thì chẳng phải nhà máy của ngài sẽ phải cạnh tranh với cả tập đoàn chúng tôi hay sao? Như vậy tôi muốn hỏi ngài, ngài có tin tưởng sẽ cạnh tranh được với tập đoàn Thiên Kiền chúng tôi không? Tiết Minh lắc lắc đầu. Đương nhiên hắn biết tập đoàn Thiên Kiều của người ta là một trong những tập đoàn lớn trên cả nước, một nhà máy may nghèo nàn cấp thành phố thì lấy cái gì ra mà đòi làm đối thủ cạnh tranh với người ta cơ chứ. Lâm Thanh Hồng thấy Tiết Minh chỉ lắc đầu rồi trầm ngâm không nói, liền nói tiếp, chắc ngài cũng rõ thực lực tổng hợp toàn bộ nhà máy cũng không thể so sánh được với tập đoàn chúng tôi, vậy mà ngài vẫn muốn cạnh tranh lại, thực sự đây không phải là quyết định sáng suốt cho lắm sở dĩ tôi muốn thu mua lại luôn cả nhà máy của ngài là có lòng tốt không muốn thấy hai phía trở thành đối thủ cạnh tranh nhau. thứ nhất tránh cho số tiền đầu tư bị lãng phí, thứ hai cũng tránh những thiệt hại không đáng có cho thành phố. tôi biết kế hoạch của tổng giám đốc lâm cực kỳ chu đáo, không chỉ nắm toàn bộ ngành dệt may giang thành, lại còn định biến nhà máy thành nơi gia công hoàn thiện sản phẩm. như vậy về sau giang thành sẽ không còn tên cái nhà máy may một ngày nữa. kế hoạch của tôi là sự thống nhất của cả tập đoàn. Với công nghệ quy mô lớn, muốn khai thác được năng suất tối đa nhất của các xí nghiệp thì phải phân công rõ ràng từng bộ phận, từng chuyên ngành, tránh sự trùng lập và lãng phí nguồn lực. Giám đốc Tiết là một người quản lý tốt, tôi tin chắc ngài cũng hiểu được đạo lý này. Tiết Minh cũng phải thừa nhận những lời của Lâm Thanh Hồng cũng chính là đường lối phát triển chính xác nhất trong tình hình phát triển xã hội hiện nay. Nhưng hắn cũng có lý tưởng cùng khát vọng riêng của mình, huống chi những điều kiện căn bản của nhà máy lại khá tốt, bởi vậy hắn mới cảm thấy mâu thuẫn, không cam tâm từ bỏ mọi dự định của mình để lệ thuộc vào người khác. Lâm Thanh Hồng lại nói, có lẽ chúng ta có thể dùng cách khác để biểu lộ trình độ quản lý của đôi bên. Tôi vẫn để cho ngài nắm quyền tự quyết cao hơn, tỉ như tôi chỉ thu mua lại một vài bộ phận phân xưởng sản xuất. Những phân xưởng này chỉ nhận nhiệm vụ sản xuất những thứ mà tập đoàn Thiên Kiều yêu cầu, mà những sản phẩm của họ cũng sẽ do tập đoàn Thiên Kiều chúng tôi toàn quyền phụ trách tiêu thụ. Còn các ngài vẫn tiến hành sản xuất, kinh doanh như bình thường hai bên không ai động ai. Trong cùng một xí nghiệp lại có hai cách làm, hai phương pháp sản xuất khác nhau sẽ đem lại hiệu quả cùng lợi ích rất cao, hơn nữa chúng ta lại có thể từ đó đánh giá được bên nào vượt trội hơn. Lâm Thanh Hồng đã nói đến nước này, Tiết Minh cũng khó có thể thẳng thừng cự tuyệt được nữa. Thực lòng mà nói hắn cũng rất muốn hợp tác cùng tập đoàn Thiên Kiều, chẳng qua hắn lại không thích cái cảm giác bị lệ thuộc người khác, nhất là một tập đoàn tư nhân. Nói trắng ra là hắn muốn hợp tác kiểu bình đẳng, hai bên ngang hàng nhau chứ không phải trở thành cấp dưới của người khác. Phương thức mà Lâm Thanh Hồng đưa ra cũng không có gì ảnh hưởng đến sự phát triển của nhà máy, mà một bộ phận nhà máy lại được tập đoàn Thiên Kiều bỏ vốn đầu tư nâng cấp trang thiết bị, trái lại nhà máy lại càng được lợi nhiều hơn. Càng nghĩ Tiết Minh càng thấy khó có thể cự tuyệt được điều kiện tốt như vậy. Sau khi ăn cơm xong, Trương Dương liền xin đi nhờ xe của Lâm Thanh Hồng. Lâm Thanh Hồng đột nhiên lại thay đổi thái độ, không cứng rắn như trước nữa mà lại lựa chọn nhượng bộ thỏa hiệp, vì thế tình thế rằng có bấy lâu nay mãi đến giờ mới được giải quyết. Trương Dương quay sang mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Lâm thực là người biết chú trọng đến đại cục, chỉ loáng một cái mà giải quyết được vấn đề khiến tôi đau đầu suốt mấy hôm nay. Sau khi cẩn thận cân nhắc lại ta thấy nhà máy may một cũng đạt được một số thành tích nhất định trong công cuộc tự thân cải cách, nếu hiện giờ cứ cứng rắn áp chế thu mua lại nhà máy thì chỉ khiến cán bộ công nhân viên từ trên xuống dưới nhà máy có cái nhìn không tốt với tập đoàn bọn ta. Ta liền nghĩ đến việc trước tiên cứ tiến hành thu mua cải tổ cùng nâng cấp lại trang thiết bị một vài phân xưởng để bọn họ tự mắt thấy được đái ngộ của tập đoàn thiên kiều bọn ta đãi ngộ cao hơn, hay đám lãnh đạo sẽ đưa nhà máy đến một tầm cao mới. Chỉ không lâu nữa chắc chắn bọn họ sẽ thấy được rõ ràng sự tranh lệch này, ta tin lúc đó bọn họ sẽ chủ động đề nghị gia nhập tập đoàn của bọn ta mà thôi. Trương Dương cười nói, người làm vậy chẳng khác nào chơi trò chiến lược diễn biến hòa bình cả. Nói đi nói lại người hợp tác cùng vài phân xưởng nhà máy may tương đương với việc đặt một quả bom nổ chậm cỡ bự ngay trong nhà máy người ta. Như vậy chẳng phải ngươi đã nắm đến 89 phần thắng rồi sao? Lâm Thanh Hồng che miệng cười duyên một tiếng, quả thực tiết minh là một nhân tài, ta cũng rất coi trọng hắn. Nếu hắn nguyện ý gia nhập tập đoàn thiên kiều bọn ta, ta hứa sẽ cho hắn phụ trách chức giám đốc điều hành, hắn là một trong 10 cán bộ trẻ xuất sắc nhất toàn Giang Thành đó. Lâm Thanh Hồng mỉm cười đáp lời lại, như vậy thì có đáng là gì? Năm đó ta là một trong 10 thanh niên xuất sắc nhất toàn tỉnh Vân An đó. Điền Bân lặng lẽ đứng một mình tắm trong ánh nắng mặt trời, ánh nắng mặt trời đầu đông khiến hắn cảm thấy ấm áp bên ngoài, nhưng không sao có thể xua tan được bóng ma bao phủ trong lòng hắn. Chỉ khi nào thực sự sống cuộc đời tù nhân mới có thể biết được sự tự do đáng quý đến nhường nào hắn rất thống khổ, nếu không phải nhờ bản lĩnh kiên cường, cùng sự tin tưởng mạnh mẽ vào tương lai, có lẽ hắn đã sớm buông xuôi bỏ cuộc. Một lão già gầy gò ôm yến chậm chạp đi tới bên người Điền Bân. Lão già này gọi là lão quỷ, là một kẻ cắp chuyên nghiệp, trước kia từng bị Điền Bân bắt được. Hai tay lão quỷ cho vào túi áo khoác, giả bộ đứng phơi nắng giống Điền Bân. Hắn thấp giọng nói, có người muốn gặp ngươi. Điền Bân hơi ngẩn ra một chút, quay sang nhìn nhìn lão quỷ một chút lão quỷ lại chậm rãi từng bước từng bước đi về phía trước tiện chân đá một viên đá nhỏ dưới chân rồi nhân cơ hội nhìn ngó xung quanh đừng nhìn ta có người đang để ý ngươi điền bân thấp giọng hỏi là ai lão quỷ bỏ lại một câu rồi thản nhiên bước đi buổi chiều tới mỏ đá ngươi nên cẩn thận một chút điền bân nghe mà nội tâm không khỏi dùng mình một cái lúc sau một gã giám mục đi tới bên cạnh điền bân gọi điền bân mẹ ngươi tới thăm Điền Bân lắc lắc đầu nói, ta không gặp, nói xong hắn liền bỏ đi chỗ khác, vì vậy nhưng vẻ mặt hắn lại tràn ngập sự thống khổ không nói lên lời. Trương Tâm Tuyệt đến đây ba lần nhưng đều bị con trai cự tuyệt không muốn gặp mặt, quả thực đây là sự đả kích quá lớn đối với người làm mẹ như bà. Sau khi được người giám mục báo lại, liền lắc lắc đầu thở dài một tiếng định đứng dậy đi về nhưng lại hơi khủy xuống. Em gái bà tương tâm tuệ cuống quyết đứng dậy đỡ cánh tay chị gái mình, chị, chị không sao chứ. Ta không sao, còn chưa dứt lời đột nhiên bà lại thấy mắt tối sầm lại, cả người vô lực ngã xuống. Tương Tâm Tuệ sợ quá mà giọng thê thê hét lên, có ai giúp với, chị ta té xỉu rồi. Chương 247, Nhiệt huyết nam nhi. Công việc của Điền Bân ở mỏ đá khu cải tạo là đập nhỏ những hòn đá lớn, cái công việc này buồn tẻ chán nản đến cực điểm, do ban sáng được lão quỷ nhắc nhở, Điền Bân cũng cảnh giác hơn rất nhiều. Vừa đập đá thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn xung quanh một chút khiến hắn nhìn đám phạm nhân mà cứ có cảm giác nghi ngờ. Nhưng đã nhiều giờ trôi qua cũng không thấy có bất kỳ kẻ nào có ý định xuống tay với mình. Điền Bân đảo mắt nhìn lão quỷ cũng đang đập đá ở cách mình không xa. Lão quỷ thấy Điền Bân nhìn liền nhếch môi cười cười. Gã dám công phụ trách công coi lạnh lùng quát, nhìn cái gì vậy? Tập trung làm việc của ngươi đi. Lão quỷ giờ búa lên nện xuống tảng đá nhưng không ngờ lại đập chung tay mình, hắn đau đớn kêu thảm một tiếng, đổ người xuống đất ôm chặt bàn tay đầm đìa máu tươi của mình. Gã dám công đứng gần đó liền đi tới bên cạnh lão quỷ xem xét tình hình. Điền Bân ngồi yên không nhúc nhích, hắn mơ hồ cảm thấy sự việc có phần bất thường nên càng cảnh giác nhìn mọi người xung quanh hơn, sợ rằng có người thừa dịp hỗn loạn ra tay ám toán mình. Nhưng sự việc lại không như trong tưởng tượng của hắn, chẳng có chuyện gì xảy ra cả lão quỷ bị thương không nhẹ cần phải đưa đến bệnh viện băng bó vết thương mấy tên giám công cùng cảnh ngục ở hiện trường to nhỏ thương lượng với nhau một chút liền quyết định đưa lão quỷ đến bệnh viện một gã cảnh ngục xoay người lại nhìn xung quanh rồi hắn dừng ánh mắt ở chỗ điền bân đứng hắn lớn tiếng gọi ngươi lại đây điền bân buông búa mình xuống đứng lên tên cảnh ngục kia bảo điền bân cõng lão quỷ lên lưng rồi đưa ra xe ô tô ngoài người lái xe còn có hai cảnh ngục khác cùng lên ô tô ngón trỏ tay trái lão quỷ bị búa nện giờ nát bươm, trông bê bết máu, được Điền Bân đỡ lên thùng xe rồi mà hắn vẫn không ngừng rên gì kêu đau. Một gã cảnh ngục khóa kỹ thùng phía sau xe chờ tù lại rồi kêu lái xe chạy vào nội thành thành phố Giang Thành. Điền Bân đưa tay vỗ nhẹ vai lão quỷ thấp giọng an ủi, người cố gắng chịu đựng một chút, sắp tới bệnh viện rồi. Lão quỷ đau đến mồ hôi chán nhỏ từng giọt lớn xuống, miệng vẫn không ngừng rên gì kêu đau gã cảnh ngục ngồi đằng trước không kiên nhẫn được nữa liền dùng dùi cui gõ mạnh lên cửa kính đằng trước thùng xe tức giận mắng kêu cái gì mà kêu đàn ông con trai lớn tuổi như vậy rồi mà đau có chút đó cũng không nhịn được là sao lúc này bầu trời lại hơi tối lại từng bông tuyết nhỏ lại lác đác rơi xuống gã lái xe thấy trời trở xấu liền chửi đồng một câu rồi cho xe chạy chậm lại một chút vừa đến đoạn cua do khuất núi nên gã tài xế lái xe không nhìn thấy đột nhiên một chiếc xe tải chạy ngược chiều bất thình lình xuất hiện ở ngay đoạn cua. Gã tài xế hoảng sợ vội vàng đánh tay lái bởi vậy mà chiếc xe mất phương hướng chạy quạt ra ngoài đâm thẳng vào ba rem chắn đường rồi lao nhanh xuống sườn dốc. Mãi một lúc sau chiếc xe đâm vào đống cát vàng lớn mới dừng lại được. Điền bân cùng lão quỷ ở thùng xe phía sau là lĩnh đủ nhất, chiếc xe lắc lư nảy lên hụp xuống khiến hai người đập vào thành thùng xe liên tục. Lúc xe dừng lại, gã lái xe bị đập đầu vào vô lăng nên hôn mê bất tỉnh. Hai gã cảnh ngục liền vội vàng mở cửa chạy ra phía sau xe mở khóa, một người trong đó hét lớn, nhanh ra ngoài, ô tô sắp nổ rồi. Cứ chạy tới phía trước chờ bọn ta. Điền Bân đỡ lão quỷ xuống xe rồi đi tới mảnh đất trống phía trước, nhưng mới đi được vài bước đột nhiên lão quỷ lại ngồi xuống. Điền Bân hơi cúi người xuống định xem xét lão quỷ bị sao, ánh mắt hơi lướt qua hai gã cảnh ngục phía sau lại thấy bọn chúng nhìn về phía này tay lại sờ súng bên hông, một loại cảm giác nguy hiểm xẹt qua não hắn lão quỷ cũng không kêu rên như lúc nãy vừa nhìn thấy hai gã cảnh ngục kia sờ súng nhất thời sắc mặt hắn đại biến cuống cuồng nhào dậy chạy nhanh về phía trước một trong hai gã cảnh ngục lạnh lùng quát còn muốn chạy vừa nói hắn vừa nhanh chóng rút súng ra nhắm bắn lão quỷ gã cảnh ngục khác bên cạnh cũng đồng thời rút súng ra bắn chỉ thiên cảnh cáo sau đó lại nhắm ngay họng súng về phía điền bân ngay lúc thấy lão quỷ đột nhiên vùng dậy bỏ chạy điền bân cũng biết có biến nên nhanh chóng bật người chạy về phía khác nhưng do địa hình chỗ này quá trống trải, căn bản không có chướng ngại vật gì để nấp, trước mắt chỉ có thể dùng hết sức chạy thật nhanh cố gắng né tránh viên đạn. Căn bản do khoảng cách quá gần, lại bị bất ngờ nên dù tốc độ của Điền Bân nhanh mấy cũng không có tác dụng gì quá lớn, ngay lập tức thân thể hắn dính ngay hai phát đạn. Hắn mất đà ngã nhào xuống đất rồi cứ thế theo quán tính lăn dọc xuống sườn dốc. Lão quỷ không may mắn bị đạn bắn trúng đầu chế ngay tại chỗ hai gã cảnh ngục vừa truy đuổi ngay sau Điền Bân vừa nổ súng liên tục, Điền Bân lại trúng thêm mấy phát đạn nữa. Rốt cuộc thân thể Điền Bân cũng hết đà không lăn xuống nữa, hắn nằm im trong bụi cỏ rậm không nhúc nhích chút nào. Hai gã cảnh ngục từ từ áp sát đến chỗ Điền Bân nằm, một gã trong đó nâng súng lên định bắn tiếp lại bị đồng bọn ngăn lại, người điên rồi sao? Ở cự ly gần như vậy bắn hắn sẽ bị nghi ngờ. Gã đó vừa nói vừa đi tới sở động mạch chủ ở gáy Điền Bân xem đối phương đã chết hay chưa bỗng nhiên đôi mắt lớn của Điền Bân mở trừng ra, hắn gầm lớn một tiếng bật nửa thân trên lên dơ cao đầu dùng chán đập mạnh vào giữa mặt tên cảnh ngục ngay trước mắt mình. Liền đó tay phải khống chế tay phải cầm súng khiến gã đó bắn trượt liên tục vào khoảng không. Gã cảnh ngục còn lại thấy không ổn liền dơ súng lên ngắm ngay đầu Điền Bân nã đạn nhưng lại bị Điền Bân dùng thân thể đồng bọn hắn đỡ hết đạn. Tay phải Điền Bân giật được khẩu súng trong tay gã cảnh ngục bị bạn bắn chết rồi liên tục bóp cỏ bắn chết tên còn lại. Sau một hồi đó, Điền Bân như dùng sạch toàn bộ sức lực của mình, hắn nằm yên bất động, chỉ cảm thấy cả người đau buốt đến tận xương tủy, hai mắt dần dần tối sầm lại. Hắn biết mình đang trong tình trạng nguy kịch, bất cứ lúc nào cũng mất mạng nên cố gắng giang giữ cho tinh thần tỉnh táo. Những bông tuyết nhỏ mềm nhẹ vẫn đang không ngừng rơi xuống, cả một khoảng không rộng lớn bao la trên cao. Đột nhiên Điền Bân lại thấy một bóng đen mờ ảo đang không ngừng vọt nhanh tới chỗ hắn, theo bản năng hắn lại giơ súng lên bắn một viên lúc thấy bóng đen kia ngã xuống hắn cũng gần như cạn sức không nhấc tay nổi nữa, máu tươi từ thân thể hắn càng lúc chảy ra càng nhiều. Giọng hắn cũng khàn đặc cả đi, hắn thều thào nói, ta là cảnh, sát, sau đó hắn chỉ cảm thấy trước mặt là một khoảng không đen ngòm, ngất lịm đi. Lúc Trương Dương nhận được tin này thì vẫn đang họp ở ban cải cách, điện thoại là của Điền Khánh Long gọi tới báo. Điền Khánh Long có tiếng là người trầm ổn mà cũng không giữ được bình tĩnh nữa, Hắn run run giọng nói, "Trương Dương, xin ngươi, xin ngươi mau mau tới cứu Điền Bân." Trương Dương nghe vậy liền giật mình hoảng hốt, hắn liền bỏ ngang cuộc họp vội vàng đứng dậy hỏi lại, "Hắn đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Điền Bân đang được cấp cứu ở bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Giang Thành.Chú hắn cũng là viện trưởng bệnh viện Tả Ủng Quân tự mình đứng bàn mổ, ở phòng mổ khác cũng đang phẫu thuật cấp cứu một gã cảnh ngục bị thương nặng. Điền Bân trúng tổng cộng 6 phát đạn trong đó có hai chỗ bộ phận quan trọng. Tả ủng quân cũng không dám nắm chắc ca mổ này nên vừa xem ảnh chụp ích quang liền mời ngay vị bác sĩ ngoại khoa vô tử lương mới từ Mỹ về để hỗ trợ phẫu thuật. Nghe tin Trương Dương liền gấp rút chạy tới bệnh viện, vừa vào thang máy liền gặp ngay vô tử tương. Lần trước hai người quen nhau ở vụ tai nạn giao thông, thực không ngờ lại có thể lại gặp nhau ở này. Vô tử lương tươi cười chào hỏi, đang định gọi điện cho ngươi rủ đi uống nước, thực không ngờ lại gặp nhau ở đây. Trương Dương mỉm cười hỏi lại, người tới đây có việc gì sao? Thang máy lên tầng 4, Vu Tử Lương vừa nói vừa đi, thật không phải, ta đang vội, có ca phẫu thuật gấp, lúc nào rảnh sẽ liên hệ lại ngươi sau. Trương Dương cũng theo Vu Tử Lương ra, liền thấy có người đứng chờ sẵn. Vừa thấy Trương Dương cùng Vu Tử Lương đến, vị bác sĩ kia vội vàng chạy tới báo, bác sĩ Vu, Trương chủ nhiệm, tả viện trưởng đã chờ ở trong phòng mổ rồi, các vị nhanh nhanh dùm cho, tình huống thập phần nguy cấp lắm rồi lúc này cả hai mới biết đối phương đều vì ca phẫu thuật của Điền Bân mà tới. Cả hai nhanh chóng thay đồ vô trùng rồi vào phòng mổ. Không khí trong phòng phẫu thuật ngưng trọng đến cực điểm, chán tả ủng quân lại ngập mồ hôi, hắn hơi nghiêng đầu sang một bên để hộ lý lau mồ hôi chán giúp hắn. Rất nhanh hắn đã lấy ra được bốn đầu đạn, chỏ còn hai đầu đạn là hắn chưa dám vội vàng khinh suất. Một đầu đạn nằm ở màng ngoài tim, lại cách các động mạch chủ một khoảng cực nhỏ, nếu cứ cường ngạnh tách các mô xung quanh để lấy đầu đạn ra sẽ rất dễ tổn thương đến các động mạch chủ đến chẳng may các động mạch chủ bị vỡ e rằng tính mạng điền bân cũng khó giữ còn một đầu đạn nữa lại nằm ở xương cột sống phía dưới thắt lưng bởi vì đầu đạn ghim quá chặt vào xương cột sống cho nên rất khó lấy ra nếu không cẩn thận sẽ gây di chứng sau này thậm chí còn ảnh hưởng đến dây thần kinh cột sống gây liệt hoàn toàn tả ủng quân mời một vị bác sĩ ngoại khoa có tiếng như vô tử lương chính là nhờ giải quyết giúp cái nan đề này còn Trương Dương là được Điền Khánh Long đặc biệt nhờ vả. Lần trước cũng nhờ Trương Dương mà hắn mới giữ được cái mạng già này, hiện giờ con hắn đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Trương Dương. Hy vọng Trương Dương có thể biểu hiện thần kỳ thư lúc cứu hắn lần trước, mang đứa con trai duy nhất của hắn từ tay Diêm Vương trở về. vu tử lương vừa vào phòng mổ cái tả ủng quân liền đứng sang một bên nhường vị trí mổ chính cho hắn. vu tử lương nghe hộ lý báo lại tình hình bệnh nhân, rồi tự thân hắn kiểm tra lại một lượt các máy đo huyết áp, nhịp tim, hắn hơi nhíu mày thấp giọng nói, tình trạng bệnh nhân rất xấu, mất máu quá nhiều. Phương án phẫu thuật cũng không có gì sai biệt lắm, đầu tiên phải tách các mô tế bào màng tim quanh đầu đạn rồi mới từ từ rút đầu đạn ra. Nhưng Vô Tử Lương vừa định tách các mô tế bào thì đột nhiên huyết áp của Điền Bân lại tăng, nhịp tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn khiến miệng vết thương xuất huyết rất nhiều. Nhìn tình cảnh này hai hàng lông mày Vô Tử Lương không khỏi cau chặt vào nhau. Trương Dương đứng một bên giờ mới nhỏ giọng lên tiếng, để ta thử xem. Vu Tử Lương đánh mắt nhìn Trương Dương bên cạnh một cái. Trương Dương đi tới bên bàn mổ rồi nhanh chóng điểm hai huyệt trên ngực Điền Bân. Sau đó ra hiệu bảo hộ lý mở hộp kim châm, lấy ra một cây kim khá mảnh châm xuống phần ngực trái của Điền Bân. Một màn thần kỳ xảy ra, chỗ vết thương của Điền Bân lúc nãy máu tươi ồ ồ chảy ra vậy mà đột nhiên lại ngừng hẳn lại như bị bịt kín vậy chu tử lương cùng tạ ủng quân không khỏi liếc mắt nhìn nhau hiển nhiên cả hai đều không tài nào lý giải nổi một màn thần kỳ này máu đã ngừng chảy phu tử lương liền bắt đầu cẩn thận từng chút một tách các mô tế bào màng tim ra khỏi đầu viên đạn còn tạ ủng quân thì làm trợ thủ cho hắn phu tử lương hạ dao rất chính xác chỉ một lúc hắn đã thành công tách được đầu viên đạn ra khỏi các mô hắn nhận kẹp từ hộ lý đưa cho rồi kẹp lấy đầu đạn quả quyết rút thật nhanh ra đầu đạn vừa được lấy ra máu tươi từ chỗ đó liền chảy ra như suối, phu tử lương gật đầu ra hiệu cho tả ủng quân, tả ủng quân liền lấy băng gạc nhanh chóng thấm máu ở miệng vết thương đi, còn phu tử lương thì cầm chiếc kẹp nhỏ hơn kẹp chặt đầu mạch máu. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý nhanh chóng khâu miệng vết thương lại. Trương đại quan nhân không hiểu rõ lắm về phương diện phẫu thuật của thời đại này, bởi vậy vẫn chỉ đứng một bên quan sát, khả năng lớn nhất của Trương Dương là hỗ trợ cầm máu, cùng dùng nội lực mình tăng cường sinh mệnh lực của Điền Bân giúp hắn tăng khả năng sống sót. Xử lý viên đạn ở màng tim xong cuối cùng cũng đến viên đạn ở xương cột sống dưới thắt lưng. Nhìn phim chụp x quang, Vu tử lương cũng gặp không ít khó khăn, đầu đạn ăn sâu vào xương sống, cực kỳ khó lấy ra. Tả ủng quân thấp giọng nói, có cần phải phá hủy đốt xương đó không? Vu tử lương lắc lắc đầu, phá hủy đốt xương sống có thể thuận lợi lấy ra đầu đạn, nhưng lại rất dễ ảnh hưởng đến tình trạng bệnh nhân, thậm chí nhiều khả năng sẽ gây tổn thương tủy sống gây biến chứng liệt nửa thân dưới. Phu tử lương cao mày cẩn thận suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói, băng khô. Băng khô. Phu tử lương dùng băng khô không chỉ muốn cầm máu vết thương mà còn lợi dụng nguyên lý nóng nở ra lạnh co vào của kim loại. Dùng băng khô làm lạnh đầu đạn khiến đầu đạn nhỏ đi sẽ không bám chặt vào xương sống nữa, như vậy hẳn có thể dễ dàng lấy ra hơn. Rất nhanh băng khô được đưa tới, Vô Tử Lương cầm kẹp gắp lấy một mẩu băng khô nhỏ đặt vào phía trên đầu đạn ở xương cột sống. Những y bác sĩ khác ở bên ngoài phòng mổ đều cực kỳ tán thưởng phương pháp phẫu thuật không theo một khuôn mẫu nhất định nào của Vô Tử Lương. Còn Trương Dương thì lại có cái nhìn hoàn toàn mới về Tây y, không ngờ cái đạo lý đơn giản nóng nở nhiệt co cũng có thể sử dụng vào trong phẫu thuật cứu người được. Sau khi làm lạnh, quả nhiên đầu đạn hơi co lại một chút, chỉ cần như thế Vô Tử Lương cũng có thể dễ dàng gắp đầu đạn ra được lúc bỏ đầu đạn dính đầy máu vào khay xong, phu tử lương còn sử dụng máy cẩn thận quan sát lại miệng vết thương. may mắn thay đầu đạn lại không ảnh hưởng gì tới tủy sống bên trong. nói cách khác sau này điền bân không sợ bị liệt nữa. suốt cuộc trên mặt phu tử lương cũng nở nụ cười mãn nguyện. phẫu thuật cho điền bân xong bọn họ cũng không ngừng nghỉ chút nào, bởi lẽ tên cảnh ngục kia cũng đang trong tình trạng nguy kịch. hắn bị một phát đạn ghim vào xương sọ, hơn nữa đầu cũng bị chấn thương mạnh nhiều chỗ phu tử lương lại tiếp tục sang phòng phẫu thuật bên cạnh đứng mổ tiếp, vài giờ sau mới hoàn thành ca mổ gắp được viên đạn ra khỏi sọ não gã cảnh ngục. Tuy vậy hắn vẫn bị hôn mê sâu, xem tình trạng sức khỏe thì cũng khó nói không biết bao giờ hắn mới tỉnh lại. Ngoài phòng mổ, cả một nhà Điền Khánh Long vẫn đứng đợi suốt từ lúc bắt đầu mổ đến giờ. Tương tâm tuệ thương tâm khóc đến độ ngất xỉu, Điền Khánh Long tuy là cảnh sát, tâm tính cũng khá kiên định nhưng trước tình cảnh tính mạng con trai bất cứ lúc nào cũng bị đe dọa, Lòng hắn cũng không khỏi nóng ruột như lửa đốt. Hắn cứ vừa hút thuốc vừa đi đi lại lại quanh hành lang, hai mắt hắn cũng đỏ ngầu cả lên. Em vợ hắn Tương Tâm Tuệ ở bên chốc chốc lại khuyên nhủ an ủi chị gái. Thị trưởng Giang Thành Tả Viên Triệu lúc biết tin cũng tức tốc chạy tới, còn cục trưởng cục công an Vinh bằng phi sắc mặt xám xịt đứng một góc. Tuy hắn sớm đoán được rằng diễn biến sự việc chắc chắn sẽ phát sinh những điều khác, nhưng hắn thật không ngờ sự việc lại phát triển đến độ như vậy ba gã cảnh ngục hai chết một bị trọng thương, tên tội phạm lão quỷ thì bị bắn chết tại đương trường, còn Điền Bân thì còn chưa rõ sống chết ra sao. Từ những dấu vết tại hiện trường cho thấy thì sự việc lúc đó hẳn là phạm nhân vượt ngục. Đó cũng chỉ là những phán đoán ban đầu chứ Vinh Bằng Phi hắn cũng không cho rằng đây chỉ là vụ án phạm nhân trốn ngục bình thường. Mà với những hiểu biết về Điền Bân, Điền Bân không có lý do nào phải vượt ngục cả. Điền Khánh Long giống Vinh Bằng Phi cũng không tin con trai mình lại đi vượt ngục, tuy rằng nó là đứa hấp tấp nóng này nhưng nó vẫn biết suy nghĩ hành động đúng sai hơn hết nó lại là một cảnh sát ưu tú có niềm tin mãnh liệt vào công bằng chính nghĩa vinh bằng phi tiến tới vỗ vai an ủi điền khánh long một câu mà lúc này nội tâm hắn cũng cực kỳ phức tạp nếu điền bân không qua khỏi hắn không sao mở lời giải thích cho điền khánh long biết sự thật được nếu hắn nói toàn bộ sự thật tại sao điền bân tự dưng lại làm điều ngu ngốc để bị vào tù e rằng gia đình Điền Khánh Long khó mà chấp nhận thêm sự thương tổn to lớn nữa. Cuối cùng đèn hiệu phòng mổ cũng sáng, tất cả mọi người đều vội vàng đứng hết lên. Tạ Ủng Quân là người đầu tiên từ phòng mổ đi ra, trước tiên hắn báo cho người nhà Điền Khánh Long rằng Điền Bân đã qua cơn nguy kịch. Điền Khánh Long lúc nghe tin tức này tinh thần căng như dây đàn của hắn cuối cùng cũng thả lỏng được, đôi chân hắn vẫn đứng vững là dựa vào ý chí, giờ hai chân hắn mềm nhũn ra không đứng được nữa lại ngồi phịch xuống ghế tương tâm duyệt lại bưng mặt thấp giọng khóc nức nở. Cuối cùng Vinh Bằng Phi cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhóm, hắn đại biểu phía cảnh sát kéo tạ ủng quân sang một bên nói chuyện. Tạ ủng quân nhỏ giọng nói, vật chứng các người cần ta đã thu thập lại đầy đủ. Ngoài băng khô ra thì những đầu đạn cùng các vật chứng khác đều còn nguyên vẹn. Vinh Bằng Phi gật gật đầu rồi hỏi thêm, tình hình gã cảnh mục thế nào rồi? Tình hình trước mắt thì không tốt cho lắm, Tuy rằng đã bảo tồn được tính mạng nhưng do não hắn bị tổn thương nghiêm trọng nên vẫn còn đang hôn mê sâu, phỏng chừng trong thời gian ngắn hắn khó có thể tỉnh lại được. Cho dù có may mắn tỉnh lại cũng chưa chắc đã nhớ được những việc trước đây, còn tình huống xấu nhất thì e rằng cả đời này hắn cũng không tỉnh lại được, phải sống cuộc sống thực vật. Vinh Bằng phi nhíu nhíu mày trầm giọng nói, "Có thể giữ bí mật được không?" Tạ Ùm Quân cũng không rõ ý định của Vinh Bằng phi là gì. Vinh Bằng Phi lại nhỏ giọng nói, nếu cần thiết thì không cần phải nói ra việc hắn ta bị sống đời sống thực vật, chuyện này có quan hệ rất lớn đến việc điều tra phá án. Tả ủng quân thấp giọng hỏi, vậy Điền Bân sẽ không bị việc gì chứ? Không biết. Vinh Bằng Phi nói xong lại bổ sung thêm, vụ án vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, ta cũng không thể nói rõ được. Trương Dương ra khỏi phòng mổ cũng an ủi Điền Khánh Long mấy câu. Điền Khánh Long nghe được tính mệnh con trai không bị nguy hiểm nữa, tâm trạng cũng dần dần ổn định lại nhìn tả ủng quân cùng vinh bằng phi sóng vai đi tới hắn đứng dậy hướng vinh bằng phi thấp giọng nói vinh cục trưởng ta có chuyện này muốn nói với ngươi vinh bằng phi thở dài nói tôi nghĩ hiện giờ không thích hợp để nói chuyện này hy vọng ngài có thể hiểu được biên khánh lắc đầu đính chính lại giờ ta không phải lấy tư cách là lãnh đạo tỉnh ủy mà ta lấy danh nghĩa của một người cha một vị huynh trưởng muốn nói chuyện với ngươi thực xin lỗi vụ án còn chưa được điều tra làm rõ, ta không thể nói gì hơn. Câu trả lời của Vinh Bằng Phi khiến Điền Khánh Long thấy thất vọng vô vùng. Làm một cảnh sát đương nhiên Điền Khánh Long cũng biết việc quan trọng nhất là phải giữ bí mật tình tiết vụ án, Vinh Bằng Phi đã không tiết lộ điều gì thì hắn cũng không tiện gặng hỏi gì thêm. Vinh Bằng Phi cũng không muốn tiếp tục lưu lại chỗ này nữa, hắn gật gật đầu với Điền Khánh Long thay lời chào rồi trực tiếp rời khỏi phòng điều trị. Trương Dương thấy hắn bỏ đi liền vội vàng đuổi theo sau gọi cục trưởng Vinh ra ngoài rồi nói sau. Trương Dương theo sau Vinh Bằng Phi tới tận bãi để xe, rồi cũng mở cửa chui vào xe cảnh sát giống hắn. Lúc này Vinh Bằng Phi mới thấp giọng hỏi trước, lúc nãy người cũng ở trong phòng mổ à. Trương Dương không trả lời câu hỏi của Vinh Bằng Phi mà lại nói một câu, chắc chắn Điền Bân không vượt ngục. Vinh Bằng Phi thở dài nói, rốt cuộc sự việc là như thế nào thì cũng chỉ còn biết chờ hắn tỉnh lại mới biết rõ ràng được. Trương Dương lại nói, Vinh Cục trưởng, tôi vẫn cứ cảm thấy chuyện này có điều khó hiểu. Điền Bân là cảnh sát, hẳn hắn phải biết rõ hơn ai hết hậu quả của việc vượt ngục, mà tội trạng của hắn cũng đâu phải là nặng lắm, việc gì hắn phải làm vậy. Vinh Bằng Phi hơi nhíu mày trầm giọng nói, chúng ta là cảnh sát, chỉ chú trọng đến những chứng cứ xác thực, tuyệt đối không thể dựa theo suy đoán hay cảm tình được. Nếu tên cảnh ngục kia mà chết, chẳng phải vụ án này sẽ đi vào ngõ cụt, chẳng còn nhân chứng nào sao như vậy chẳng phải Điền Bân khó có thể thoát được tội danh vượt ngục. Pháp luật đều công bằng nghiêm minh với tất cả mọi người, chúng ta sẽ không để người tốt bị hàm oan, cũng sẽ không để bất kỳ tên tội phạm nào thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Trương Dương nhỏ giọng nói như tự nhủ với bản thân, hy vọng các người có thể mau chóng phá án. Sẽ phải như vậy. Vì đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Cục Công an phải tổ chức một cuộc họp nội bộ khẩn, vẻ mặt những người tham dự cuộc họp đều rất trầm trọng, bởi nhẽ vụ án lần này cực kỳ phức tạp. Khương Lượng là người được đại diện đứng lên mô tả ngắn gọn tình hình vụ án vừa xảy ra. Sau khi nói vắn tắt vụ án, hắn thấp giọng nói đến kết quả mới nhận được, hai gã cảnh ngục bị bắn chết đều là những cảnh ngục xuất sắc nhất, trong hồ sơ thì không thấy có gì bất thường. Gã phạm nhân bị hạ gục tên Lão Quỷ, nhưng trong hồ sơ cá nhân thì ghi hắn chỉ phạm những tội như ăn cắp lừa đảo chứ không có hành vi bạo lực nào. Còn Điền Bân thì chắc tất cả mọi người đều biết rõ trước kia hắn là một cảnh sát ưu tú của đội trọng án. Vinh Bằng Phi xoay người nhìn sang phó cục trưởng Đồng Đắc Chí nói, lão đồng phát biểu mấy câu đi. Đồng Đắc Chí đứng dậy trầm giọng nói, căn cứ theo những chứng cứ chúng ta hiện thời thu được, cùng những dấu vết tại hiện trường thu được ta đưa ra nhận định. Trên đường xe chở tù đưa lão quỷ đến bệnh viện trị thương đã gặp chuyện ngoài ý muốn, lúc đó thời tiết khá xấu, trời âm u và bắt đầu có tuyết rơi, vận tốc xe chở tù lúc đó đại khái khoảng 10 km xe chạy đến đoạn quẹo vào thung lũng thanh thai sơn thì gặp phải một chiếc xe tải chạy ngược chiều tài xế lái xe do giật mình hoảng hốt mà đánh tay lái tránh sang một bên khiến xe chở tù mất tay lái đâm vào ba rem chắn đường bên phải xe chở tù lao qua ba rem chắn đường lao thẳng xuống sườn dốc có lẽ chiếc xe ngừng lại dưới sườn dốc ba gã cảnh mục sợ xe bị nổ nên mới mở thùng xe nhốt phạm nhân phía sau thả điền bân cùng lão quỷ ra nói đến đây hắn tạm ngừng một chút uống ngụm trà trước giọng rồi lại nói tiếp có khả năng tình huống lúc đó vô cùng hỗn loạn cho nên lão quỷ cùng Điền Bân mới định nhân cơ hội bỏ chạy, vì thế cảnh ngục mới nổ súng cảnh cáo. Lão quỷ xấu số chết ngay tại đương trường, còn Điền Bân có lẽ đã tiến hành chống cự rằng co với hai gã cảnh ngục kia, cuối cùng hắn giật được súng của một người rồi bắn chết cả hai. Rồi hắn lại còn bắn trọng trương cảnh ngục thứ ba là Trương Huy Sinh, cuối cùng hắn bị hôn mê bất tỉnh do bị bắn sáu phát vào người. Vinh bằng phi trầm ngâm một lúc rồi thấp giọng nói: Dựa theo nhận định của phó cục trưởng đồng thì Điền Bân là nghi phạm quan trọng nhất. Đồng Đắc Chí cười khổ phân trần: Đó cũng chỉ là nhận định của cá nhân tôi, dựa vào những chứng cứ cùng dấu vết thu dược mà phỏng đoán diễn biến vụ án. Còn cụ thể tình huống lúc đó thế nào thì chỉ có thể thẩm vấn đương sự mới hoàn toàn chứng thực được. Đáng tiếc hiện giờ Điền Bân cùng Trương Huy Sinh đều trọng thương, vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, chưa biết đến lúc nào mới tỉnh lại được hắn nhìn thoáng qua Vinh bằng phi một cái rồi nhỏ giọng nói, lúc nãy cục trưởng Vinh có tới bệnh viện, ngài nói xem tình hình hai người bọn họ thế nào rồi. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, bất quá muốn tỉnh lại thì cũng phải mất vài ngày. Vinh bằng phi ngừng một chút rồi lại nói, vấn đề mấu chốt nằm ở trương huy sinh, chỉ cần hắn tỉnh lại chúng ta liền có thể thấm vấn hắn hỏi ra được tình hình thực tế lúc đó ra sao. Đồng đắc chí có phần ngạc nhiên hỏi lại, người nào tỉnh lại chẳng phải đều giống nhau sao? vinh bằng phi mỉm cười trả lời lại nghi vấn của đồng đắc trí chẳng biết các ngươi có thấy chuyện này có điểm gì kỳ quái hay không phải nói rằng trong hệ thống cục công an giang thành chúng ta ai mà chẳng biết đến danh tiếng điền bân mà ở trại tạm giam người biết thân phận của hắn cũng không phải là ít vậy vì sao lúc lão quỷ bị thương hắn lại được chỉ đích danh làm người hộ tống theo cứ cho việc tai nạn trên đường là yếu tố ngẫu nhiên đi nhưng ta vẫn thắc mắc tại sao lúc đó đột nhiên điền bân lại muốn chạy trốn hắn là cảnh sát làm sao hắn lại không biết hậu quả của việc vượt ngục mà lúc đó cả ba gã cảnh ngục đi theo đều có súng vì cái gì hắn lại bất chấp tính mạng mình mà chạy trốn trong khi tội danh của hắn lại chẳng đáng là gì mà theo tình huống hiện trường cho thấy lúc đó cảnh ngục có bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng tại sao điền bân vẫn cứ muốn chạy trốn chẳng nhẽ hắn thực sự muốn chết hay sao cho dù tội danh trước kia của hắn có được thành lập nhiều nhất cũng chỉ độ vài ba năm là cùng vì sao hắn lại chọn chạy trốn chỉ đổi lại mấy năm ngồi tù Đồng đắc trí thấp giọng hỏi nhỏ, Vinh Cục trưởng cho rằng là Điền Bân không có vấn đề. Vinh Bằng Phi lắc lắc đầu không cho rằng như vậy, ta cũng không có nói hắn không có vấn đề, mà ta chỉ hoài nghi ba gã cảnh ngục kia mới là người có vấn đề. Vinh Bằng Phi vừa dứt lời, toàn bộ người tại phòng họp đều giật mình kinh hãi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị Cục trưởng. Vinh Cục trưởng nói như vậy chẳng phải tương đương với việc hoài nghi nội bộ Cục Công an có vấn đề hay sao? Chuyện này không hề đơn giản chút nào, không ai biết chuyện này có ý nghĩa gì, nhưng toàn bộ mọi người ở đây đều biết hậu quả nó mang lại sẽ to lớn đến nhường nào. Đồng đắc chí vội vàng phản bác lại, nếu không có bằng chứng xác thực chúng ta không nên hoài nghi đồng chí đồng đội của mình, như vậy sẽ gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết. Vinh bằng phi trầm giọng quả quyết nói, rất nhanh mọi người sẽ biết rốt cuộc những điều ta nghi ngờ là có đạo lý hay không. Tình huống của trường huy sinh cùng Điền Bân đều rất tốt, chẳng mấy chốc Điền Bân sẽ tỉnh lại. Trường Huy sinh tuy đầu bị trúng đạn nhưng cũng không gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng lắm, cũng rất nhanh sẽ tỉnh lại. Ta tin chắc lúc đó sẽ tìm ra được chân tướng sự việc từ bọn họ. Hắn nhấc chén trà lên uống một ngụm lớn rồi mới nói tiếp, sự an toàn của nhân chứng là quan trọng nhất. Từ bây giờ Cục Công an chúng ta sẽ tiến hành bảo vệ bọn họ 24 phần 24, đảm bảo họ được an toàn tuyệt đối, chuyện này ta sẽ giao cho Đồng Cục Phó phụ trách. Đồng Đức Trí ưỡn cao ngực trang nghiêm nhận mệnh lệnh, Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao." Vinh bằng phi còn đặc biệt nhấn mạnh thêm, "Chuyện này có tầm quan trọng rất lớn, quan hệ trực tiếp tới việc chúng ta có thể điều tra rõ ràng chân tướng sự việc để phá vụ án này hay không." Đồng phó cục trưởng là người lão luyện nhiều năm rất có kinh nghiệm đối với loại sự tình này, ta tin tưởng vào ngươi. Sau khi tan họp, Vinh bằng phi cùng Khương Lượng đến trại tạm giam để điều tra lấy bằng chứng phá án. Vừa lên xe Khương Lượng không nhịn được liền quay sang hỏi, "Cục trưởng Vinh Tôi cũng thấy ba gã cảnh ngục kia có vấn đề. Điền Bân là cảnh sát, hẳn hắn phải biết hậu quả của việc này, hơn nữa cha hắn hiện giờ đã là phó cục trưởng cục công an tỉnh, dù thế nào đi nữa Điền Bân cũng không ngu ngốc đến nỗi mang cái nỗi ô nhục kẻ vượt ngục như vậy chứ. Lúc này Vinh Bằng Phi mới nói ra sự thật, hắn thở dài chán nản một hơi, đáng tiếc cả hai người bọn họ đều vẫn đang hôn mê bất tỉnh, bởi vậy không thể nào biết rõ được chân tướng sự việc đến tột cùng là như thế nào khương lượng trầm ngâm một lúc rồi vội vàng hỏi sao ngài không thử tìm trương dương nhờ hắn giúp xem người như hắn chắc chắn sẽ có biện pháp nào đó vinh bằng phi lắc lắc đầu thấp giọng nói dù sao hắn cũng là người ngoài cuộc căn bản nhiều lúc khó có thể nhúng tay vào sự tình nội bộ cục công an chúng ta được đúng lúc này thì di động của vinh bằng phi lại kêu điện thoại là của điền khánh long gọi tới vinh bằng phi nhận ra điền khánh long cũng phải cung kính kêu một tiếng điền cục trưởng Điền Khánh Long trầm giọng nói: "Vinh cục trưởng, ta muốn nói chuyện cùng ngươi về vụ án." Vinh bằng phi lập tức trả lời lại Điền Khánh Long: "Điền cục trưởng, tôi có thể thông cảm tâm tình của ngài hiện giờ, nhưng thực sự vụ án vẫn chưa có đầu mối quan trọng, chúng tôi vẫn đang cố hết sức thu thập chứng cứ khắp nơi. Tôi xin cam đoan với ngài, chỉ cần vụ án có tiến triển gì mới, nhất định tôi sẽ báo cáo lên cho ngài được biết." Đột nhiên Điền Khánh Long lại thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Tiểu Vinh à, thực ra ta cũng chỉ muốn nói cho cậu biết một điều mà thôi từ lúc hắn bị bắt vào trại tạm giam đến khi xảy ra chuyện ta cùng mẹ nó đã vài lần đến trại tạm giam thăm nhưng nó nhất quyết không chịu ra gặp mặt bọn ta nó nói nó là đứa con bất hiếu là tội phạm nó không còn mặt mũi nào gặp mặt bọn ta ta biết nó đã làm những điều sai phạm nhưng ta tin bản tính con trai ta ta tin nó sẽ không làm những điều có lỗi với hai chữ cảnh sát cao quý vinh bằng phi trầm ngâm một lúc lâu không nói gì không ai có thể hiểu rõ sứ mệnh mà Điền Bân đang gánh vác hơn hắn, cũng không ai biết tại sao Điền Bân lại làm điều ngu ngốc để bị vào tù, tại sao hắn lại cam tâm nhận nỗi oan ức này. Nhiều lúc Vinh Bằng phi thầm nghĩ, nếu chẳng may Điền Bân bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ thì hắn sẽ bất kể hậu quả thể nào kiên quyết đứng lên nói ra toàn bộ sự thật, trả lại một cái công đạo cho Điền Bân. Tận tham tâm hắn vẫn luôn cho rằng Điền Bân chưa lúc nào làm điều gì có lỗi với chiếc huy hiệu sao vàng trên mũ, nhưng hiện giờ hắn không thể nói ra được sự thật này điền khánh long lại nói lúc điền bân bị đình chỉ công tác tạm thời ta từng nói chuyện qua với nó một lần lần đó nó đã quỳ xuống trước mặt ta mà khóc từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên thấy nó rơi lệ người có biết trông nó khóc lúc đó thật thương tâm lắm không nó tỏ ra cực kỳ ân hận vì đã không kìm lòng mình mà ra tay đánh phương hải đào nó cực kỳ quý trọng cái danh hiệu cảnh sát này nó vừa quỳ vừa phát thệ với ta nếu tổ chức cho nó một cơ hội nữa nhất định nó sẽ đem hết khả năng bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật. Ta không phải thiên vị nó, mà ta hiểu con trai ta, ta tin tưởng nó sẽ không bôi đen danh dự của một người cảnh sát nhân dân. Ta tin nó không làm gì khinh nhờn luật pháp. Rõ ràng mấy lời cuối cùng của Điền Khánh Long có chút kích động, giọng nói của hắn cũng theo đó mà lớn hơn. Vinh bằng phi thấp giọng nói, "Điền cục trưởng, ngài cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ xử lý chuyện này một cách công bằng." "Tiểu Vinh, ta cũng là cảnh sát." ta cũng từng trải qua nhiều vụ án nên ta nhìn ra được trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi. Từ lúc Điền Bân bị bắt vào trại tạm giam đến nay xảy ra quá nhiều điểm bất hợp lý. Không đợi Điền Khánh Long nói xong, Vinh Bằng Phi liền ngắt ngang lời hắn, thực xin lỗi Điền Cục trưởng, tôi còn chuyện quan trọng cần xử lý, chờ lúc nào có thời gian tôi sẽ hẹn ngài cùng thảo luận lại vụ án sau. Nói xong hắn trực tiếp ngắt điện thoại. Trương Dương cùng Vu Tử Lương đi phía sau theo tả ủng quân vào văn phòng nói chuyện. Vô tử lương phân tích lại bệnh tình của hai bệnh nhân một chút, cuối cùng tổng kết lại, hai bệnh nhân hẳn không gặp vấn đề gì gây nguy hiểm đến tính mạng nữa. Còn về phần phục hồi lại nhanh hay chậm thì còn phải phụ thuộc vào bản thân mỗi người bọn họ. Đúng lúc này thì phó cục trưởng cục công an đồng đắc trí dẫn người tới làm nhiệm vụ bảo vệ hai nhân chứng của vụ án. Tạ Uổng Quân phải nhiệt tình đứng dậy đi tiếp đón. Trương Dương nhìn đồng hồ một chút, giờ cũng sắp đến bữa cơm tối nên quay sang mời Vô Tử Lương đi ăn, đi thôi tìm chỗ nào uống mấy chén cái đã. Phải đứng mổ gần nửa ngày trời, giờ nhắc tới Vu tử lương mới thấy vừa mệt vừa đói liền gật gật đầu đồng ý. Hai người vừa ra khỏi văn phòng liền thấy hai vợ chồng Điền Khánh Long đang ngồi ở ngoài phòng hồi sức, Trương Dương đi tới cung kính gọi một tiếng Điền Cục trưởng. Điền Khánh Long ngẩng đầu nhìn Trương Dương, miễn cưỡng lắm hắn mới nở được nụ cười nhẹ, sau đó liền đứng dậy vươn tay chào vô tử lương, bác sĩ phu, cũng may lần này nhờ có bác sĩ. Phu tử lương cười cười bắt tay lại Điền Khánh Long, cứu người là bổn phận của bác sĩ chúng tôi, Điền Cục trưởng không cần khách khí như vậy. Điền Khánh Long nhịn không được lại muốn hỏi xem bệnh tình con trai tiến triển thế nào. Phu tử lương mỉm cười nói, tiến triển rất tốt, vết thương nguy hiểm nhất là bị đạn bắn ở thắt lưng. Tuy rằng bị trúng xương cột sống nhưng may mắn lại không ảnh hưởng gì đến tủy sống, nếu đầu đạn chỉ cần tiến thêm mấy phân nữa thì chỉ sợ bệnh nhân sẽ bị liệt nửa người căn cứ bệnh trạng cùng tốc độ hồi phục của bệnh nhân thì có lẽ chỉ sau khoảng 2 tháng bệnh nhân có thể đi lại bình thường được. Điền cục trưởng không cần lo lắng quá. Điền Khánh Long thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại quay sang gật gật đầu với Trương Dương. Quan hệ của hai người cũng không cần thiết phải nói lời cảm ơn, từ ánh mắt cũng có thể hiểu được hàm nghĩa biểu đạt điều đối phương muốn nói gì. Nói mấy câu khích lệ Điền Khánh Long xong, Trương Dương lại cùng vô tử lương xuống dưới lầu, lại gặp mấy người bạn học cũ của Điền Bân tới bệnh viện thăm. Dẫn đầu là con trai viên phó thị trưởng, Viên Lập Ba. Trước kia Trương Dương và hắn có xảy ra chút xích mích vẫn không vừa mắt nhau, cho nên cả hai cũng đều không có ý định chào hỏi nhau. Chiếc Lexus của Vu Tử Lương vẫn còn đang ở gara sửa chữa, lúc nãy tới là xe của bệnh viện đón nên giờ hắn đành phải đi nhờ xe của Trương Dương. Thấy chiếc xe Jeep của Trương Dương đã được sửa lại ngon lành, hắn không khỏi thở dài cảm thán một hơi, xem ra ta cũng phải đổi sang đi xe Jeep mới được chạy xe hơi dễ hỏng quá, chẳng được bền lâu. Trương Dương mỉm cười nói, không phải xe hơi không bền, mà là xe của đám Nhật Bản không ra gì. Vu Tử Lương hơi lắc lắc đầu cười khổ, ta thấy xe của Nhật Bản cũng đâu phải có gì không tốt. ở nước Mỹ hơn phân nửa thị trường toàn là xe của Nhật Bản không đó. Trương Dương lái xe đưa Vu Tử Lương tới Kim Mãn Đường, có thể nói đây là cái khách sạn duy nhất còn lại của tập đoàn Thịnh Thế tuy rằng tô tiểu hồng đã phân rõ giới hạn không còn quan hệ gì với nhau nữa nhưng tô cường vẫn tạm thời chưa nghĩ tới rời đi bình thường phương văn nam cũng đều để mặc không quan tâm đến chuyện của khách sạn mọi chuyện đều toàn quyền giao cho tô cường xử lý mà phương văn nam cũng có ý định bán nốt luôn cả cái khách sạn kim mãn đường này đi biết trương dương tới tô cường đặc biệt chuẩn bị cho hai người một bàn riêng vừa vào khách sạn thấy sinh ý nơi đây không được như trước nữa trương dương không khỏi ngạc nhiên hỏi lại tô cường Sao khách sạn lại trở nên như thế này? Kinh doanh buôn bán gì mà buồn tẻ quá vậy? Tô Cường xấu hổ cười cười giải thích, hiện giờ hơn phân nửa doanh thu của khách sạn là của nhà hàng ăn nên mới cố gắng chống đỡ được đến giờ. Dạo gần đây tập đoàn Thịnh Thế liên tục gặp chuyện không may, danh tiếng cũng vì đó ảnh hưởng không ít, thử hỏi còn khách nào đến đây nữa cơ chứ. Tổng giám đốc Phương thì hình như chẳng còn quan tâm gì đến ngành ẩm thực nữa, Kim Khải Đường cũng chuẩn bị chuyển nhượng bán lại cho người ta. Ta đã sớm muốn bỏ đi nhưng do chị ta không cho, bắt ta phải ở lại hỗ trợ hắn đến cùng, khi nào có người mua lại khách sạn thì mới cho ta về câu lạc bộ hoàng gia làm. Trương Dương nghe vậy không khỏi mỉm cười nhẹ, từ đó có thể nhìn ra được Tô Tiểu Hồng vẫn còn nghĩ đến chút tình cảm với Phương Văn Nam, mà càng như vậy Trương Dương lại càng thấy hành động bán đứng Tô Tiểu Hồng của Phương Văn Nam làm có phần hơi quá đáng. Trương Dương giới thiệu vu tử lương cho Tô Cường biết. Tô Cường vừa nghe bằng hữu của Trương Dương là bác sĩ ở bên Mỹ mới về nước liền tươi cười hớn hở chào đón, "Tôi ngưỡng mộ nhất là nghề bác sĩ đó nha, cứu sống người khác y như thần thánh vậy." Trương Dương khoát tay cười nói, "Vuốt mông ngựa ít thôi, nhanh đi chuẩn bị ít đồ ăn đi." Hôm nay ở phòng mổ lại được thấy một màn thần kỳ dùng kim châm một cái có thể cầm máu người bệnh của Trương Dương, Vu Tử Lương lại nhớ lại lúc ở vụ tai nạn xe không lâu lần trước, Trương Dương cũng chỉ dùng tay không điểm huyệt giúp đối phương cầm máu càng lúc hắn càng cảm thấy tò mò thủ pháp của Trương Dương hơn, Trương chủ nhiệm, hôm nay thủ pháp dùng kim châm cứu có thể giúp bệnh nhân cầm máu cũng là hiếm có ít thấy, bao giờ có thời gian rảnh phải nhờ ngươi chỉ điểm lãnh giáo chút ít mới được. Chỉ là chút phương pháp dân gian tổ truyền mà thôi, lần trước điền cục trưởng cũng không may bị kẻ xấu dâm bị thương, ta cũng từng giúp hắn qua cho nên mới gọi ta đến nhờ hỗ trợ. Cũng may hôm nay có người hỗ trợ, bằng không cuộc phẫu thuật cũng không thuận lợi đến vậy trương chủ nhiệm không theo nghiệp y quả thực đáng tiếc lắm a à. trương dương mỉm cười nhẹ nói nói thực ta không thích mấy với nghiệp y của tổ tiên mà chỉ thích thú với chuyện làm quan thôi chu tử lương gật gật đầu tán thưởng thầy thuốc thì chỉ cứu được một người còn người làm quan thì có thể cứu được cả quốc gia quả nhiên tầm nhìn trương chủ nhiệm cao lớn hơn ta rất nhiều làm những việc đại nghĩa giúp đời giúp nước trương dương xấu hổ khoát tay cười nói phu tiên sinh cứ nói quá à đúng rồi lần này tiên sinh tới giang thành là muốn mở một bệnh viện tư không biết ngươi đã tìm được chỗ nào tốt hay chưa phu tử lương nhẹ lắc lắc đầu thật lòng trả lời lại nào có nhanh như vậy được thực ra ta đã dành không ít thời gian tiến hành khảo sát một phen toàn bộ các bệnh viện lớn ở giang thành chẳng là tả viện trưởng hình như cũng có ý muốn hợp tác với ta trương dương cười nói cần ta giúp đỡ chỗ nào thì cứ nói đừng ngại phu tử lương mỉm cười nâng chén rượu của mình lên về sau ở giang thành chắc chắn còn phải phiền toái trương chủ nhiệm nhiều hơn hai người cũng chén xong trương dương nhấp một ngụm rồi nhỏ giọng khen y thuật của vu tiên sinh thực cao minh có ngài tham gia chắc chắn trình độ chữa bệnh của tổng thể ngành y giang thành sẽ được nâng lên một tầm cao mới vu tử lương khoát tay cười nói trương chủ nhiệm cứ nói quá hai vợ chồng bọn ta cũng không có tác dụng quá lớn đâu bất quá nếu như cố gắng thì cũng có thể giúp dân chúng giang thành trừ bỏ một ít đau ốm thì vẫn là có thể Ta có ý này, về sau muốn cùng Vu tiên sinh học chút phương pháp phẫu thuật của Tây y, không biết Vu tiên sinh có nguyện ý chỉ giáo hay không. Đương nhiên Vu Tử Lương không ngại gì mà vui vẻ đáp ứng, không thành vấn đề, nhưng đổi lại ta cũng có đề nghị, Trương chủ nhiệm cũng phải chỉ giáo cho ta vài điểm về Đông y đó. Cái khác thì Trương Dương không dám chắc, chứ về Đông y thì hắn thừa sức vỗ ngực có tư cách làm lão sư cho Vu Tử Lương, Trương Dương gật gật đầu nhận lời, có gì mà không được, hai bên học hỏi lẫn nhau lấy thừa bù thiếu. Vu Tử Lương gật đầu mỉm cười rồi lại cụng chén với Trương Dương. Lúc sau Vinh Bằng Phi lại gọi điện thoại tới, hắn tìm Trương Dương là có chuyện quan trọng muốn nói. Nghe Trương Dương nói đang ăn cơm cùng Vu Tử Lương, Vinh Bằng Phi liền bảo hắn chờ một chút, ngay lập tức sẽ chạy tới Kim Mãn Đường, hắn bảo rằng cũng có chuyện cần nói với Vu Tử Lương. Chỉ khoảng 20, sau Vinh Bằng Phi tới Kim Mãn Đường, Trương Dương đã kêu nhân viên chuẩn bị thêm đôi bát đũa cùng chén rượu nữa từ sớm. Chỉ là Vinh Bằng Phi không có ý định uống rượu, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bác sĩ Phu, Trương Dương, lần này tìm các ngươi là ta muốn các ngươi phối hợp với ta một chút. Phu tử lương mới về Giang Thành nên cũng không thân quen gì với Vinh Bằng Phi, nghe vậy hắn liền đạm nhiên trả lời lại, Cục trưởng Vinh, ta chỉ là một bác sĩ, chỉ bệnh cứu người là trách nhiệm của ta, còn những việc khác ta không muốn quản, cũng không muốn tham dự vào. Hôm nay chuyện cứu người ta đã làm xong, trách nhiệm của ta cũng hết, không còn việc gì của ta ở đây nữa." Vinh bằng phi gượng cười nói, "Bác sĩ Vu, ta hiểu được tự nhiên lại tìm đến người là có phần hơi mạo muội, nhưng mà thế cục trước mắt lại thập phần đặc biệt, hai tên cai ngục khác thì đã chết, còn Trương Huy Sinh thì lại chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại. Bác sĩ Vu, tuy người là thầy thuốc nhưng người cũng là một công dân, tôi tin ngài cũng có niềm tin vào sự chính nghĩa, nhất định ngài sẽ ngồi nhìn công lý bị người khác vấy bẩn." Vu Tử Lương không nói gì, vừa chậm rãi nhấp nháp nốt chén rượu trong tay vừa lặng im suy nghĩ. Hơn nửa ngày sau hắn mới thấp giọng nói, không biết cục trưởng Vinh muốn ta hỗ trợ điều gì. Vinh bằng phi nhỏ giọng nói, ta muốn các ngươi giúp ta giấu kín bệnh tình thực tế của hai người, Trương Huy sinh cùng Điền Bân. Phu tử lương hơi nhíu nhíu mày không nói gì. Trương Dương cũng nghe ra một ít điều ẩn giấu trong đó liền thấp giọng hỏi lại, có phải cục trưởng Vinh muốn lợi dụng chuyện này để bắt hung thủ thật sự ở phía sau màn. Vinh Bằng Phi không giấu giếm mà gật gật đầu trả lời, đúng vậy. Việc đã tới nước này hắn không thể không để lộ ra một chút chân tướng sự việc. Trương Dương là người hắn có thể tin tưởng được, còn vụ tử lương mới từ Mỹ về Giang Thành hiển nhiên sẽ không liên quan gì đến vụ án này nên không có gì đáng ngại. Hắn kéo ghế lại sát hơi âm điệu cũng hạ xuống thấp nhất có thể, vụ án này phức tạp hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Căn cứ những gì chúng ta thu thập được cho thấy có lẽ lúc xe chở tù xảy ra tai nạn Điền Bân cùng lão quỷ có ý định bỏ chạy, mà cảnh ngục tại hiện trường lúc phát hiện ra có bắn chỉ thiên cảnh cáo, thấy không có hiệu quả liền nổ súng nhắm bắn hai người bọn họ. Sau đó Điền Bân lại phát sinh xung đột với hai gã cảnh ngục, cuối cùng hai gã cảnh ngục chết, còn gã cảnh ngục lái xe Trương Huy Sinh thì bị bắn trọng thương. Vẻ mặt Trương Dương đầy nghi vấn nhìn Vinh bằng phi, nhịn không được phải hỏi lại, cục trưởng Vinh, vì sao Điền Bân lại phải chạy trốn? trước kia hắn từng là cảnh sát, lẽ nào hắn lại không biết hậu quả của việc vượt ngục. Tùy tiện tìm một người cũng có thể trả lời giúp ngài đáp án này, mà dù cho dù là kẻ ngu si đần độn cũng không làm ra cái chuyện đó. Vinh bằng phi cười khổ phân trần lại, ta cũng không tin Điền Bân lại có ý định bỏ trốn, nhưng chứng cứ trước mắt lại nói lên như vậy, chẳng lẽ nói ba gã cảnh ngục kia lại có vấn đề. Trương Dương Kinh thường nhếch mép cười nhạt một tiếng, chắc gì bọn họ đã không có vấn đề. Vinh Bằng Phi lắc lắc đầu nói, hiện giờ hai gã cảnh ngục đã chết, còn một tên thì vẫn đang hôn mê bất tỉnh chẳng biết đến bao giờ mới tỉnh lại, ta tìm ai để hỏi bây giờ. Cho dù quả thực hắn có vấn đề nhưng không may hắn lại cứ sống đời sống thực vật như vậy đến suốt đời, hoặc chết bất đắc kỳ tử lúc nào không biết, vậy thì manh mối sẽ bị cắt đứt, thử hỏi ta sao có thể đào ra được tên thủ phạm phía sau màn bày ra mọi chuyện. Phu tử lương hơi nhíu mày nói thêm, tình hình tên cảnh ngục kia không khả quan cho lắm, chắc chắn não bộ hắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, chưa nói đến chuyện hắn có thể tỉnh lại hay không, cho dù hắn có tỉnh lại cũng chưa chắc hắn đã nhớ rõ được sự việc phát sinh lúc đó. Vinh Bằng Phi thấp giọng nói ra ý định hắn tới đây, bác sĩ Vu là chuyên gia, ta muốn người tuyên bố với bên ngoài một ít tin tức tốt của hai người Điền Bân cùng Trương Huy Sinh. Nghe vậy hai hàng lông mày của Vu Tử Lương lại càng nhíu chặt vào nhau hơn, ý ngươi là muốn ta nói dối. Vinh bằng phi lại nói, "Ta biết thường thì nếu như bệnh nhân mắc bệnh nan y, bác sĩ sẽ không nói thật bệnh tình cho bệnh nhân biết, đó cũng là tinh thần nhân đạo, thể hiện sự y đức của người làm thầy thuốc." Vu tiểu lương cương quyết phản đối lại, "Gặp tình trạng như vậy ta sẽ nói cho gia đình bệnh nhân biết sự thật, gia đình của bệnh nhân có quyền được biết sự thật." Vinh bằng phi trầm giọng nói, "Nhất định phải giữ kín bí mật này." Trương Dương thấy tình huống không ổn liền thấp giọng nói thêm vào, ý định của Vinh Cục trưởng là muốn lợi dụng chuyện này khiến kẻ đứng sau màn tỏ ra bối rối, hoảng loạn, khiến hắn sinh ra tâm lý muốn tiêu hủy bằng chứng. Vinh bằng phi nghiêm mặt trầm giọng nói, đúng là ta muốn buộc hắn phải ra tay. Suốt cục phu tử lương cũng gật đầu đáp ứng, được rồi, ta đồng ý ngươi chuyện này. Có sự chỉ đạo của cấp trên, tình huống bệnh trạng của Trương Huy sinh được phong tỏa nghiêm ngặt viện trưởng bệnh viện nhân dân số một thành phố Giang Thành Tả Viên Triệu, bác sĩ ngoại khoa Vô Tử Lương, Trương Dương đều nghiêm khắc tuân thủ giữ bí mật này, phối hợp với kế hoạch của Vinh Bằng Phi. Hôm sau đột nhiên tình trạng của Trương Huy sinh lại chuyển biến xấu, bởi vì hắn bị xuất huyết trong nên bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật lần thứ hai. Vô Tử Lương cùng Tả ủng quân lại lần nữa liên thủ trực tiếp đứng mổ cho Trương Huy sinh, sau nhiều giờ mổ, Tả ủng quân ra khỏi phòng mổ liền thông báo kết quả ca mô thành công tốt đẹp, Tình trạng sức khỏe của Trương Huy Sinh đã ổn định lại như bình thường, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Lúc biết tin Trương Dương cũng vội vàng chạy tới bệnh viện, sau khi trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của cảnh sát hắn mới được phép vào phòng hồi sức. Đồng đắc chí phụ trách vấn đề an toàn của Trương Huy Sinh không hề qua loa một chút nào, bất kỳ người nào muốn vào phòng hồi sức cũng đều bị cảnh sát kiểm tra nghiêm ngặt, không để sai sót bất kỳ điều gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền trong phòng làm việc của bác sĩ, đồng đắc trí đang hỏi tiến triển bệnh tình của Trương Huy Sinh. Tạ ủng quân giải thích rất rõ ràng, trên mặt lại mang ý cười nhẹ, cuộc phẫu thuật thứ hai kết thúc rất thành công. Điểm không ngờ nhất lại là lần thứ hai mổ cho Trương Huy Sinh chúng tôi lại phát hiện ra một cục máu đông. Chính điều này là nguyên nhân khiến Trương Huy Sinh hôn mê bất tỉnh đến tận bây giờ. Sau khi lấy cục máu đông ra, phòng chừng 24 tiếng sau bệnh nhân sẽ tỉnh lại đồng đắc trí nghe xong không khỏi quay sang nhìn vua tử lương ngồi bên cạnh. qua mấy ca phẫu thuật lớn gần đây danh tiếng của vị bác sĩ từ bên mỹ này lên cao như diều gặp gió. so với so với tạ ủng quân thì tiếng nói của hắn lại có trọng lượng hơn chút ít. vua tử lương cũng mỉm cười nói thêm ta cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi đến vậy. việc này quả thực là một bước tiến lớn. chỉ cần hắn tỉnh lại thì vụ án sẽ điều tra được manh mối thôi. đồng đắc trí cũng nở nụ cười gật gật đầu thật sự là quá tốt rồi chương 248, bầy bố nghi trận. Một lúc sau thì Trương Dương gõ cửa đi vào, thấy đồng đắc chí thì gật đầu chào một cái rồi trực tiếp ngồi xuống bên bên nói, tả viện trưởng có lẽ còn phải phiền toái ngài một chút, ta muốn tới thăm Điền Bân, nhưng nếu không có ngài dẫn vào e rằng tôi cũng khó có thể được vào thăm. Đồng đắc chí nghe vậy liền đứng dậy nói, vậy để ta dẫn người đi. Trương Dương đứng dậy gật đầu đồng ý rồi đi theo đồng đắc chí đến phòng hồi sức điền bân vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại điền khánh long vẫn như cũ ngồi túc trực bên giường bệnh con trai suốt hắn ở trong này cũng đã một ngày một đêm rồi đồng đắc trí thở dài an ủi một tiếng điền cục trưởng ngài cũng nên đi nghỉ một chút đi cứ như vậy chỉ sợ điền bân còn chưa tỉnh lại mà ngài đã ngã bệnh trước rồi điền khánh long xoay người lại hai mắt hắn do mệt mỏi quá độ mà đã vằn tơ máu chẳng chịt hắn nhẹ lắc lắc đầu nhỏ giọng nói tiểu bân còn chưa tỉnh ta ngủ không được Trương Dương trực tiếp đi tới cạnh giường bệnh Điền Bân, thoáng nhìn qua sắc mặt hắn một chút rồi đưa tay bắt mạch tượng của hắn. Nhưng thật không ngờ ngón tay hắn lại hơi giật giật nhẹ một chút, rồi mí mắt hắn cũng hơi động đậy, cuối cùng mới chậm chạp mở dần hai mắt ra từng chút một. Điền Khánh Long thấy con mở mắt liền ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, hắn run run giọng gọi Tiểu Bân. Đồng đắc chí cũng nhanh chóng đi tới xem thế nào. Điền Bân cực kỳ khó khăn mới giờ bàn tay gầy gò của mình lên chỉ chỉ cái mặt nạ oxy trên miệng mình. Điền Khánh Long vội vàng kêu y tá gọi bác sĩ tới. Tả ủng quân cùng Vu tử lương vừa nghe tin Điền Bân tỉnh lại liền vội vàng chạy tới xem. Một lúc sau y tá cẩn thận gỡ cái mặt nạ oxy ra, giọng nói của Điền Bân cũng yếu ớt vô cùng. Bọn họ muốn giết ta, cố ý để chúng ta rời khỏi xe, xe chở tù, sau đó nhắm bắn bọn ta. Trương Dương vẫn giữ nguyên cổ tay Điền Bân như trước, một luồng nội lực nhu hòa lại lại truyền vào cổ tay khiến tinh thần điền bân tỉnh táo lại một chút, ta, ta muốn gặp cục trưởng Vinh, ta muốn giải thích. Đồng đắc chí liền nói, điền bân, đồng thúc thúc hiện không ở đây, có gì ngươi cứ trực tiếp nói với ta cũng được. Điền bân thều thảo nói ra mấy chữ, bọn họ cài bẫy ta, dường như hắn phải dùng hết chút sức tàn của mình mới nói giành mạch được mấy chữ cuối này, hơi thở hắn cũng vì thế mà trở nên rồn rập hơn. Phu tử lương vội vàng ngăn lại, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, ta nghĩ các người cứ ra ngoài đợi trước đi. Đồng đắc chí cùng Trương Dương đều rời khỏi phòng hồi sức, Trương Dương liền thấp giọng nói, xem ra Điền Bân thực sự bị người ta hãm hại. Đồng đắc chí mỉm cười nói, ta cũng hy vọng hắn vô tội, nhưng mà việc gì cũng cần phải có bằng chứng xác thực, không thể tin lời của một phía được. Buổi tối toàn bệnh viện nhân dân số một thành phố Giang Thành được bao phủ bởi một bầu không khí tĩnh lặng. Từ khoảng 12 giờ trưa, Giang Thành lại có tuyết rơi nhẹ, nhưng do nhiệt độ không khí không thấp nên khi những bông tuyết rơi xuống đường liền tan thành nước, vì thế mặt trở nên lầy lội, nhiều vũng nước to nhỏ khác nhau. Ngoài cửa phòng hồi sức vẫn có hai gã cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ bảo vệ không ngừng để ý động tĩnh xung quanh. Hành lang phòng hồi sức cực kỳ vắng vẻ, vì đảm bảo sự an toàn của Điền Bân và Trương Huy Sinh mà bệnh viện đã đặc biệt thiết lập hai phòng tuyến bảo vệ. Lúc sau một nữ y ta từ phòng giám sát đi ra, lúc đi ngang qua hai gã cảnh sát hình sự đứng canh ngoài cửa không khỏi mỉm cười nói, vẫn đứng như vậy suốt sao. Hai anh cứ đứng ở đây suốt khiến cả bệnh viện chúng tôi từ trên xuống dưới đều căng thẳng khẩn trước hơn đó. Một gã cảnh sát gãi đầu cười khổ phân trần, cô cho rằng chúng tôi thực lòng muốn đứng ở đây suốt hay sao? Thượng cấp đã ra lệnh thì kẻ cấp dưới như bọn tôi phải chấp hành nhiệm vụ, chúng tôi phải tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh. Nữ y ta kia nghe vậy không khỏi lắc lắc đầu rồi lại đi tiếp về phòng điều trị. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành Bằng 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 Một, ta dựa nói ngọt tung hoành hậu cung Hai, đối tượng thầm yêu chính là Ba, đam Mỹ mùi hương Bốn, lá thơ tử ánh trăng Bằng 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 Cả dọc hành lan dài lại một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng hai gã cảnh sát lại tiếp tục công việc bảo vệ nhàn chán của mình một lúc sau một trong hai gã cảnh sát đứng dậy chậm rãi đi đến cuối hành lang đưa tay đẩy cửa sổ ra rồi châm một điếu thuốc lá hút vừa mới châm lửa hút được một hơi xong bỗng nhiên hắn lại nghe thấy tiếng chuông báo cháy kêu lên inh ỏi hắn tưởng rằng do khói thuốc của mình đã kích hoạt hệ thống báo cháy nên cuốn quýt phất mẩu thuốc lá ra khỏi cửa sổ nhưng ngay đúng lúc này thì đột nhiên bệnh viện lại mất điện tất cả bóng đèn đều vụt tắt bệnh viện chìm trong bóng đêm đen ngòm đáng sợ, khoảng vài giây sau nguồn điện dự trữ mới được khởi động, toàn bộ đèn điện một lần nữa lại được bật sáng trở lại. Ngay lập tức gã cảnh sát nghe thấy một tiếng nổ mạnh truyền đến tai, hắn vừa chạy tới chỗ đồng đội mình vừa lớn tiếng nói, có tiếng nổ, người mau đi xem. Gã cảnh sát kia gật gật đầu đồng ý rồi quay sang chỉ chỉ cánh cửa phòng hồi sức nói, người ở lại phụ trách chỗ này nói xong hắn vừa định xoay người đi thì các bác sĩ cùng y tá nghe thấy tiếng chuông báo cháy kêu liền chạy hết ra ngoài. Hai gã cảnh sát cốc tấp liên hệ với đồng nghiệp của mình mới được biết, tòa nhà bệnh viện xảy ra hỏa hoạn, bệnh viện vì để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân nên bắt đầu sơ tán khẩn cấp. Một y tá trực ban vẻ mặt hết sức khẩn trương chạy tới trước mặt hai gã cảnh sát nói, đồng chí cảnh sát, bệnh viện chúng tôi có thông báo chuyển bệnh nhân đi. Người chờ một chút, bọn ta đang liên lạc với thượng cấp hỏi ý kiến không có lệnh của thượng cấp cho phép, bọn họ cũng không dám tự tiện hành động. Rất nhanh Phó Cục trưởng Cục Công an Đồng Đắc Trí nhận được tin tức ở bệnh viện, ngay lập tức hắn liền ra quyết định cho cấp dưới toàn lực phối hợp với nhân viên bệnh viện tiến hành di rời bệnh nhân. Hai gã cảnh sát bảo vệ nhận được lệnh liền phân công chia nhau ra, một người phụ trách giúp Điền Bân rời đi, còn một người chiếu cố Trương Huy Sinh bên kia. Được ba vị bác sĩ cùng vài nhân viên y tá khác rất nhanh Trương Huy Sinh được chuyển lên xe đẩy nhanh chóng đẩy đến chỗ thang máy. Lúc gần đến thang máy đột nhiên cửa thang máy lại mở ra, một gã bác sĩ mặc áo dài trắng, đầu đội mũ trùm trắng, đeo khẩu trang kín mặt, xuất hiện ở trong thanh máy từ trước. Gã bác sĩ kia không nói một lời nào mà đột nhiên lại rút khẩu súng lục giấu sẵn trong túi áo ra đoàn. Một tiếng, chuẩn xác bắn chúng giữa ngực gã cảnh sát đứng bảo vệ ở bên xe đẩy. Mấy tên bác sĩ cùng y tá thấy vị bác sĩ kia đột nhiên rút súng ra bắn liền hoảng sợ ôm đầu ngồi thụp xuống hết với nhau. Không còn ai che chắn, chiếc xe đẩy nằm trỏng chơ bên trên, gã bác sĩ kia lại chuyển hỏng súng về phía chiếc xe đẩy rồi bóp cò bắn liên tiếp ba phát bang. Bang, bang, sau đó hắn liền ấn nút hạ xuống, cửa thang máy lại chậm rãi khép lại. Mãi lúc này đám nữ y tá mới hoảng sợ hét lên chói tai. Bỗng nhiên tên cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ kia lại ngồi dậy, hắn ho khan mấy tiếng, mãi sau mới ổn định được một chút. Cũng may hắn mặc áo chống đạn nên mới may mắn thoát được lưỡi hái của tử thần hắn khó nhọc đứng lên lấy bộ đàm bên hông ra thông báo, nghi phạm vừa xuất hiện ở tầng 5, thân cao khoảng 1m8, hắn mặc đồ bác sĩ, đang từ thang máy đi xuống. Vừa nói gã cảnh sát vừa nhìn chằm chằm đồng hồ đếm số tầng của thang máy nói tiếp, nghi phạm đã xuống tầng 1. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, một gã mặc vest tông đen đeo kính đen vừa bước chân ra khỏi thang máy, sáu gã cảnh sát mặc thường phục liền dơ súng nhắm thẳng vào người hắn lớn tiếng quát, giơ tay lên gã mặc vest tông đen thấy tình thế không ổn liền dơ súng bắn loạn lên mấy phát cùng cấp tốc lui lại phía sau. Mấy người cảnh sát mai phục ở đây vì nhận được mệnh lệnh của cấp trên buộc phải bắt sống nghi phạm cho nên không dám đấu súng lại vì sợ ném chuột vỡ đồ. Không ai cản trở nên tên sát thủ kia lại thoải mái một lần nữa chui được vào trong thang máy, hắn mím chặt môi thấp giọng chửi đồng một câu rồi đưa tay bấm nút cho thay máy lên tận tầng 20. Cục trưởng Cục Công an Vinh Bằng Phi nhận được tin liền vội vã chạy tới bệnh viện vừa vào đại sảnh hắn bước như bay lớn tiếng hỏi nghi phạm đâu báo cục trưởng nghi phạm trở lại thang máy đang trốn lên trên vinh bằng phi cả giận quát lớn còn không mau đuổi theo nhớ nhất định phải lưu lại tính mạng của hắn ngay lúc sau phó cục trưởng cục công an đồng đắc trí vẻ mặt cực kỳ khẩn trương chạy tới lúc tới hiện trường hắn trực tiếp đi đến bên vinh bằng phi nhỏ giọng hỏi cục trưởng vinh tình hình thế nào rồi vinh bằng phi liếc mắt nhìn sang vẻ mặt hắn cực kỳ gay gắt trầm giọng hỏi thế nào? Không phải là người phụ trách việc phòng vệ hay sao? Sao lại để sát thủ trà trộn vào đây gây án? Lần này Vinh Bằng Phi quả thực tức giận cực độ, trước mặt nhiều cấp dưới như vậy mà hắn cũng chẳng thèm chừa chút mặt mũi nào cho đồng đắc chí. Đồng đắc chí xấu hổ đỏ bừng mặt, thấp giọng trả lời lại, chờ sau khi giải quyết được chuyện này, tôi sẽ tự mình nhận trách nhiệm. Vinh Bằng Phi nhận bộ đàm từ cấp dưới rồi hỏi tình hình bên phía phòng hồi sức thế nào. Gã cảnh sát tại hiện trường báo cái lại nói Trương Huy sinh không may chung đạn bỏ mình, còn Điền Bân thì không việc gì. Nghe tin này Vinh Bằng Phi tức giận đập mạnh cái bộ đàm xuống đất giận dữ hét lớn, ta mặc kệ các người phải trả giá như thế nào, nhất định phải bắt sống được tên sát thủ kia cho ta. Thang máy vừa lên đến tầng 20, gã sát thủ mặc vest đen liền nhanh chóng chạy ra, từ lúc gặp đám cảnh sát mai phục dưới tầng một hắn liền có loại dự cảm xấu, chỉ sợ lần này hắn không thể thoát được chỗ này hắn bỏ kính đen ra nhìn quanh một chút rồi trực tiếp chạy lên cầu thang dẫn lên trên mái nhà hắn giơ súng bắn vỡ ổ khóa cửa sát từ cầu thang thông ra mái nhà rồi hắn tung cước mạnh mẽ đạp văng hai cánh cửa sát ra vừa chạy lên mái nhà đập vào mắt hắn là cảnh trời đêm bát ngát rộng mênh mông từng bông tuyết nhỏ phiêu phù bay khắp trốn hắn biết lần này hắn vô phương trốn thoát khỏi trốn này ngay lập tức một đội cảnh sát trang bị vũ khí tối tân liền đuổi tới cũng chạy lên mái nhà buông vũ khí xuống, Vinh Bằng Phi đuổi theo ngay sau thấy gã sát thủ đứng kia liền giận dữ giống lên. Gã sát thủ lạnh lùng liếc mắt nhìn một đống cảnh sát đang không ngừng tràn lên vây quanh nửa vòng tròn trước mặt hắn. Hắn nhếch mép nở nụ cười nhạt rồi giơ súng nhắm vào đám cảnh sát trước mặt. Bang, một tiếng súng lục trầm thấp vang lên trong màn đêm. Cục phó cục công an đồng đắc chí là người đầu tiên bóp cò súng, phát đạn chúng ngay giữa ngực tên sát thủ thân thể gã sát thủ hơi loạn troạn một chút rồi ngã sắp xuống nền tuyết trắng xóa dưới chân. Máu tươi từ người hắn chảy ra nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết bên cạnh. Vinh bằng phi tức giận quay sang nhìn đồng đắc chí gầm lớn, ai cho ngươi nổ súng. Lần này đồng đắc chí lại không hề e sợ chút nào mà nghiêm mặt hét lại, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn hắn giết từng người một sao. Vài tên cảnh sát nhanh chóng áp sát tên sát thủ, một người trong đó đưa tay kiểm tra động mạch trên cổ hắn rồi ngẩng đầu cơ vui mừng nói cục trưởng vinh hắn vẫn còn sống vinh bằng phi lớn tiếng quát nhanh chóng cứu hắn phát đạn của đồng đắc chí rõ ràng chuẩn xác bắn ở ngực trái tên sát thủ nhưng may mắn thay trời sinh trái tim tên sát thủ lại nằm ở ngực phải nên phát đạn kia cũng không nguy hiểm đến tính mạng hắn lúc tả ủng quân thông báo lại tin tức này cho phía cảnh sát mọi người đều mừng rỡ hoan hô ẩm trời chỉ riêng đồng đắc trí sắc mặt cực kỳ khó coi trốn ở góc phòng liều mạng giết lấy rít để từng điếu thuốc dường như chỉ có như vậy hắn mới có thể đè nén nước sự khẩn trương trong lòng xuống vinh bằng phi chậm rãi đi tới trước mặt đồng đắc trí hắn thấp giọng nói đồng cục phó nghi phạm không việc gì cả người không cần tự trách mình nữa đồng đắc trí trầm trọng gật gật đầu vinh bằng phi nhẹ mỉm cười khuyên dưới tình huống như vậy ngươi nổ súng cũng chỉ là phản ứng tự nhiên của cảnh sát chúng ta mà thôi vừa rồi ta hơi xúc động nên to tiếng, hy vọng ngươi không để bụng. Đồng đắc chí lại cố sức giít một hơi thật mạnh rồi thở ra một đám khói trắng dày đặc, xin lỗi, lúc nãy tôi phản ứng cũng quá kích, thiếu chút nữa không thể bù lại sai lầm đã gây ra. Người đã giao nhiệm vụ bảo vệ bệnh viện lại cho tôi, tôi đã không hoàn thành cho tốt để Trương Huy sinh không may đã chết. Vinh bằng phi mỉm cười nhẹ giọng nói, Trương Huy sinh không việc gì, vừa rồi chuyển đi chỉ là chiếc giường trống mà thôi cũng do điền cục trưởng hạ nghiêm lệnh không cần rời điền bân cùng trương huy sinh đi. Nghe vậy trong đầu đầu đắc chí ông, một tiếng, bỗng nhiên đầu óc hắn trở nên trống rỗng cả đi. Câu vinh bằng phi vừa nói khiến hắn suýt chút nữa bị hôn mê bất tỉnh, hắn kiệt lực không chế nội tâm hết sức kinh hãi của mình lại, run run giọng hỏi, ngài nói là trương huy sinh, hắn không, không có việc gì. Vinh bằng phi tủm tỉm cười nói, xin lỗi ta không thể nói cho người biết tình hình thực tế được, ta cùng Điền Cục trưởng đã bàn bạc qua, vì để đảm bảo sự an toàn cho Điền Bân cùng Trương Huy Sinh, ngoại trừ một vài người trong cuộc gia tất cả tin tức đều tuyệt đối giữ bí mật. Thật ra ta cho người bảo vệ Trương Huy Sinh chỉ là bầy bố nghi trận mà thôi, một nhân chứng quan trọng như vậy sao ta dám để hắn mạo hiểm tính mạng được. Đồng đắc chí mặt mày xám xịt gật gật đầu. Lúc sau Khương Lượng đi tới, vẻ mặt cực kỳ vui mừng thông báo, Cục trưởng Vinh, bên phòng phẫu thuật có tin tức tốt ca mổ tên sát thủ diễn ra cục kỳ thuận lợi, sau khi tỉnh lại hắn liền ngoan ngoãn khai ra tên cùng người đã thuê hắn giết người. Tả viện trưởng mời ngài qua bên đó đích thân giao lời cung cho ngài. Tốt, mau mau dẫn ta tới xem. Nhìn bóng dáng vinh bằng phi nhanh chóng rời đi, đồng đắc chí uể oải chống tay đứng dậy từng bước chậm chạp đến phòng hồi sức. Nhìn qua tấm kính chắn bên ngoài, thấy có hai gã cảnh sát khác đang ở bên cạnh trương huy sinh. Một gã trong đó thì đặt bút ghi ghi chép chép cái gì, còn một gã khác thì cứ ghé sát tai vào miệng Trương Huy Sinh như muốn nghe điều gì. Bắt gặp Tần Bạch cũng đứng ngoài cửa, đồng đắc chí liền thấp giọng hỏi, bên trong đang làm gì vậy? Tần Bạch nhỏ giọng báo cáo, Trương Huy Sinh tỉnh lại, đang tiến hành lấy lời khai. Hay là đồng cục phó vào xem thử đi. Đồng đắc chí lơ đánh lắc lắc đầu rồi lại chậm chạp lê từng bước một đi tiếp, lúc tới trước cửa phòng bệnh Điền Bân, hắn liền đưa tay đẩy cửa bước vào, Điền Khánh Long vẫn như trước nhất nhất ngồi canh bên cạnh con trai. Nghe có tiếng bước chân phía sau vang lên, hắn không quay lại mà thấp giọng hỏi, "Mới tới à?" Đồng Đắc Chí không nói không rằng cứ lặng im đứng đằng sau nhìn bóng lưng Điền Khánh Long. Điền Khánh Long lại trầm giọng nói, "Con ta không phải tội phạm." Mãi tới lúc này Đồng Đắc Chí mới lên tiếng, "Chúng ta là cảnh sát, làm điều gì cũng đều phải cần bằng chứng xác thực." Điền Khánh Long lại nói, "Trương Huy Sinh tỉnh lại, tên sát thủ cũng không chết." như vậy mọi manh mối đều có thể tìm được tốt quá lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt bất kể tên tội phạm có ẩn nấp giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ lộ sơ hở cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp đồng đắc trí nhẹ gật gật đầu ta cũng cho rằng như vậy lúc sau điền khánh long đột nhiên lại nói một câu theo hồ sơ thì trương duy sinh là do một tay ngươi đề bạt lên ngươi đang nghi ngờ ta sao giọng nói của đồng đắc trí cũng hơi run rẩy một chút lúc đầu thì không nhưng từ lúc ngươi hoài nghi con ta, ta mới bắt đầu nghi ngờ ngươi. ngươi là một người chuyên bao che, lấp liếp điều sai trái của mình. không phải bao che khuyết điểm mà là tín nhiệm. lòng tin của ta dựa trên những điều ta biết về con cha ta. ta tin tưởng nó. đồng đắc chí trầm ngâm một lúc rồi trầm giọng nói: ngươi kiên trì không cho rời trương huy sinh đi, lại lén cùng vinh bằng phi đạt thành nghiệp nghị, còn đẩy ta ra ngoài không cho ta biết điều gì. có phải ngươi đã sớm nghi ngờ ta? Điền Khánh Long chậm rãi đứng dậy quay đầu lại, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng Đồng Đắc Chí. Người có biết cả đời này ta cảm thấy tiếc nuối nhất chính là chuyện gì không? Thân là cục trưởng cục công an, lại bị cấp dưới của mình kề đau ngay cổ mà không hay biết gì, cũng không tránh né được. Đây là điều ta cảm thấy tiếc nuối nhất, cũng là điều sỉ nhục nhất đối với ta. Tuy rằng ta đã thuyền chuyển đến Đông Giang nhưng Thủy Trung ngươi vẫn không bỏ được, vẫn nhất quyết muốn hạ sát với ta. Người muốn giết ta hẳn phải biết khá rõ thói quen của ta. Người đó nắm rõ trong tay từng hành động của ta. Cũng từ đó ta bắt đầu nghi ngờ kẻ đó ở ngay trong cục công an. Đồng Đắc Chí thấp giọng nói, quả thực cũng nên nghi ngờ bên trong nội bộ xảy ra vấn đề. Điền Khánh Long lại nói, chính cái chết của Phương Hải đào càng khiến ta khẳng định mối nghi ngờ này hơn. Chỉ có thể là bên trong nội bộ cảnh sát có vấn đề mới có khả năng che giấu mọi chuyện tài tình đến vậy, mới có thể dễ dàng trà trộn vào trong trại tạm giam giết chết Phương Hải Đào chính là để khơi mào chiến tranh giữa Điền Gia Ta và Phương Văn Nam. Nhưng chân chính nhắm vào không phải Điền Bân mà là ta. Là Cục trưởng Cục Công an Giang Thành Điền Khánh Long. Đồng Đắc Chí gật gật đầu cũng cho rằng như vậy, suy luận thực có đạo lý. Điền Khánh Long nhếch mép cười nhạt một tiếng, sai hoàn sai, hắn cứ nghĩ rằng kế hoạch của hắn là hoàn mỹ không chút sơ hở nào. Lưu Ngũ là người trung gian tìm người ám sát Phương Hải Đào, mà Lưu Ngũ lại từng quan hệ qua lại với Điền Bân, như vậy mọi hiểm nghi đều chuyển rời lên người Điền Bân. Quả thực chiêu thức ấy xảo diệu vô cùng, lại ký kẽ như áo trời không chút dấu vết. Đồng đắc chí vẫn lặng lặng đứng nghe mà không nói gì. Bên trong nội bộ cảnh sát cũng ít người được phép kiểm tra những tư liệu mật này. Đột nhiên trên mặt đồng đắc chí lại lộ ra ý cười cổ quái, cả ngươi và ta đều có khả năng này. Điền Khánh Long lắc lắc đầu lạnh nhạt nói, ta chưa từng làm như vậy, cho nên ngươi là người bị nghi ngờ nhiều nhất đồng đắc trí hơi nhíu nhíu mày ra vẻ bất mãn nói lại ta cũng là một người cảnh sát nhân dân điền khánh long nghiêm mặt lạnh lùng nói trong hệ thống công an không tồn tại loại bại hoại như vậy ánh mắt sắc bén của điền khánh long nhìn thẳng vào hai mắt đồng đắc trí trương huy sinh đã tỉnh lại sát thủ ngươi thuê cũng còn sống cuối cùng chân tướng đều đã sáng tỏ đồng đắc trí ủ rũ gật gật đầu không sai chân tướng cũng nên rõ ràng nói xong hắn đưa tay rút khẩu súng lục bên hông ra dơ lên chĩa ngay giữa đầu Điền Khánh Long, với khoảng cách ngắn như vậy hắn tuyệt đối không thể bắn trượt được. Trước họng súng đen ngòm mà Điền Khánh Long vẫn bình tĩnh như trước, lão đồng, vì sao phải như vậy? Còn cần lý do nữa sao? Đồng đắc chí đang định bóp cò súng thì đột nhiên một đạo hào quang từ phía giường bệnh lóe sáng bắn đi với tốc độ cực nhanh chuẩn xác đâm vào mờ u bàn tay phải của hắn. Cơn đau bút từ tay truyền thẳng đến tim khiến hắn không tự chủ được phải buông khẩu súng xuống tấm chân trên giường lúc này được lật ra người nằm trên giường không phải Điền Bân mà lại là Trương Dương Trương Dương kinh thường nhìn Đồng Đắc Chí trầm giọng hỏi Đồng cục phó thật sự không thể ngờ được lại là ngươi chẳng lẽ ngươi thấy làm tội phạm có tiền đồ tốt hơn so với cảnh sát hay sao vừa có biến xảy ra Đồng Đắc Chí liền vội vã xoay người định chạy trốn nhưng ngay lập tức liền thấy Vinh Bằng Phi cùng Khương Lượng đã đứng chắn ở cửa tự bao giờ Khương Lượng rút súng ra chĩa thẳng đầu Đồng Đắc Chí Vinh Bằng Phi mỉm cười thấp giọng nói, đồng cục phó, đi đâu mà vội vàng vậy? Ta còn chuyện muốn hỏi ngươi nữa đó. Đồng đắc chí vẻ mặt u ám đứng đó ôm bàn tay đang không ngừng chảy máu dòng giòn của mình, hắn lạnh lùng trả lời lại, không cần phải hỏi. Bọn người trương huy sinh làm như vậy là do ta bày mưu đặt kế sai bảo, tên sát thủ kia cũng là do ta thuê. Chính ta là thủ phạm, là người muốn giết chết Điền Khánh Long, muốn Điền Bân sống không bằng chết. Ngươi vừa lòng rồi chứ, Vinh Bằng Phi nhíu mày lạnh lùng nói, dẫn hắn đi. Đồng Đắc Chí bị Khương Lượng còng tay dẫn đi, lúc đi ngang qua người, bỗng nhiên Vinh Bằng Phi lại nhu tới một chuyện liền ghé sát tai Đồng Đắc Chí nhỏ giọng nói, đúng rồi, ta quên chưa nói cho người biết. Bệnh viện đã có kết luận cuối cùng, Trương Huy sinh không may khó có khả năng tỉnh lại, có lẽ cả đời còn lại sẽ sống đời sống thực vật. Quả thực tên sát thủ kia lại may mắn hơn một chút, hắn vẫn còn sống, sẽ làm nhân chứng buộc tội ngươi. Đồng đắc trí lại không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, hắn nhếch mép cười nhạt một tiếng trả lời lại, người sẽ không có cơ hội đó đâu, ta sẽ không ngồi tù. Nói xong hắn ưỡn ngực ngẩng cao đầu ngáo nghế bước đi. Nhìn bóng dáng đồng đắc trí rời đi, Điền Khánh Long chán ghét khinh thường mắng một tiếng cặn bã. Đúng như lời Vinh Bằng Phi nói, ca mổ thứ hai của Trương Huy sinh chỉ là nghi binh, nhóm người Vinh Bằng Phi, Tả ủng quân, phu tử lương sau nhiều giờ thảo luận mới dùng đến cách bất đắc dĩ này. Thông tin tức Trương Huy Sinh sắp tỉnh lại làm miếng mồi khiến kẻ đứng sau màn cảm thấy bồn chồn lo lắng không yên, vì để chắc chắn rằng Trương Huy Sinh sẽ không khai ra điều gì thì hắn chỉ còn một cách là thủ tiêu mối họa ngầm đó đi. Người đầu tiên nghi ngờ đồng đắc chí là Điền Khánh Long. Từ lúc hắn bắt đầu xảy ra chuyện không may ở Giang Thành, Điền Khánh Long liền nghi ngờ trong nội bộ cục công an có vấn đề, hắn cho rằng có người tiết lộ lịch trình của mình cho sát thủ biết, mà chắc chắn người đó phải quen biết cùng cực kỳ hiểu rõ mình. Điền Khánh Long cũng tập trung vào một số mục tiêu có khả năng cao nhất, nhưng do không có chứng cứ xác thực nên hắn đành phải giấu trong lòng, không thể nói cho bất kỳ người nào biết. Mãi đến tận khi Điền Bân xảy ra chuyện không may, tính mạng suýt chút nữa cũng không giữ được, rốt cuộc hắn cũng không thể không nói ra những điều giấu kín trong lòng cho Vinh Bằng Phi biết. Mà thực ra Vinh Bằng Phi cũng giống Điền Khánh Long, từ lâu hắn cũng ẩn ẩn đoán rằng vấn đề mấu chốt lại nằm ngay trong nội bộ cục công an, hơn hết từ đủ mọi dấu hiệu cho thấy, người này rất có khả năng lại là lãnh đạo cao tầng, có khả năng biết được những điều cơ mật của cục công an. Cuối cùng Vinh bằng phi khoanh vùng đối tượng, chuyên tâm tập trung chú ý lên một số người. Bề nổi sự việc thì là Điền Bân cùng lão quỷ thừa lúc xe chờ tù gặp tai nạn mà chạy trốn, nhưng cẩn thận phân tích lại thì thấy trong chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên lão quỷ bị bắn chết ở cự ly li gần, liên tiếp mấy phát đạn trên người Điền Bân cũng bị bắn ở cự ly khá gần. Nếu suy luận một cách bình thường thì hẳn là lúc đầu hai gã cảnh ngục nổ súng bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng không hiệu quả, liền dương súng bắn phạm nhân có ý định chạy trốn, mà chắc rằng cả lão quỷ cùng Điền Bân đều chạy chưa được bao xa liền bị bắn hạ. Mà Vinh Bằng Phi lại là người hiểu rõ hơn ai hết chân tướng sự việc Điền Bân bị bỏ tù, hắn ta cố tình bị bỏ tù chính là muốn tự biến mình thành mồi nhử nhử con rắn âm độc đang chừng mắt theo dõi hắn ra khỏi bóng tối. Điền Bân lại là một gã cảnh sát gương mẫu chứ không phải tội phạm, Vậy thì bất kể như thế nào đi chăng nữa, hắn sẽ không chọn con đường mang tiếng nhục là phạm nhân trốn tù. Từ đó Vinh Bằng Phi dễ dàng có thể suy luận ra, kẻ nào đó đã lợi dụng việc chuyển tù nhân lần này gài bẫy Điền Bân. Nhưng dù biết chắc là vậy, Vinh Bằng Phi vẫn không có bằng chứng xác thực thì không thể vạch mặt thủ phạm thật sự sau màn được. Phía bệnh viện cho rằng tình trạng Trương Huy Sinh rất xấu, khả năng hắn không tỉnh lại được phải sống cuộc sống thực vật suốt phần đời còn lại là rất cao. Như vậy hướng đi của vụ án chỉ có thể dựa vào lời khai của Điền Bân, nhưng lời khai của một phía lại không được công nhận làm bằng chứng trước tòa. Phải rất lâu sau Vinh Bằng Phi mới nghĩ ra được cách nhờ tạo ủng quân cùng vô tử lương loan truyền tin tức giả ra bên ngoài, khiến gã hung thủ phía sau màn kia tin chắc rằng Trương Huy sinh sắp tỉnh lại, khiến hắn lo lắng bất an, nếu hắn không muốn âm mưu của mình bị bại lộ, thì buộc hắn phải không tiếc hết thảy tìm mọi cách thủ tiêu bằng được nhân chứng duy nhất của vụ án. Quả nhiên đúng như dự đoán của Vinh Bằng Phi, với một màn nghi binh được bày bố vô cùng tỉ mỉ, lại cực kỳ bí mật con rắn Đồng Đắc Chí không chịu được phải thò đầu ra khỏi hang. Đương nhiên Đồng Đắc Chí hiểu được một điều, nếu như không nhanh chóng trừ khử Trương Huy Sinh, chắc chắn hắn sẽ bị bại lộ, bởi vậy mà hắn không thể không hạ quyết tâm được ăn cả ngã về không, trực tiếp thuê sát thủ thủ tiêu Trương Huy Sinh. Nhưng lúc nghe tin cấp dưới báo đã phát hiện nghi phạm ở bệnh viện, hiện tại bệnh viện đã bị phong tỏa, nghi phạm vẫn đang lẩn trốn bên trong ngay lập tức đồng đắc chí liền hiểu ra đây là một cái bẫy, cái bẫy vinh bằng phi gài ra bẫy hắn, bởi vậy mà lúc gã sát thủ bị vây trên nóc nhà, hắn không nghĩ ngợi nhiều liền rút súng ra bắn gã sát thủ, thủ tiêu mối họa ngầm. Nhưng cũng chính sự sợ hãi cùng lo lắng tột cùng đó của đồng đắc chí bị vinh bằng phi nhìn ra chân tướng. Thật đúng là thiên ý trêu người, gã sát thủ bị chúng phát đạn ngay ngược trái nhưng may mắn thay tim hắn bẩm sinh lại nằm bên ngực phải nên mới thoát khỏi một kiếp nạn hơn nữa vinh bằng phi lại sắp xếp để đồng đắc trí thấy cảnh hai gã cảnh sát đang diễn trò lấy lời khai của trương huy sinh rồi còn cài tần bạch đứng ngoài cửa thông báo cho đồng đắc trí biết từng sự việc cực xấu cứ thế liên tiếp xảy ra đánh sâu vào nội tâm khiến tinh thần đồng đắc trí sụp đổ để rồi lúc đến phòng bệnh của điền bân hắn như đã hóa điên chỉ muốn trực tiếp bắn chết hai cha con điền khánh long và điền bân chính vì tinh thần bị sụp đổ nên hắn mới làm ra những điều ngu ngốc như vậy để rồi hắn mới để lộ ra là hung thủ thật sự đứng sau màn bày ra tất cả mọi chuyện từ trước đến nay sau khi đồng đắc trí bị khương lượng dẫn đi vinh bằng phi điền khánh long cùng trương dương sang phòng bệnh ngay bên cạnh nơi mà điền bân nằm dưỡng bệnh thực sự điền bân vừa nhìn thấy vinh bằng phi cùng cha đến hắn liền thấp giọng nói ta là một cảnh sát nhân dân ta sẽ không làm điều trái pháp luật lúc này vinh bằng phi cũng không giữ được bình tĩnh nữa hai mắt cũng đỏ sóng lên hai tay hắn cầm chặt tay Điền Bân gần từng chữ một, ngươi là một người cảnh sát. Điền Khánh Long vừa nghe thấy những lời này của Vinh Bằng Phi, nhất thời hắn liền hiểu ra được hết thảy mọi chuyện. Đứa con trai của mình đã dùng phương thức này để đòi lại công đạo cho mình, dùng chính máu tươi để bảo vệ sự tôn nghiêm của luật pháp. Điền Khánh Long lặng lẽ đứng dậy đi ra chỗ cửa sổ, bên ngoài từng bông tuyết vẫn rơi không ngừng, nhẹ nhàng, mềm mại, yên tĩnh, che giấu đi hết thảy những tội ác, sự ganh đua trốn thành thị trong lòng Điền Khánh Long bây giờ ngập tràn cảm xúc minh mông, khó có thể bình tĩnh lại được. Cha! Điền Khánh Long chậm rãi quay người lại, tất cả mọi người đều thấy trong đôi mắt già nua của hắn vẫn còn ngân ngấn lệ quang. Trên đường đưa đồng đắc chí về trụ sở công an, đột nhiên hắn lại ngã quỵ xuống đất. Khương Lượng cuống quyết kêu lái xe tức tốc chạy ngược trở về bệnh viện nhân dân số 1, nhưng thật không may, chưa kịp về tới bệnh viện thì đồng đắc chí đã tắc thở. Ban đầu xác định nguyên nhân cái chết là do ngộ độc Kali Đêm nay Đồng Đắc Trí đã nghĩ đến chuyện được ăn cả ngã về không, trước khi hắn đi tới phòng bệnh của Điền Bân hắn đã ngậm một viên con nhộng chứa độc dược trong miệng. Đến khi biết được sự việc bị bại lộ hắn liền hạ quyết tâm uống viên thuốc độc vào bụng, dùng cái chết để bảo vệ sự tôn nghiêm của chính mình. Nhìn sắc mặt cứng đờ, xanh mét cực kỳ đáng sợ của Đồng Đắc Trí, Vinh Bằng phi không khỏi nhíu chặt hai mày lại. Đương nhiên bằng vào việc công tác nhiều năm trong ngành công an, Vinh Bằng Phi cũng nhận ra những vụ án liên tiếp xảy ra không phải chỉ do một mình đồng đắc chí một tay giàn dựng, mà bắt được mắt xích quan trọng nhất trong vụ án là đồng đắc chí thì có thể từng bước từng bước vạch trần âm mưu to lớn đằng sau, đem những kẻ làm trái pháp luật ra ngoài ánh sáng. Nhưng hiện nay đồng đắc chí lại tự sát chết, đầu mối lại bị mất, vụ án một lần nữa lại rơi vào cảnh bế tắc. Khương lượng mặt mày ủ rũ hướng Vinh Bằng Phi nói, thực xin lỗi, Cục trưởng Vinh, là tôi làm việc tắc trách, ngài cứ xử phạt thôi đi tuy rằng trong lòng Vinh Bằng Phi cảm thấy chán nản đến cực điểm nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra nụ cười, nếu nói đến trách nhiệm thì ta mới phải là người chịu trách nhiệm mới phải. Thật không ngờ Đồng Đắc Chí lại giấu chất độc trong miệng. Khương Lượng lại nói, nhưng chắc gì Đồng Đắc Chí đã là hung thủ thật sự của vụ án này. Trên đời này không có kẻ phạm tội nào không có sơ hở, chỉ cần chúng ta đủ kiên nhẫn nhất định có thể tìm ra được sơ hở chí mạng của hắn, một kích diệt gọn, đưa hắn ra trước vành móng ngựa. Vinh Bằng Phi lại mỉm cười nói tiếp, lần này chúng ta bắt được con sâu, cái ung nhọt lớn trong nội bộ cục công an chúng ta, quả thực đây là một chiến tích đáng nói. Ta tin tưởng, chỉ cần vững lòng tin, không bao lâu nữa, chân tướng sự việc sẽ được làm sáng tỏ. Tin đồng đắc chí tứ sát đã tạo ảnh hưởng lớn đến toàn bộ dân chúng Giang Thành, mà trong hệ thống công an Giang Thành cũng bắt đầu có một cuộc vận động, kiểm tra giả soát chỉnh đốn lại tác phong công tác của toàn bộ nhân viên trong ngành lúc này toàn bộ từ trên xuống dưới cục công an mới chính thức nhận ra vị cục trưởng mới tới lợi hại đến nhường nào. Nhìn vẻ ngoài thì tao nhã hỏa ái dễ gần, vậy mà lúc phá án lại cực kỳ mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, chỉ mới đảm nhiệm chức vụ không lâu liền có thể cắt bỏ được khối u ác tính trong cục công an Giang Thành, từ đó danh tiếng của Vinh Bằng Phi còn lan rộng trong toàn cục cảnh sát tỉnh Bình Hải. Trong cuộc họp ủy ban thường vụ, Vinh Bằng Phi lại một lần nữa nói đến một loạt những vấn đề phát sinh gần đây trong cục công an, giọng hắn trầm thấp mà vang vọng gần đây giang thành bỗng nhiên lại xảy ra liên tiếp một loạt các vụ án tất cả đều có quan hệ trực tiếp đến nội bộ bên trong cục công an từ việc đồng chí cục trưởng điền khánh long gặp chuyện đến phương hải đào bị ám sát trong trại giam thẳng đến chuyện đồng chí điền bân đấu súng gần đây tất cả chuyện này đều có liên quan đến nhân viên trong cục công an chúng ta đồng đắc chí xa lưới khối u ác tính cuối cùng cũng được cắt bỏ tôi đã kiên quyết chỉnh đốn lại tác phong làm việc của toàn thể công nhân viên trong cục cố gắng quét sạch những tạp chất, những khối ung nhọt khác để Cục Công an thành phố Giang Thành chúng ta một lần nữa được thuần khiết trong sạch, lấy lại được lòng tin của nhân dân, lấy lại được sức chiến đấu dũng mãnh nhất. Vinh Bằng Phi vừa phát biểu xong, toàn bộ ủy viên ban thường ủy đều nhiệt liệt vỗ tay hoan hô. Thị trường tả viên triệu quay sang hỏi, có chuyện này ta thấy chưa rõ ràng lắm, vậy rốt cuộc Điền Bân đảm nhiệm vai trò gì trong toàn bộ sự việc này? sở dĩ tả viên triệu nói ra chuyện này ở đây mục đích chính là giúp điền bân lấy lại được thanh danh đã mất dù sao tả ra cùng điền ra có quan hệ thân thích khá mật thiết vinh bằng phi mỉm cười nói hiện giờ tôi có thể công bố cho mọi người biết được chân tướng sự thật điền bân vì sao bị bỏ tù là do tôi cùng hắn đã bàn bạc liên thủ giàn dựng để hắn vào tù mục đích chính là để hung thủ thực sự phía sau màn lơ là cảnh giác để rồi những hành động tiếp sau đó của hắn ta sẽ xuất hiện sơ hở từ đó tìm ra được kẻ chủ mưu kia Đồng chí Điền Bân là một cảnh sát xuất sắc, trong quá trình phá án hắn đã phải chịu nhiều sự khuất nhục, nhưng vẫn kiên trì bất khuất, không ngại nguy hiểm đến tính mạng tìm cách lẻn vào trong trại giam. Nếu không nhờ lòng tin sắt đá, không có ý chí ngoan cường thì không thể nào chịu được sự khuất nhục cùng những lời đàm tiếu chê bai cay nghiệt của người đời. Đồng chí Điền Bân đã thể hiện được đầy đủ phẩm chất của một chiến sĩ cảnh sát nhân dân ưu tú. Đồng chí đã dùng máu, dùng tính mệnh mình để bảo vệ chính nghĩa, giữ được sự tôn nghiêm của luật pháp. Đồng chí xứng đáng danh hiệu đảng viên của mình, xứng đáng với chức trách thiêng liêng của một chiến sĩ cảnh sát nhân dân. Cả phòng họp lại một lần nữa nở rộ tiếng vỗ tay rào rào. Bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã đứng dậy nói, như vậy đồng chí Điền Bân sẽ được phục hồi lại chức vị cũ, đồng thời phải tuyên dương những công lao to lớn mà đồng chí đã đóng góp để người dân gian thành có thể thấy được một hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát nhân dân hết lòng vì sự bình an của nhân dân, vì sự phát triển giàu đẹp của đất nước. Từ đó nâng cao sự tín nhiệm của người dân vào lực lượng cảnh sát, tin tưởng vào Đảng, nhà nước. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, muốn tiến hành cải cách, muốn phát triển kinh tế thành công thì phải dựa trên tiền đề của sự hòa bình và ổn định. Chỉ có hòa bình và ổn định thì mới phát huy được tổng thể mọi nguồn lực, mới có thể tiến nhanh, tiến mạnh được. Chẳng phải ông cha ta có câu, an cư rồi mới lập nghiệp đó sao? Thành phố Giang Thành của chúng ta là một thành phố lâu năm, cho dù là tinh hoa mỹ lệ đến mấy thì theo năm tháng cũng bị mai một đi, mà thân là lãnh đạo như chúng ta nhiệm vụ hàng đầu đó chính là một lần nữa mài giũa lại viên ngọc đã mai một trở lại thành viên dạ minh châu sáng chói. Trách nhiệm của chúng ta đó là Các thành viên ủy ban thường vụ thị ủy lại nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng lời kêu gọi của Đỗ Thiên Dã. Sau khi cuộc họp ủy ban thường vụ kết thúc, vài vị phó thị trưởng cùng kéo nhau đến thăm Điền Bân đang dưỡng thương ở bệnh viện nhân dân số 1. Phó văn phòng công an tỉnh Bình Hải Điền Khánh Long đang cùng vợ ở phòng bệnh chăm nom con trai. Thấy vài vị ủy viên trong ủy ban thường vụ thị ủy Giang Thành đều đến đây, Điền Khánh Long cũng không khỏi cảm thấy chút xúc động. Đương nhiên hắn cũng biết người ta đến không phải vì nể mặt mũi mình, mà là vì đứa con trai của mình. Vì hành động anh hùng hy sinh của nó đã làm cảm động đến từng người lãnh đạo cấp cao như bọn họ. Nhìn đứa con trai mình, hắn lại càng cảm thấy tự hào hơn. Đó mới là đứa con trai của Điền Khánh Long ta. Đó mới là điều kiêu ngạo nhất của cả đời ta." Tương Tâm duyệt quay mặt sang chỗ khác lặng lẽ khóc, chỉ khác là lần này nước mắt của bà là vì hạnh phúc, rốt cuộc đứa con trai yêu quý của bà không cần phải chịu tội danh nó không làm nữa, nó là một anh hùng, một người anh hùng chân chính. Cũng đúng lúc nhóm người Trương Dương cùng Khương Lượng, Đỗ Vũ Phong, Tần Bạch đều cùng nhau đến thăm, vừa thấy tình cảnh bên trong phòng bệnh, cả bọn đều ở hết bên ngoài mà không vào vội. Dù sao người ta đều là ủy viên ủy ban thường vụ thành phố thay mặt thị ủy đến thăm, đám người Trương Dương sao có tư cách chen vào được. Một lúc sau nhóm các ủy viên ủy ban thường vụ chuẩn bị rời đi, Đỗ Thiên Giã còn đặc biệt dặn dò viện trưởng bệnh viện tả ủng quân một câu, nhận định phải chiếu cố thật tốt cho đồng chí Điền Bân, đảm bảo hắn sớm ngày phục hồi sức khỏe còn mau chóng trở lại đội ngũ công an của chúng ta nữa chứ. Tả ủng quân liên tục gật gật đầu như gà mổ thóc. Lúc sau Đỗ Thiên Giã mới để ý đám người Trương Dương vẫn đang đứng ngoài cửa, nhịn không được vẫy tay gọi, Trương Dương, người cũng tới thăm đồng chí Điền Bân sao. Điền Khánh Long mỉm cười nói, lần này Điền Bân may mắn tránh khỏi kiếp nạn cũng may nhờ có Trương Dương. Đỗ Thiên giá cũng hiểu chút ít y thuật của Trương Dương nên hiểu ý cười gật gật đầu. Lúc đi ngang qua người Trương Dương hắn còn thấp giọng nói nhỏ một câu, buổi tối người tới nhà ta một chuyến. Khi đám lãnh đạo đi hết rồi mấy người Trương Dương mới cầm quà vào phòng bệnh thăm Điền Bân được. Trước kia Điền Bân có thành kiến cực kỳ sâu sắc với Trương Dương, nhưng hết lần này tới lần khác cả hai cha con hắn lại được Trương Dương ra tay cứu giúp. Thành kiến trước kia sớm đã bị hắn vất vào sọt rác, giờ hắn coi Trương Dương là ân nhân lớn nhất của mình. Điền Bân vừa định ngồi dậy tiếp đón mọi người thì lại bị Trương Dương nhẹ ấn vai xuống, vết thương của ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên nằm tính dưỡng nghỉ hơi vẫn hơn. Điền Bân chân thành nói cảm ơn. Trương Dương mỉm cười nói, không phải, mà ta nên cảm ơn ngược lại ngươi mới đúng. Nếu như không có người hy sinh quên mình mạo hiểm tính mạng thì sao lão hồ ly đồng đức trí kia chịu lòi đuôi ra chứ? Điềm bân gái gái đầu khiêm tốn nói, đó không phải là công lao của một mình ta, là là kết quả của sự liên kết hợp tác chặt chẽ toàn cục công an bọn ta. Khương Lượng tiến tới cười nói, hiện giờ ngươi chính là anh hùng của toàn thể cục công an giang thành chúng ta, cũng nhờ ngươi mà hình ảnh người cảnh sát nhân dân như bọn ta mới được vẻ vang hơn. Điền Bân, nói thực, lần này ta bội phục ngươi từ tận đáy lòng a đỗ phú phong giơ ngón cái lên khen ngợi hảo hán tử ra dáng đàn ông lắm tần bạch không nói gì nhưng trong mắt lại ngập tràn sự kính trọng điền bân cười hì hì nói sau khi lành vết thương ta nghĩ muốn chuyển đến tổ chuyên án của các ngươi khương lượng là tổ trưởng tổ chuyên án nên tươi cười hớn hở chụp ngay hoan nghênh. hoan nghênh, vị anh hùng của chúng ta trở về bất quá chuyện này còn phải hỏi ý kiến của cục trưởng vinh nữa Tương Tâm duyệt mỉm cười nhẹ giọng khuyên ngủ, thân thể ngươi vẫn chưa lành hẳn vết thương mà đã nghĩ tới chuyện mạo hiểm rồi. Ta không đồng ý, lão điền, ông nói con một chút đi. Điền Khánh Long mỉm cười ánh mắt hòa ái nhìn con trai, nó là cảnh sát. Ta tôn trọng quyết định của nó. Theo lời Đỗ Thiên Giã buổi tối Trương Dương đến nhà hắn. Bởi vì hắn còn bận cuộc họp nên vẫn chưa về, chỉ có người giúp việc Tô Viện viện đang dọn dẹp lại nhà cửa, trong phòng ăn cũng đã chuẩn bị sẵn mấy món trước đó đỗ thiên giã đã gọi điện về dặn tối có trương dương tới chơi nên bảo tô viện viện làm thêm ít đồ ăn đãi khách trương dương đặt chút quà xuống rồi thả mình ngồi xuống ghế sofa tiểu tô lấy ta cốc nữa đi khát quá tô viện viện tức giận lập tức nói lại đứng lên ta đổi đệm lót sofa trương dương vừa đứng dậy tô viện viện liền lật tấm đệm lên đập đập mấy cái thật mạnh ngay trước mặt trương dương bụi bay mù mịt khiến trương dương phải hắt xì mấy cái nhịn không được phải lui lại phía sau mấy bước tránh đi, sao ngươi lại đối đãi với khách vô phép như vậy? Vậy mà dám kêu là người giúp việc cao cấp chứ? Tô viện viện tức giận mắng, ta chỉ phục vụ một mình đỗ bí thư chứ không phải người phục vụ của ngươi. Muốn uống nước sao, tự mình đi mà lấy đi. chương 249, đối thủ. Trương Dương lắc lắc đầu cười khổ, thực chẳng biết tại sao tiểu nha đầu kia lại có thành kiến với mình sâu như vậy. Người ta không làm, Trương Dương đành phải tự mình đến tủ lạnh lấy chai nước lạnh ra ngửa cổ uống một ngụm, uống xong vừa chùi mép vừa nói vọng ra, này, ta hỏi thật, có phải ta đã đắc tội gì với cô không? Không tại sao vừa thấy ta lại liền đối xử như với cửu nhân vậy? Tô viện viện lớn tiếng trả lời lại, ta chỉ là một người giúp việc, nào dám có ý bất kính với Trương chủ nhiệm, ngài trăm ngàn lần đừng nghĩ lung tung a. À. Trương Dương càng nghe lại càng cảm thấy như nàng ta đã châm biếm mình thì phải thấy nàng ta đổi đệm sofa xong Trương Dương lại ra đặt mông ngồi xuống, với lấy cái điều khiển tivi bật lên xem, vừa đúng lúc tivi chiếu chuyên đề về khu du lịch sinh thái của Thanh Thai Sơn, mà Hải Lan lại là người dẫn chương trình chuyên đề này. Nhìn dung mạo xinh đẹp của Hải Lan, Trương Dương cứ ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn. Tô viện viện nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Trương Dương, trong lòng không khỏi thầm nghĩ đúng là đồ háo sắc. Đương nhiên nàng làm sao biết mối quan hệ của Trương Dương với cô nàng dẫn chương trình xinh đẹp Hải Lan kia. Lúc sau Đỗ Thiên Giã mới xong việc về nhà, Tô Viện Viện liền vội vàng chạy ra chào đón Đỗ bí thư rồi giúp hắn cởi áo khoác ngoài ra, rồi cầm hộ cặp đựng công văn trong tay hắn. Trương Dương nhìn một màn này không khỏi thầm lắc lắc đầu thở dài, cô nàng giúp việc này hầu hạ bí thư thị ủy thật chu đáo nhiệt tình, còn với mình thì. Đỗ Thiên Giã đi vào phòng khách rồi ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, Tô Viện Viện lại nhanh chóng bưng lên đặt trước mặt hắn một chén hồng trà nóng hổi thơm mát. Đỗ Thiên Giã nhìn chai nước lạnh trước mặt Trương Dương có phần hơi ngạc nhiên hỏi lại, sao không uống trà? Trương Dương lắc đầu thở dài ủ ê nói, cấp bậc không đủ nên không được hưởng đãi ngộ như ngươi. Đỗ Thiên Giã thấy vẻ mặt e thẹn xấu hổ của Tô Viện Viện liền hiểu ra được chuyện gì, hắn nhịn không được mà vui vẻ ha hả cười lớn. Đỗ Bí Thư đột nhiên cười lớn khiến khuôn mặt xinh xắn của Tô Viện Viện càng đỏ lưỡng hơn, nàng liền chạy vội vào nhà trong, rất nhanh sau liền bưng một chén hồng trà lên cho Trương Dương lúc đặt chén trà xuống nàng không khỏi chừng mắt liếc nhìn Trương Dương một cái mới chịu đứng dậy. Trương Dương làm ngơ ngoảnh mặt đi chỗ khác coi như không thấy, xong lại với tay đem đống đổ đưa sang cho Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã mỉm cười nói, đi ăn cơm trước đi, tối ta không bận gì, chúng ta uống với nhau mấy chén. Trương Dương cùng Đỗ Thiên Giã vào nhà ăn ngồi xuống, sau khi đối ẩm vài chén xong, Đỗ Thiên Giã liền thấp giọng nói, ta đã nghe qua sự việc của Cố Minh Kiệt, Thật không ngờ chuyện này lại gây phiền toái lớn như vậy." Trương Dương mỉm cười nói, cũng không có gì quá lớn, cũng gần như cơ bản xử lý xong rồi. Đỗ Thiên Ân giã tay chỉ thẳng mũi Trương Dương trầm giọng mắng, rõ ràng lần này tiểu tử nhà ngươi lấy lý do làm việc công đi xử lý chuyện tư. Chuyện của Cố Minh Kiện thì có liên quan gì đến Giang Thành chứ? Sao lại không liên quan gì? Cô bí thư là bí thư tỉnh Bình Hải chúng ta, Cố Minh Kiện gặp chuyện không may hẳn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hắn như vậy chẳng phải hiệu suất công tác làm việc của hắn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng hay sao? Rồi thì tỉnh Bình Hải bị ảnh hưởng, Giang Thành chúng ta cũng bị ảnh hưởng lây theo. Hơn nữa cố dài đồng lại là một chủ đầu tư lớn ở Giang Thành chúng ta, cảm xúc nàng ta có biến hóa cũng gây ảnh hưởng tới sự phát triển của nhà máy dược sau này. Thân là chủ nhiệm ban cải cách, đương nhiên ta phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề này, chỉ có tận lực giúp bọn họ giải trừ được mối tâm bệnh này thì bọn họ mới có thể làm việc bình thường được tỉnh Bình Hải có thể tiếp tục phát triển vững mạnh thì mới kéo theo Giang Thành chúng ta phát triển vững mạnh được. Cái này gọi là cái nhìn đại cục, người hiểu không? Đỗ Thiên giã nhịn không được phát cáu mắng một câu, vất cha cái nhìn đại cục của ngươi đi. Rõ ràng là ngươi lấy việc công đi làm việc tư, lại còn lấy lý do lý chấu, tưởng giả bộ được ở trước mặt ta hay sao? Trương Dương hăng hắc nở nụ cười, ngươi đừng vội phê bình ta. Đống đồ ta vừa mang cho ngươi thực ra là của cha mẹ ngươi trên Bắc Kinh gửi cho ngươi đó. Quả thật hai người thương ngươi quá ha. Đỗ Thiên Dã nghe vậy liền vội vàng hỏi lại, cha mẹ ta thế nào rồi? Hai người vẫn khỏe cả chứ? Trương Dương gật gật đầu tùm tỉm cười, rất tốt, còn định năm nay tới Giang Thành đón giao thừa nữa đó. Trương Dương ngừng một chút rồi lại hạ giọng nói tiếp, thực ra chuyện của Cố Minh kiện lần này đều do một tay gã Vương Học Hải ở sau giờ trò phá dối cũng phải nhờ tới văn phó thủ tướng ra mặt, thái bộ trưởng mới chịu giàn hòa đó. Đỗ Thiên Giã lại nói, gã vương học hải này cũng có bối cảnh nhất định, nhưng mà hắn làm chuyện này có mục đích gì vậy? Đối với hắn có điểm nào tốt? Có thể là vì công nhân ở công trường thi công khu đất của cửa hàng bách hóa dệt Đông Giang Đình Công không làm nữa, bởi vậy hắn liền ghi hận cố bí thư, rồi tìm cách trả thù. Đỗ Thiên Giã lắc lắc đầu nhỏ giọng nói, lý do quá gượng ép nếu chiếu theo lời ngươi nói thì chuyện này là do vương học hải bày ra ý định của hắn chính là để hai nhà cố gia và thái gia đấu đá lẫn nhau nhưng lại để bại lộ âm mưu nhưng theo hiểu biết của ta thì vương học hải là một lão cáo già cực kỳ không ngoan xảo quyệt thử hỏi sao hắn có thể phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy được nếu sự tình bại lộ cố bí thư thái bộ trưởng có tha mạng hắn hay không đừng nói là ở bình hải cho dù là ở bắc kinh về sau hắn cũng chẳng còn chỗ dung thân ta cũng không biết vì sao hắn lại làm như vậy, nhưng ta khẳng định, nhất định chuyện này có liên quan đến hắn. Đỗ Thiên Giã trầm ngâm một lúc rồi lại chuyển đề tài sang chuyện khác, ta còn nghe nói lúc ngươi ở Bắc Kinh từng xảy ra xung đột với bát quái môn. Thân là một gã cán bộ nhà nước, vậy mà động một cái liền thượng cẳng tay hạ cẳng chân, thử hỏi người ta sẽ đánh giá ngươi ra sao đây? Chẳng phải khiến người ta chê cười lắm sao? Có gì mà chê với chẳng cười, ta là một người rõ ràng, người không phạm ta, ta cũng không phạm người. Tất cả đều do bọn người bắt quái môn khi dễ ta trước. Thử hỏi ta lại phải nhẫn nhịn làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra hay sao? Đỗ Thiên Giá cũng thừa biết tính tình thằng nhãi này nên biết rằng có nói thế chứ nói nữa cũng vô dụng. Nghĩ vậy hắn không khỏi thở dài một tiếng. Làm người thì nên biết khiêm tốn một chút. Lại có người gửi đơn tố cáo ngươi, nói rằng ngươi dùng thủ đoạn bất chính để mua chuộc phiếu bầu ta cũng chẳng hiểu nổi đến tột cùng là ngươi đã chọc vào bao nhiêu cái phiền toái nữa. Trương Dương hơi nhíu nhíu mày lại một chút, nếu không muốn bị người ta tố cáo, không muốn bị người ta đàm tiếu thì đừng làm việc xấu. Nhưng ta không làm cái gì xấu, cũng chẳng thẹn với lương tâm mình, cây ngay không sợ chết đứng. Nghiêm phó thị trưởng đề nghị ngươi lên làm chủ nhiệm ban cải cách, nhưng ta đã phủ quyết chuyện này rồi. Trương Dương hơi ngẩn người một lúc, vội vàng hỏi ngược lại, vì sao? Tuy rằng danh phận của Trương Dương vẫn chủ là phó chủ nhiệm, nhưng thực quyền lại chẳng khác gì chủ nhiệm thực sự, bất quá nếu có danh phận chính thức thì vẫn là chuyện tốt. Đỗ Thiên Giã trầm giọng giải thích cho Trương Dương biết, các báo cáo gần đây không có lợi cho ngươi, hơn nữa lại có nhiều đơn tố cáo ngươi gửi lên tỉnh. Tuy rằng trong ủy ban thường vụ thị ủy có nhiều người đánh giá cao ngươi, nhưng số còn lại lại không đồng ý với ý kiến của nghiêm phó thị trường. Trương Dương cười nhạt khoát tay nói, không sao, dù sao cũng chỉ có mình ta ở cái ban cải cách thôi ít lâu nữa phó chủ nhiệm ban tài chính mã hoa thành sẽ được tuyên truyền đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ban cải cách của ngươi ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý đi trương dương nghe mà không khỏi giật mình sửng sốt thật không thể ngờ được đột nhiên đỗ thiên giã lại điều một người tới làm cấp trên của mình nhất thời trương dương không biết đỗ thiên giã đang suy tính điều gì nữa hai mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào đỗ thiên giã Đỗ Thiên Giã làm như chẳng hề để ý thấy ánh mắt bất thiện của Trương Dương, hắn lẳng lặng nâng chén rượu của mình lên cụm chén của Trương Dương một cái rồi ngửa cổ uống cạn chén rượu. Xong vẫn thấy Trương Dương nhìn chằm chặp mình không nhúc nhích chút nào, Đỗ Thiên Giã không khỏi mỉm cười nói, điều này cũng không phải là chủ ý của một mình ta. Nếu như ban cải cách có một đồng chí công tác lâu năm tỏa trấn giúp ngươi, thì về sau hắn cũng có thể san sẻ một phần trách nhiệm cho ngươi, lúc đó ngươi càng có thể thả lỏng tay chân làm được nhiều việc hơn. Trương Dương vẫn ra chiều khó chịu trầm giọng nói, ban cải cách vẫn là do một tay ta thành lập ra. Ta biết, nhưng ban cải cách cũng không phải của một mình ngươi. Chỉ là một cái danh phận mà thôi, có cần phải quan trọng như vậy không? Ta không để ý danh phận là cái gì cả, ta chỉ sợ hắn không làm được mà thôi. giọng điệu của Trương Dương giờ đã tràn ngập sự bất mãn, thật không ngờ Đỗ Thiên dã ngươi lại khao đao với cả người một nhà. Những lời này Trương Dương chỉ nghĩ thầm trong lòng chỉ thiếu chút nữa thôi không nhịn được bột miệng nói thẳng ra. Đỗ Thiên Giá cười nhẹ nói, "Việc gì ngươi phải nói mấy câu dọa người như vậy? Thực ra từ đầu Mã Hoa Thành đã được chọn làm chủ nhiệm ban cải cách, còn ngươi vẫn chỉ là phó chủ nhiệm mà thôi. Căn bản cũng do sức khỏe hắn không được tốt nên mới chưa tới ban cải cách nhận công tác mới mà thôi. Hắn tới đây, chẳng phải hắn sẽ cai quản cả ban cải cách hay sao?" Đỗ Thiên Giã nghe Trương Dương nói vậy nhịn không được ha hà cười lớn. Trước kia tuy ngươi chỉ là phó chủ nhiệm ban đầu tư và phát triển huyện Sương Dương, nhưng lúc đó ai mới là người cai quản cả ban đầu tư và phát triển? Ban cải cách là do một tay ngươi lập ra, nhân viên từng người cũng đều là do ngươi tuyển về. Ta không tin mã chủ nhiệm đến nhà của ngươi mà lại không thèm tôn trọng ý kiến của ngươi. Nói xong hắn lại bổ sung thêm một câu, mà mã chủ nhiệm sang nam cũng phải về hưu rồi. Trương Dương nghiến răng căm giận phản ứng lại, bởi vậy nên ngươi mới để hắn nhận lương hưu ở chỗ của ta à? Người vẫn còn là phó chủ nhiệm ban đầu tư và phát triển Giang Thành nữa đó, không thể chỉ biết mỗi việc của ban cải cách mà bỏ mặc không quan tâm gì đến ban đầu tư và phát triển được. Trương Dương không nhịn được nữa nghiêm mặt lại hỏi thẳng, "Đỗ bí thư, đầu óc ta hơi chậm chạp, có gì thì ngài cứ nói thẳng ra đi, rốt cuộc là ngài muốn ta làm gì?" Có người tố cáo Đồng Hồng Ngọc có vấn đề hiện giờ đang tiến hành điều tra lấy bằng chứng. Người cứ chuẩn bị trước đi, bất kể lúc nào cũng sẽ tiếp nhận ban đầu tư và phát triển. Mãi tới tận lúc này Trương Dương mới hiểu ra được dụng ý thực sự của Đỗ Thiên Giã, hóa ra là chuyện tốt ga. À. Ban đầu tư và phát triển là trực thuộc cục tài chính, cũng là một nơi khá béo bở. Mà ban cải cách lại mới được Trương Dương lập ra, mặc dù Trương Dương cũng cố sức rất nhiều đem ban cải cách khởi sắc lên rất nhiều, nhưng cũng không thể so sánh được với ban đầu tư và phát triển được. Một cái thì mới được lập ra, một cái thì tồn tại từ lâu, một cái thì làm việc độc lập, một cái thì lại được cuộc tài chính hỗ trợ sau lưng. Chỉ cần nghe vậy thôi cũng đã biết chỗ nào ngon hơn. Nghe Đỗ Thiên Giã nói thì Đồng Hồng Ngọc đang gặp phiền toái, nếu chẳng may nàng ta không tránh khỏi kiếp nạn này mà bị rơi đài, như vậy cái vị trí chủ nhiệm ban đầu tư và phát triển sẽ bỏ ngỏ sao? Mà còn ai trong ban có tư cách ngồi lên cái ghế đó hơn mình được nữa? Càng nghĩ Trương Dương càng khó giấu nổi nét vui mừng ra mặt quả nhiên vẫn là bằng hữu tốt, hắn vẫn nghĩ đến chiếu cố mình. Đỗ Thiên Giã lại nói, tạm thời ngươi không cần để lộ chuyện này ra, cứ lo ổn định ban cải cách trước đi đã. Mã Hoa Thành cũng là một đồng chí cán bộ lâu năm, phương diện kinh nghiệm công tác cũng khá phong phú, có nhiều điểm ngươi cũng nên học từ hắn. Mà người trong cùng một ban, ngươi cũng nên phối hợp với người ta cho tốt, đừng làm chuyện gì quá phận. Trương Dương Tủm tỉm cười nói, ngươi yên tâm, mấy bài học chính trị kiểu này ta vẫn rèn luyện suốt mà. Đỗ Thiên Giã nghe vậy trong lòng không khỏi thầm mắng một câu. Vừa nghe bị sắp người ta đè đầu cưới cổ thì tức giận ra mặt, còn được thăng chức liền tươi cười hớn hở cười hì hì lấy lòng, người còn cần phải rèn luyện bản lĩnh chính trị nhiều. Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một gã chủ nhiệm, cả ban cải cách từ trên xuống dưới đều chẳng hiểu mô tê chuyện gì xảy ra. Chu Hiểu Vân tuổi đời vẫn còn khá trẻ nên không kìm được sự kích động trong lòng lại, lúc nghe được tin này liền trực tiếp cầm đầu cùng mấy người khác tới thẳng phòng làm việc của phó chủ nhiệm cũng là trương dương kháng nghị chu hiểu vân nói trương chủ nhiệm thị ủy làm vậy cũng thật hơi quá đáng nói gì thì nói ban cải cách này cũng là do một tay ngài lập ra ngài cũng là người đổ tâm huyết vào đây nhiều nhất bởi thế ban cải cách chúng ta mới được khởi sắc như ngày hôm nay vậy mà lãnh đạo lại mang ban cải cách giao cho người khác chúng tôi không phục chúng tôi phải tìm nghiêm phó thị trưởng kháng nghị Trương Dương ngẩng đầu mỉm cười hỏi lại, để làm gì? Mà có gì phải kháng nghị chứ? Ban cải cách của chúng ta cũng thuộc thị ủy, là một phần của chính phủ, cũng không phải của một cá nhân nào cả. Là một cán bộ nhà nước thì phải biết tận lực hoàn thành tốt công tác của mình, chứ không phải vì tranh đoạt danh lợi. Tâm tình của các người ta có thể hiểu được, nhưng làm việc gì cũng không được để ánh mắt hạn hẹp che mờ, không được tự tư tự lợi, chỉ vì bản thân mình mà phải có cái nhìn đại cục. Càng ngày Trương Dương càng thấy mấy từ cái nhìn đại cục này cực kỳ dễ dùng, bất kỳ chuyện gì cũng có thể lấy mấy từ này ra gán ghép vào được, mà hiệu quả mang lại đều rõ ràng như nhau cả. Quả nhiên, lúc nghe được mấy lời này của Trương Dương, cả đám cấp dưới đều cảm động đến rưng rưng nước mắt. Đồng dạng như Chu Hiểu Vân, lúc nhận được chỉ thị từ cấp trên điều xuống làm chủ nhiệm ban cải cách, hắn cũng tỏ ra rất đỗi ngạc nhiên, thực lòng không nghĩ rằng sẽ bị chuyển đến chỗ này tiểu tử Trương Dương kia là người như thế nào chứ? Chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn biến một cái phòng ban cải cách còn con mới được thành lập, trở thành một tiêu điểm trong công cuộc cải cách các nhà máy xí nghiệp toàn thành phố Giang Thành, từng đó cũng đủ chứng minh năng lực xuất chúng của tiểu tử này. Mã Văn Hoa cũng biết mình chỉ còn nửa năm nữa là phải về hưu, nên hắn cũng chẳng việc gì phải tranh công đoạt lợi với người trẻ tuổi làm gì. Hơn nữa với những tầng quan hệ cùng bối cảnh sau lưng của tiểu tử Trương Dương kia, Mã Văn Hoa tự nhủ rằng mình cũng không có tư cách đấu với người ta. Mã Hoa Thành là người hiểu khá rõ địa vị của mình ở đâu, nhưng cấp trên đã có lệnh nên hắn không thể không nghe theo. Ta đến ban cải cách của các ngươi chỉ là chạm dừng chân cuối cùng trước khi về hưu mà thôi, các ngươi cũng đừng làm gì không phải a. À. Mã Hoa Thành đến còn mang một tin tức nữa, để thưởng công cho những công lao gần đây của ban cải cách. Thị ủy chính thức có quyết định cấp cho ban cải cách văn phòng làm việc mới. Mã Hoa Thành mỉm cười nói, ban cải cách của chúng ta cũng mới được thành lập, tuổi mọi người cũng đều chưa vượt quá 25, tuổi trẻ năng động, tràn ngập sức sống, vậy mà lão già như ta lại được điều tới liền kéo tuổi trung bình của ban ta lên hơn 30, thực xấu hổ a. À. Những lời mở đầu này của Mã Hoa Thành khiến tất cả mọi người trong cuộc họp nội bộ ban cải cách đều nở nụ cười, thật không ngờ lão đồng chí trông vậy mà vẫn còn hài hước quá ha. Trương Dương tùm tỉm cười nói, cũng chính vì thừa năng lượng nên mới bốc đồng sốc nổi, từ giờ trở đi có người giàu kinh nghiệm như mã chủ nhiệm, ban cải cách chúng ta mới ổn định phát triển được. Mã Hoa Thành khoát tay cười nói, ta là người thẳng tính, nghĩ gì trong lòng đều nói thẳng ra. Ban cải cách được lập ra cùng thành tích trước giờ đều là của tất cả mọi người, chứ ta không hề có chút công lao gì ở đây cả, cái này là do cấp trên phân công ta tới đây nên ta không thể không nghe theo. Tuổi ta cũng đã lớn, về mặt tư duy khẳng định không phong phú như mấy người trẻ tuổi các ngươi, mà già rồi cũng khó thích ứng nổi tốc độ nhanh như thời cải cách mở cửa hiện nay, cho nên về sau ở ban cải cách chúng ta, ta chỉ đảm nhiệm những vấn đề về công tác đảng, còn về phần trực tiếp tiến hành chỉ đạo cải cách các nhà máy xí nghiệp vẫn sẽ do Trương phó chủ nhiệm dẫn dắt mọi người. Kế hoạch trước kia thế nào thì mọi người cứ nên làm như vậy đi, ta chưa nắm rõ nên không có ý kiến gì. Những lời này của Mã Hoa Thành cũng đã thể hiện đầy đủ thái độ của hắn. Hắn biết mình chỉ là người ngoài, nên muốn thực sự hòa nhập vào ban cải cách, nếu muốn được mọi người công nhận một gã cấp trên đột nhiên từ trên trời rơi xuống thì trước tiên phải xoa dịu nỗi bất mãn của bọn họ. Bởi vậy ngay trong buổi họp đầu tiên hắn đã nói thẳng cho mọi người biết, hắn tới là do cấp trên điều xuống, hơn nữa cũng chỉ làm công tác về vấn đề đảng ủy mà thôi, gần như không can dự gì vào nội bộ ban cải cách các ngươi, nên các ngươi cũng đừng ôm địch ý với ta làm gì, ta căn bản không muốn tranh giành gì với ai mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay hoan hô trương đại quan nhân thì tươi cười rạng rỡ ra mặt không ngờ lão già mã hoa thành cũng là người biết lý lẽ ngay từ ấn tượng ban đầu trương dương liền có hảo cảm với mã hoa thành hay là tối nay ban cải cách chúng ta tổ chức liên hoan hoan nghênh mã chủ nhiệm gia nhập ngôi nhà nhỏ này của chúng ta mọi người lại càng vỗ tay một chàng to lớn hơn nữa chu hiểu vân tùng tìm chen miệng vào trước trương phó chủ nhiệm vậy chúng ta đến chỗ nào liên hoan vậy Trương Dương không cần suy nghĩ liền nói ngay ra miệng, tới kim mãn đường đi, kêu Tô Cường giữ một phòng tốt cho chúng ta. Sau khi tan họp, Mã Hoa Thành cùng Trương Dương sóng vai cùng ra khỏi phòng họp. Mã Hoa Thành mỉm cười nói, tiểu trương, hay là buổi liên hoan tối nay ta không tới nữa, mấy người trẻ các ngươi cứ ăn uống vui vẻ đi, thêm lão già như ta chỉ tổ mất vui mà thôi. Ngài nói vậy sao được, ngài là khách mời danh dự buổi tiệc tối nay mà, nói gì thì nói ngài cũng phải đến đó a. À? Trương Dương đã nói thế Mã Hoa Thành đành gật gật đầu nhận lời, vấn đề công tác về sau của ban cải cách, cậu vẫn cứ làm chủ đi, hai người hai ý kiến không tốt cho lắm. Trương Dương nghe vậy liền vội vàng lắc đầu ngầy ngậy, Mã chủ nhiệm, ngài mới là lãnh đạo a. Mọi chuyện phải theo ý ngài mới phải chứ. Chúng ta cứ nên phân công công tác rõ ràng đi, ta lo liệu xử lý công tác đảng, còn cậu vẫn chủ trì những vấn đề khác của ban cải cách như cũ. Nói gì ta cũng lớn tuổi rồi chỉ riêng mỗi việc công tác đảng thôi cũng đã thấy ăn không tiêu rồi, cậu còn trẻ, sức lực tràn trề, cũng nên gánh vác hộ ta một chút mới phải chứ. Trương Dương mỉm cười gật gật đầu nhận lời, phóng nhãn khắp ban cải cách Giang Thành, kể cả ban cải cách ở khu kinh tế mở rộng tổng cộng cũng chỉ có 6 người là đảng viên, Mã Hoa Thành lo liệu xử lý công tác đảng coi bộ nhẹ nhàng chán. Vốn dĩ hắn cũng không muốn tham gia vào công tác của ban cải cách nên trực tiếp nhận nhiệm vụ làm công tác bí thư đảng ủy, rồi cứ thế yên yên ổn ổn an phận đến lúc về hưu trương dương trở lại văn phòng vừa ngồi xuống ghế thì bành quân tường liền tìm tới hắn tới là để báo cho trương dương biết khách sạn thủy thượng nhân gian đã tu sửa trang hoàng lại đâu vào đấy bất kể lúc nào cũng có thể khai trương mở cửa đón khách trương dương hỏi lại đã xem qua ngày lành tháng tốt chưa bành quân trường nhẹ lắc lắc đầu vốn dĩ cũng định vào cuối tuần nhưng Kiều Mộng viện lại khai trương khách sạn Đế Hào Thịnh Thế mới cũng vào đúng ngày đó cho nên ta mới nghĩ nên đổi ngày khác. Trương Dương cười nhạt một tiếng, việc gì phải đổi ngày? Ai nói bọn họ khai trương thì các ngươi không được khai trương. Bành Quân Trường nghe vậy không khỏi cười khổ phân trần, hai chỗ cùng khai trương một ngày như vậy chẳng phải là cố ý nhắm vào người ta hay sao? Nàng ta nghĩ thế nào thì kệ nàng ta, ai quy định chỉ mình nàng ta mới được tổ chức vào ngày đó. Cứ theo lời ta mà làm người cũng khai trương vào đúng ngày đó cho ta đến lúc đó ta tìm mấy gã lãnh đạo mấy nhà máy xí nghiệp lớn tới cổ vũ nâng cao uy tín cho ngươi nhưng mà nhưng cái gì mà nhưng việc gì phải lo cho dù có khai trương khác ngày đi chăng nữa về sau cũng không tránh được cạnh tranh lẫn nhau thà rằng khai trương cùng ngày cạnh tranh nhau ngay từ ngày đầu tiên để xem rốt cuộc hai nhà nhà ai náo nhiệt hơn buôn bán làm ăn tốt hơn hiện giờ bành quân tường mới nhận ra Trương Dương đã có sẵn chủ ý muốn đối chọi lại Kiều Mộng viện. Thực ra Trương Dương cũng chẳng phải có thành kiến gì với Kiều Mộng viện cả, mà người hắn thấy khó chịu lại chính là Hứa Gia Dũng, vị hôn thê của nàng ta. Trương Dương vẫn luôn cho rằng nàng ta tự dưng lại chọn đầu tư vào Giang Thành là do Hứa Gia Dũng ở đằng sau giật dây, bởi vậy Trương Dương cũng muốn thông qua việc này nói thẳng cho Hứa Gia Dũng biết, đừng tưởng rằng ngươi có thể dựa vào Kiều gia thì muốn làm gì thì làm, Giang Thành không phải là nơi ngươi khoa chân múa tay không coi ai ra gì. Cố Giai Đồng là cổ đông lớn nhất của khách sạn Thủy Thượng Nhân Gian, nếu muốn khai trương khách sạn thì hiển nhiên cũng phải phông qua ý kiến của nàng. Trương Dương gọi điện cho Cố Giai Đồng hỏi xem ý kiến của nàng thế nào, nhưng do Cố Giai Đồng vẫn ở trên Bắc Kinh lại còn bận chạy ngược xuôi chuẩn bị thật tốt cho phiên tòa của em trai nên nàng không còn tâm trí xử lý việc khác, nàng chỉ kêu Trương Dương thích làm gì thì làm, bàn qua với bành quân tường một chút là được. Sau khi hết giờ làm, Trương Dương lại chạy tới bệnh viện nhân dân số 1 thăm Điền Bân tiện thể mang cho hắn ít thuốc trị thương. Điền Bân tuổi vẫn còn trẻ, sức khỏe dồi dào nên thương thế khôi phục lại rất nhanh, chỉ có điều vết thương ở xương cột sống hơi phức tạp một chút nên vẫn chưa đi lại được. Lúc tới phòng bệnh, Trương Dương liền thấy Điền Bân đang nói chuyện cùng Vinh Bằng Phi. Thấy Trương Dương đến Vinh Bằng Phi liền mỉm cười vẫy vẫy tay gọi Trương Dương đấy à. Mau mau vào đây. Trương Dương cười tủm tỉm gật gật đầu đi tới, đem túi thuốc trị thương đặt ở bàn cạnh đầu giường rồi đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt hỏi lại, điền phó phòng không có ở đây sao? Ta kêu cha ta về nghỉ ngơi trước rồi, mấy ngày nay người vẫn ở đây suốt, trông có vẻ mệt mỏi lắm. Trương Dương lại nói, vậy chẳng phải ngươi không có người sao? Ta nói vinh cục trưởng ngài, sao ngài lại đãi ngộ với công thần lớn nhất cục công an các ngài tệ bạc như vậy? Sao không phái hai vị nữ công an xinh đẹp đến đây chăm sóc người anh hùng của chúng ta chứ? Vinh bằng phi ha hả cười lớn nói, ngươi tưởng rằng ai cũng giống ngươi hả? À? Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện này. Điền Bân nghe mà nhịn không được phải nở nụ cười. Nhưng Vinh bằng phi vừa dứt lời thì đúng lúc bên ngoài có một nữ cảnh sát xinh đẹp đi vào. Nàng tên Trình Quyên thuộc ban tuyên truyền cục công an Giang Thành, mà hai ngày nay nàng vẫn tới đây suốt, chủ yếu là viết bài khen ngợi chiến công của Điền Bân. Trình Quyên thấy Vinh bằng phi ở đây nên có phần mất tự nhiên nhỏ giọng chào, "Vinh cục trưởng cũng ở đây à?" Vinh bằng phi đứng dậy quay lại mỉm cười nói, "Ta cũng có việc, sắp phải đi rồi." Tiểu Trình tới thật đúng lúc, Điền Bân đang không có người chăm sóc, có gì nhờ cô chiếu cố hắn một chút. Trình Quyên gật gật đầu đồng ý, nàng nhẹ giọng nói, "Vinh cục trưởng cứ yên tâm." Trương Dương cũng nhận ra vẻ mặt Điền Bân cũng có chút ngượng ngùng nên trong lòng không khỏi tự phục bản thân mình, nói một cái liền trúng phóc đương nhiên trương dương cũng chẳng mặt dày đến nỗi ngồi lì ở đây làm kỳ đà cản mũi nên cũng đứng dậy tủm tỉm cười nói đúng rồi ta còn phải về họp nữa hai người vừa đi ra khỏi phòng bệnh vinh bằng phi liền nở nụ cười nhẹ hắn thấp giọng nói ta cũng chẳng cần phải mất công sắp xếp tựa hồ hai người bọn họ cũng có để ý nhau rồi thì phải trương dương mỉm cười nói chuyện tốt mà trông cô cảnh sát kia cũng xinh đẹp lắm a à. Người nói vậy là có ý gì lại định cho vào đội ngũ oanh oanh yến yến của ngươi sao? Ta nói Vinh cục trưởng ngài là một người cảnh sát gương mẫu, không nên nhận xét về tôi như kẻ hư hỏng như vậy chứ. Làm như tôi là kẻ sắc lang, cứ nhìn thấy nữ giới là có hứng thú không bằng. Vinh bằng phi chỉ tủm tỉm cười không nói gì, đột nhiên lại để ý thấy phía trước có một người phụ nữ vừa từ phòng bệnh đi ra. Nàng ta để tóc ngắn, mặc áo khoác mỏng màu xanh, quần bò đen, đi giày thể thao cũng màu đen người phụ nữ kia vừa thấy Vinh Bằng Phi liền nở nụ cười tươi đi tới bên này. Vậy mà Trương Dương lại phản ứng trước cả Vinh Bằng Phi, giơ tay ra chào hỏi trước, cảnh sát từ, cô tới Giang Thành lúc nào vậy? Tìm tôi sao? Hóa ra cô nàng kia là nữ cảnh sát Hồng Kông tên từ Mỹ Ni. Đương nhiên từ Mỹ Ni cũng không ngờ Trương Dương cũng xuất hiện ở đây, nhưng nàng vẫn mỉm cười cùng vươn tay ra bắt tay với Trương Dương. Vinh Bằng Phi còn cảm thấy ngạc nhiên hơn cả từ Mỹ Ni, hai người các ngươi quen nhau từ trước à. Tỷ Mỹ Ni cười cười nói, cũng do Trương Tiên sinh ở Hồng Kông biểu hiện thực uy phong lẫm liệt a. À. Vinh Bằng Phi nghe vậy nhịn không được quay sang liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, không phải là hắn lại phạm tội gì ở Hồng Kông rồi bị cô bắt được đó chứ. Trương Dương tủm tỉm cười không nói gì, quả thực lúc ở Hồng Kông Trương Dương cũng dính vào một số chuyện, nhưng người gây chuyện lại là Quách Trí Cường chứ không phải hắn. Nghĩ đến đây Trương Dương lại nhớ tới Quách Trí Cường có tình ý với cô nàng từ Mỹ Ni này, không biết lần này từ Mỹ Ni tới Giang Thành là có vấn đề gì với hắn ta hay không? Trương Dương hơi nheo nheo mắt nhìn từ Mỹ Ni rồi nhoẻn miệng cười nhỏ giọng hỏi, không biết cảnh sát từ tới Giang Thành là vì chuyện công hay là việc riêng? Là chuyện công, tên sát thủ mà đồng đắc trí thuê là người Hồng Kông, lần này cảnh sát từ tới đây là để hiệp trợ bọn ta cùng điều tra phá án. Vinh Bằng Phi thay lời từ Mỹ Ni giải thích mục đích nàng ta đến đây cho Trương Dương biết. Nghe vậy Trương Dương mới hiểu ra, hóa ra nàng ta tới Giang Thành là vì chuyện công. Từ Mỹ Ni lại nói, gã phạm nhân cũng khá cứng đầu, không khai ra được nhiều thứ cho lắm, nhưng bên phía bọn ta đã tiến hành điều tra trên diện rộng, nhanh chóng tìm ra bằng được tổ chức sát thủ đằng sau của hắn. Vinh Bằng Phi nói, được rồi, tới cục rồi nói sau. Ba người cùng nhau đi xuống lầu, từ Mỹ Ni thì đi cùng xe với Vinh Bằng Phi, còn Trương Dương thì cáo biệt rồi đến chỗ đẻ xe Jeep của mình. Vừa vào xe Trương Dương liền lấy di động ra bấm số gọi cho Quách Trí Cương. Quách Chí Cường vẫn đang học tập ở Học viện Quân sự, nghe Trương Dương báo từ Mỹ Ni đã tới Giang Thành liền mừng rỡ ra mặt thật vậy à. Ta cũng định Giáng sinh này tới Hồng Kông tìm nàng ta đó. Ngươi không gạt ta đó chứ. Trương Dương nghe hắn nói vậy không khỏi cảm thấy tức lộn cả ruột, tiểu tử hà ngươi có đầu óc không vậy ta lừa ngươi làm gì, hơn nữa ta là cán bộ nhà nước, lại là một người chính nghĩa lẫm liệt mà phải đi lừa ngươi hay sao? Mà ngươi nói vậy khiến ta đột nhiên lại nhận ra, cô nàng từ Mỹ Ni này trông cũng xinh xắn lắm a. À. Ngươi nói vậy là có ý gì? Quách Chí cường nhất thời thấy cảnh giác hơn, ta nói tiểu tử trương dương nhà ngươi, ngươi chưa có chủ ý gì với nàng ta đó, từ Mỹ Ni là của ta à nha. Nếu ngươi dám có chủ ý gì, dù chỉ là ý nghĩ trong đầu thôi, quan hệ bằng hữu giữa ta và ngươi liền tuyệt giao. Trước giờ ta với ngươi có quan hệ bằng hữu lúc nào? Mà ngươi cũng không phải không biết con người ta, ta là một kẻ trọng sắc khinh bạn đó. À còn nữa, chắc ta cũng không cần phải xin phép ngươi tối nay ăn cơm cùng nàng ta nhỉ. Ta cấm ngươi, quách chí cường còn chưa dứt lời thì Trương Dương đã ngắt điện thoại cái phụt. Càng nghĩ đến vẻ mặt nhăn nhó khó chịu như dưới mông có lửa của quách chí cường, Trương Dương nhịn không được phải nở nụ cười đầy xấu xa. Quả nhiên Trương Dương đoán không sai, chỉ mấy giờ sau Quách Trí Cường liền vội vàng chạy tới Giang Thành, để tiết kiệm thời gian hắn còn đáp hẳn máy bay đến. Vừa xuống máy bay cái hắn liền gọi điện cho Trương Dương, vừa nói vừa thở hồng hộc, tiểu tử nhà ngươi chơi được lắm a, à, từ Mỹ Ni là của ta, đừng có hỏng tranh với ta. Lúc Trương Dương nhận được điện, biết thừa Quách Trí Cường sẽ nói gì nên giả đò không nghe rõ rồi mở loa ngoài lên, từ Mỹ Ni cũng ngồi trong xe Jeep của Trương Dương sao lại không nghe đầy đủ mấy lời vừa rồi của Quách Trí Cường cơ chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của nàng không khỏi đỏ ửng lên vì xấu hổ, người nói nhân cuội gì đó. Quách Trí Cường vừa nghe thấy giọng của từ Mỹ Ni liền giật mình sửng sốt, giờ hắn mới nhận ra là bị tiểu tử Trương Dương kia chơi một vố đau. Hắn ho khan hai tiếng vội vàng chữa lại, cô đừng hiểu lầm a, à. Tôi chỉ nói là, là mời từ tiểu thư làm khách tối nay dùng cơm mà thôi. Trương Dương nhịn không được ha hả cười lớn Kim Mãn Đường nhé, ta đã đặt bàn trước rồi, tốt nhất là ngươi nên cầm đủ tiền theo không lại phải để người ở lại đó a. Quách Chí cường lớn tiếng quát lại vào điện thoại, ta chưa bao giờ tiếc gì với bằng hữu cả. Trương Dương toàn chọn Kim Mãn Đường cũng vì hôm nay ban cải cách mở tiệc liên hoan chào mừng mã chủ nhiệm tới nhậm chức. Trương Dương làm chủ mời từ Mỹ đi ăn cơm cũng là vì muốn tạo cơ hội cho gã Quách Chí cường kia, hơn nữa còn gọi tới thêm mấy người tới nữa có khương lượng, đỗ vũ phong, biết lương thành long chưa rời giang thành nên kêu hắn cùng lâm thanh hồng tới luôn cho vui. đặc biệt còn cả hồ như yên cùng tô tiểu hồng cũng tới. bàn tiệc của ban cải cách thì chỉ hơn một tiếng là kết thúc. dù sao cũng toàn đám thanh niên trẻ tuổi không có tiếng nói chung với mã hoa thành nên hai bên cũng khó bắt chuyện. bữa tiệc này mang tính hình thức là chủ yếu. mã hoa thành cũng nhận ra mọi người trong ban cải cách không tỏ ra khách khí với hắn như vậy về sau mọi người sẽ hòa thuận làm việc với nhau cũng dễ dàng hơn. Xong bên này, Trương Dương lại sang phòng ngay bên cạnh tham dự buổi tiệc khác. Từ Mỹ Ni đang cùng Khương Lượng, Tần Bạch thảo luận một chút về tình tiết vụ án. Mà Trương Dương vừa bước qua ngưỡng cửa, Quách Trí Cường liền tới ngay sau lưng. Sở dĩ hắn tới muộn như vậy căn bản là lúc xuống máy bay gọi đi Nhi cho Trương Dương xong. Hắn cũng không trực tiếp chạy tới đây ngay mà lại tại qua nhà tắm rửa trải chút đầu tóc lại một chút, cùng thay bộ quần áo mới, dù sao bộ quân phục cũng hơi bắt mắt mà đi ăn tiệc ai lại mặc đồ đó bao giờ chuẩn bị xong xuôi đâu đó hắn mới mượn xe của anh trai quách trí hàng rồi mới tới kim mãn đường như đã hẹn mà nói không phải khen chứ quách trí cường cũng thuộc dạng đẹp trai có tiếng lại rất biết cách ăn mặc hôm nay hắn mặc một chiếc áo da đen bên ngoài bên trong là chiếc áo len cao cổ mỏng quần kaki đen kết hợp với đôi giày đen bóng trông cực kỳ phong độ hắn vừa vào đến cửa ánh mắt liền tập trung hết lên người từ mỹ ni Hắn mỉm cười đi tới chào hỏi, "Từ tiểu thư tới sớm vậy a?" À? Từ Mỹ Ni thấy Quách trí Cường tới có phần ngạc nhiên hỏi lại, "Không phải ngươi đang học ở Bắc Kinh sao?" Trương Dương nhịn không được ha hả cười lớn, thì hắn vừa nghe Từ tiểu thư tới Giang Thành Vây là liền vội vội vàng vàng đáp may bay đến thẳng đây đó. Cả đám người nghe vậy liền cười ầm cả lên, Lâm Thanh Hồng cùng Hồ Như Yến không khỏi hơi nhíu mày mắng nhẹ, da mặt dày như tường thành. Tô Tiểu Hồng trải qua không ít chuyện này nên cũng quá quen rồi. Nàng cười nói: "Trương chủ nhiệm, người nói chuyện cũng nên giữ ý tứ một chút. Dù sao người ta cũng là khách quý từ Hồng Kông tới đó ha. À. Quách Chí Cường hơi nhăn mày tựa như có phần bất mãn với Trương Dương nhịn không được phải nói lại một câu: "Trương Dương a, à, là một cán bộ nhà nước, người cũng nên nâng cao phẩm chất một chút đi, toàn nói những lời thô tục." Vẻ mặt Trương Dương trở nên nham hiểm độc ác liếc nhìn Quách Chí Cường, trong lòng thầm mắng tiểu tử vô ơn nhà ngươi, ta đã có lòng giúp ngươi mà ngươi còn nói ta được lắm vậy thì không còn bạn bè gì nữa đừng trách sao ta lại bôi xấu ngươi cứ chờ đó lương thành long lại còn đế vào thêm một câu tiểu tử trương dương này cái gì cũng tốt chỉ có mỗi cái ăn nói có chút thô tục có lúc thì nổi điên lên đánh người mà thôi trương dương cười nhạt một tiếng phản bác lại trước khi nói người thì nên nhìn lại mình trước có mà đầu óc các người có vấn đề thì có nói ta thô tục thấp kém thực ra là các ngươi thô tục thấp kém trước thì mới nhận ra được điều đó ở ta Khương Lượng xua tay can ngăn, thôi nào, không nói đến chuyện thô tục thấp kém đó nữa. Chẳng phải hôm nay chúng ta ở đây là để chào đón nữ cảnh sát xinh đẹp từ Hồng Kông tới sao? Mọi người ở đây đều tỏ ra cực kỳ hưởng ứng với câu nói của Khương Lượng, rồi cùng nâng chén của mình lên. Từ Mỹ Ni cũng bị lây nhiễm bởi sự nhiệt tình của mọi người, nàng nhẹ giọng nói cảm ơn mọi người đã quan tâm, bao giờ mọi người tới Hồng Kông chơi, nhất định tôi sẽ tiếp đón cẩn thận. Trương Dương mỉm cười nói thêm vào, vậy thì cô cứ chiêu đãi thật tốt quách trí cường trước đi. Lại cho hắn được thưởng thức ánh trăm đêm của Hồng Kông trong văn phòng cục công an với cái cổng trên tay. Trương Dương vừa dứt lời xong mọi người lại cười ầm cả lên. Quách trí cường có chút xấu hổ ho khan một tiếng chữa lời, hai bên chỉ là hiểu nhầm một chút mà thôi. Ai mà chẳng có lúc này nọ phải không, nhưng cũng nhờ trải qua những lần vấp ngã con người ta mới trưởng thành, học hỏi được nhiều hơn. Trương Dương cũng thấy bất ngờ, không ngờ tiểu tử Quách Trí Cường cũng có chút bản lĩnh, mới đó liền chữa ngay được. Trương Dương lại thấp giọng nói thêm, ta không cần biết đồng chí Quách của chúng ta trưởng thành được phân nào hay học hỏi được điều hay lẽ phải gì, mà ta chỉ biết bữa cơm tối nay là của đồng chí Quách mời mọi người đó a. À. Từ Mỹ Ni mỉm cười nói, lúc ở bên Hồng Kông là tôi đã không phải mạo phạm hai vị, đến giờ vẫn còn chưa xin lỗi hai người đó. Quách Chí Cường vội vàng mỉm cười nói, không cần khách khí như vậy đâu, mà lại nói tiếp nếu như lần đó không có từ tiểu thư giúp chỉ sợ đã bị bại lộ từ lâu rồi ấy chứ trương dương nghe vậy không khỏi thầm mắng trong lòng tiểu tử nhà ngươi vô ơn bạc nghĩa cũng vừa vừa phai phải thôi chứ ta làm nhiều việc vì ngươi như vậy vậy mà đến cuối cùng ngươi đều quy toàn bộ công lao cho tiểu mỹ nữ kia ngươi còn là người nữa không vậy từ mỹ ni mỉm cười ý vị thâm trường nói vậy thì lần này cũng không nên uống quá chén đó a dù rằng tử lượng của Quách Trí Quần rất khá nhưng do có lệnh của người đẹp nên hắn cũng không có uống nhiều. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Trương Dương đề nghị mọi người tới câu lạc bộ hoàng gia của Tô Tiểu Hồng chơi nhưng từ Mỹ Ni kêu thấy hơi mệt nên kéo từ chối. Muốn về nghỉ ngơi sớm, Quách Trí Quần chủ động đứng ra nhận nhiệm vụ đưa nàng về. Đương nhiên mấy người bọn Trương Dương không có ý muốn làm kỳ đà cản mũi, tranh công việc đưa người đẹp về của Quách Trí Cường. Ngoài trời vẫn có tuyết rơi nhẹ, Tô Tiểu Hồng tươi cười nói mọi người tới chỗ ta uống rượu ca hát đi, tiện thể xin ý kiến của mọi người xem dịch vụ tắm hơi của chỗ ta có khác gì chỗ khác hay không. Khương Lượng khoát tay cười nói, không đi đâu, trước giờ ta cũng không khoái mấy chỗ đó. Đỗ Phú Phong lại đề nghị, ở khu phố cổ mới mở một quán thịt nướng khá ngon, hay là đến đó làm tăng nữa. Vừa nhấm nháp thịt nướng vừa uống rượu ngắm tuyết rơi, đề nghị của hắn được đại đa số nam nhân hưởng ứng nhiệt tình lâm thanh hồng uể oải ngáp dài một cái nói ta cũng thấy hơi mệt rồi các người cứ đi chơi đi ta về nghỉ trước lâm thanh hồng cùng hồ như yến đi rồi tô tiểu hồng cũng còn phải về trông nom câu lạc bộ hoàng gia của mình nên cũng xin cáo tử nốt cuối cùng chỉ còn lại trương dương khương lượng tần bạch lương thành long cùng đỗ vũ phong cả đám kéo nhau đến quán thịt nướng ở khu phố cổ ăn không biết có phải do hôm nay có tuyết rơi hay không mà quán thịt nướng buôn bán cũng không được tốt cho lắm vừa tới cửa quán, mùi thịt nướng bay ra thơm lừng, Lương Thành Long hít lấy hít để mấy hơi, nhịn không được khen một tiếng, thơm quá a, à, nước miếng ta chảy hết cả ra rồi đây này. Ông chủ quán thịt nướng này là người Triều Tiên, tên Lý Thừa Kiền. Bởi vì Đỗ Vũ Phong thường hay rủ bạn tới đây ăn uống nên Lý Thừa Kiền khá thân quen vừa thấy hắn tới liền tươi cười ra chào đón, Đỗ Ca, hôm nay định dùng gì đây? Đỗ Vũ Phong trực tiếp gọi món luôn, cứ cho trước hai cân thịt chó, một cân ba chỉ nướng chứ ớt đi à cho đem hai đĩa dưa chua nữa. Lý Thừa Kiền mỉm cười giới thiệu thêm, còn món nhộng nướng nữa, làm một đĩa chứ. Còn món hầm thì sao? Rõ ràng quán người để chuyên bán thịt nướng cơm mà, sao ta lại thấy chẳng khác gì mấy quán cơm bình dân bán tạm nham không vậy? Lý Thừa Kiền nhanh mồm nhanh miệng chữa lại, cái này là kết hợp bán thêm đáp ứng nhu cầu của các thượng đế thôi mà trương dương quên chưa lấy rượu nên ném chìa khóa cho tần bạch kêu hắn ra xe mình đem vài chai phi thiên mao đài ở phía sau xe vào đây khương lượng khoát tay ngăn lại đừng cầm nhiều vào làm gì vừa rồi uống cũng hơi nhiều rồi mà lương thành long lại nói ta uống bia trời tuyết uống bia làm gì cho lạnh làm mấy chén rượu cho ấm người khương lượng mở nắp chai rượu rót cho mỗi người một chén mọi người đã nói vậy lương thành long cũng không đòi uống bia nữa mà cũng uống rượu cùng mọi người cho vui Mấy ngày hôm nay tâm tình đám người Khương Lượng cũng khá tốt nên có phần thả lỏng, uống hơi nhiều, dù sao nhiều vụ án phức tạp cuối cùng cũng có chút tiến triển, khôi u ác tính của Cục Công an Đồng Đắc Chí rốt cuộc cũng bị lật bộ mặt thật, rốt cuộc qua bao ngày đen tối Cục Công an Giang Thành cũng có ngày đứa ớt nở mày nở mặt. Tần Bạch lại nói, gã sát thủ người Hồng Kông kia tên Hoàng Gia Lược, nhưng cũng không biết làm sao mà Đồng Đắc Chí liên hệ được với gã này. Trương Dương ra chiều bất mãn phản ứng lại, bạn bè ngồi uống rượu với nhau chỉ nói chuyện tình cảm, không nói mấy chuyện nghiệp vụ này nọ. Hôm nay ngồi ăn ở Kim Mãn Đường, các người cũng đều nói suốt đến mấy chuyện vụ án, ta nghe đến đau hết cả đầu rồi đây này. Khương Lượng cười cười giải vây, phải đó, uống rượu không bàn chuyện công việc. Nào, cạn chén. Cả đám mới được vài tuần rượu, Quách Chí cường sau khi đưa Từ Mỹ Ni về liền vội vàng chạy tới góp vui trông vẻ mặt hắn vẫn tràn ngập ý cười vui sướng. Hắn vừa ngồi xuống, Trương Dương liền rót đầy cho hắn một chén. Quách Chí Cường nheo mắt lườm sang bên, ngươi có ý gì đây? Trương Dương cười nói, thế còn ngươi, tối nay để lấy lòng người đẹp ngươi không tiếc dẫm lên ta, trông mặt có vẻ khoan khoái quá ha. Quách trí Cường ha hà cười lớn, ai bảo ngươi là bằng hữu của ta làm chi, việc liên quan đến hạnh phúc của bằng hữu ngươi cũng nên thông cảm cho ta mới phải chứ đỗ phú phong quay sang liếc nhìn quách trí cường kinh thường mắng một câu quách trí cường thực không ngờ ngươi là một kẻ trọng sắc kinh bạn vừa thấy cô nàng cảnh sát hồng kông xinh đẹp liền thần hồn điên đảo quên luôn cả đám bằng hữu này trương dương ra chiều ảo não thở dài một tiếng than giờ ta thấy thật hối hận a à. không có mắt nhìn người nên mới đi kết giao với một kẻ không ra gì quách trí cường làm vẻ mặt ăn năn hôi lỗi nói rồi rồi các ngươi đừng nói mấy lời khó nghe như vậy nữa Bữa đêm nay cứ tính hết cho ta, coi như ta bồi tội mọi người đi, được chưa? Nói xong hắn cầm chén rượu của mình lên ngửa cổ uống cạn, coi như biểu hiện sự hối lỗi của mình. Lương Thành Long có phần hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi, "Ủa, ta cứ tưởng ngươi đi với cô nàng cảnh sát người Hồng Kông kia chàng chàng thiếp thiếp cả đêm chứ, sao mới đó đã về rồi? Mà trông bộ dạng lại có phần gấp gáp vội vàng nữa chứ?" Quách Chí cường mạnh mẽ đáp trả lại, "Ta là một chính nhân quân tử, đâu có giống đám lang sói các ngươi." Ngươi không phải lang sói mà là sắc lang thèm thịt, Trương Dương nhấn mạnh nói chen vào. Cách trí cường gãi gãi đầu gượng cười phân trần, ta biết ta sai rồi, không dám đấu khẩu với mấy người nữa, nể tình tha ta lần này đi, được không? Trương Dương nâng chén mình lên tủm tỉm cười nói, được rồi, trông ngươi cũng có chút thành ý hối lỗi, bọn ta nể mặt tha ngươi lần này, bất quá bữa đêm nay không được keo kiệt đâu đó a. À. Quách trí cường sảng khái gật gật đầu, được, ông chủ, quán còn món gì đặc sắc thì đem hết lên đây. Cầu tiên, cực lớn, cực bổ. Lương Thành Long nghe vậy liền lớn tiếng gọi cho 20 cân. Quách trí cường trợn mắt nhìn Lương Thành Long, đầu ngươi có bị sao không vậy? Gọi nhiều như vậy ăn sao hết? Lương Thành Long khoát tay cười nói, chia ra mỗi người cũng được bao nhiêu đâu, không lo. Khương Lượng cũng chen miệng gọi lớn, cho loại to nhất ấy nhé. Quách Chí Cường lại quay sang liếc nhìn Khương Lượng một cái rồi lắc lắc đầu thở dài nói: người ăn mấy thứ này cũng không có chỗ dung đâu, gọi cái lớn làm gì để tối lại bị ức chế." Quách Chí Cường vừa dứt lời xong cả đám đều ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chẳng biết có phải do tác dụng phụ của đám, cầu tiên kia hay không mà Trương đại quan nhân phải hoành tảo thiên quân cả đêm với Hồ Như Yến mới thấy trong người bớt khó chịu. Hồ Như Yến nằm trong lồng ngực hắn thanh âm cũng có phần mệt mỏi yếu ớt: "Sao hôm nay ngươi lại hăng như vậy?" làm mệt chết ta rồi a à. trương dương hăng hắc nở nụ cười đầy xấu xa ghé sát tai hồ như yến kể lại chuyện tối nay ăn cầu tiên với đám đỗ vũ phong cho nàng nghe hồ như yến nghe xong không khỏi khanh khách cười duyên vẫn nói ăn gì bổ nấy chẳng trách đêm nay ngươi lại hăng hái đến vậy đột nhiên trương dương lại làm gương mặt cực kỳ hoảng sợ vội vàng hỏi lại ăn gì bổ nấy sao chết thật tối nay ta ăn hơi nhiều món cầu tiên vạn nhất chỗ đó lại lòi ra một cái nữa thì phải làm sao giờ Hồ Như Yến ôm bụng cười ngặt nghẽo, vậy chẳng phải ngươi càng lợi hại lắm sao? Chỉ e chẳng còn ai chịu nổi ngươi nữa. Vậy đành phải để ngươi ủy khuất rồi. Hồ Như Yến lại mỉm cười duyên nhỏ giọng nói, vì ngươi dù có phải chịu ủy khuất nhiều hơn ta cũng cam long. Trương Dương dùng sức kéo sát than thể mềm mại kia vào long mình hơn, được rồi, ngủ sớm đi, gần đây nhiều việc nên chú ý sức khỏe một chút ra. Không sao, cũng nhờ ngươi truyền ta cách ngồi thiền tĩnh tọa, ngày nào ta cũng tập đều đặn cảm giác sức khỏe lúc nào cũng tràn trề hết đó trương dương lại nở nụ cười đầy ám muội thảo nào trước kia ngươi cũng đâu chịu lâu được vậy mà giờ biết ngay là ngươi lại nói linh tinh mà nàng gối nhẹ đầu lên ngực hắn nhẹ giọng nói căn nhà bên nam hồ đã xây dựng xong chắc khoảng hai ngày nữa là trang trí xong hết nhanh vậy à hồ như yến mỉm cười nói thấy ngươi dạo này bận nhiều việc nên cũng không báo cho ngươi biết ta cùng giai đồng đã tham khảo qua, nàng ta thích phong cách nhà gỗ kiểu Bắc Mỹ nên lấy thiết kế luôn từ nước ngoài. Toàn bộ căn biệt thự đều bằng gỗ cả, trông rất đẹp đó. Hơn nữa còn đặc biệt xây riêng bến tàu nhỏ bên ven hồ, về sau mua một chiếc thuyền bé bé, trạng vạn hoàng hôn hai ta có thể cùng chèo thuyền du hồ ngắm cảnh, quả thực lãng mạn lắm a. À. Nghe bức tranh lãng mạn hồ Như Yến vẽ ra cũng thấy có phần hấp dẫn, vậy thì ta phải tới coi xem sao mới được. Hồ Như Yến mỉm cười ôn nhu nói không vội, chờ xây xong đã liền cho người bất ngờ một phen. Ngày khai trương tân khách sạn Đế Hào, Kiều Mộng Viện mời không ít lãnh đạo Giang Thành tới cắt băng Khánh Thành, trong đó có cả thị trưởng Tả Viên Triệu, phó thị trưởng Viên Thành Tích, phó thị trưởng quản lý ngành công nghiệp Nghiêm Tân Kiến. Bất kể là do bối cảnh gia đình Kiều Mộng Viện, hay do nàng là một thương nhân có số vốn đầu tư rất lớn vào Giang Thành đi chăng nữa, các lãnh đạo thị ủy cũng đều phải nể mặt tới dự buổi lễ khai trương này. Bên phía Kiều Gia cũng chỉ có hai vợ chồng thì Quý Sương cùng Kiều Kế Hồng tới dự, cha mẹ Kiều Mộng Viện cũng không tới, từ đó có thể thấy vẻ bất mãn của bọn họ với việc con gái mình chọn hứa Gia Dũng làm chồng tương lai. Từ sáng sớm hứa Gia Dũng đã bay từ Mỹ về Giang Thành, đi cùng hắn còn có vài nhà đầu tư người Mỹ. Tả viên triệu cũng không phải lần đầu tham dự mấy buổi lễ khai trương cắt băng khánh thành kiểu này, ngay đầu bài phát biểu hắn đã nhấn mạnh việc Kiều Mộng Viện là một nhà đầu tư tài ba, đã công hiến rất lớn vào sự nghiệp phát triển thành phố Giang Thành, từ đó hắn khẳng định Giang Thành là một nơi có nhiều tiềm năng tiềm năng, rồi kêu gọi những nhà đầu tư trong và ngoài nước tiến hành khảo sát cùng đầu tư vào Giang Thành. Hứa Gia Dũng vừa vỗ tay vừa đánh mặt sang thấp giọng nói với Kiều Mộng Viện đứng bên cạnh, nghe nói Thủy Thượng Nhân Gian cũng khai trương vào hôm nay à. Kiều Mộng Viện nhẹ gật gật đầu, nhưng cũng vì chuyện này mà nàng thấy hơi buồn bực, nàng vẫn tưởng rằng lần này Trương Dương sẽ khua chiên gióng chống cạnh tranh với mình, nhưng mãi đến tận giờ cũng không thấy bên phía thủy thượng nhân gian có động tĩnh gì cả. Chẳng lẽ bọn họ biết khó mà lui, không dám đối chọi lại với Mĩnh nữa. Đúng lúc này thì bên phía Nhã Vân Hồ lại truyền đến tiếng ca hát rộn ràng, hòa nhịp với mái chèo. Dường như chiếc thuyền đến còn mang theo một cơn gió mát từ ngoài mặt hồ thổi tới, khiến lòng người càng trở nên vui vẻ khoan khoái hơn. Sóng ca của dàn hợp sướng khiến lực chú ý của mọi người chuyển sang bên này, trên mặt hồ là một chiếc thuyền nhỏ, có sáu đứa trẻ vẫn mặc đồng phục cùng chiếc khăn quàng đỏ trên cổ. Ngồi trên mạn thuyền đang cao giọng ca hát, bằng rôn, cờ xí trên thuyền đón gió tung bay, bên trên viết khách sạn thủy thượng nhân gian mời các em nhi đồng viện phúc lợi tới tham dự buổi lễ khánh thành. Quả nhiên trương đại quan nhân không từ bỏ ý định sẽ khai trương khách sạn thủy thượng nhân gian vào đúng hôm nay, hơn nữa không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải làm hoành tráng hơn cả tân khách sạn đế hào không phải kiều mộng viện ngươi mời cả thị trưởng lẫn phó thị trưởng tới hay sao mặc dù ta có khả năng mời cả bí thư thị ủy tới nhưng ta không thèm làm như vậy cái này gọi là cạnh tranh ngược chiều ngươi thích khoe mẽ thích phô trương khí thế ta không thích chơi theo kiểu của ngươi ta thích chơi theo kiểu của ta ngươi mời đám lão già thị ủy tới ta liền mời bọn nhỏ cô nhi viện phúc lợi đi ngắm cảnh nhã vân hồ rồi đến ăn cơm mừng khai trương khách sạn trương dương vừa nói ra kế hoạch này Bành quân tường liền bị thuyết phục ngay đương trường, quả thực cứ suốt ngày cắm đầu chỉ có lo kinh doanh buôn bán, lo sao thu được nhiều lợi nhuận nhất, nên không còn để tâm đến chuyện khác được, bởi thế mới không nghĩ ra được cao chiêu như của Trương Dương. Làm cách này vừa không phải mất cả bữa cơm linh đình chỉ đổi lại giam ba câu nói xuông của đám lãnh đạo thành phố, mời đám trẻ ở viện phúc lợi vừa chỉ cần làm bữa cơm nhỏ là đủ, lại vừa có ý nghĩa hơn đám các ngươi nhiều. Không chỉ như thế, Trương Dương còn dùng những mối quan hệ của mình mời cả bên đài truyền hình Giang Thành tới đưa tin buổi lễ cắt băng khánh thành khách sạn Thủy Thượng Nhân Gian. Mà điểm quan trọng nhất của đài truyền hình không phải là tuyên truyền việc buổi lễ khai trương đầy ý nghĩa của khách sạn Thủy Thượng Nhân Gian khi mời những trẻ em cô nhi của viện phúc lợi tới, mà cái chính là để đưa tin cho toàn thể dân chúng Giang Thành biết chính là cái hộp to đùng ở giữa sân khấu buổi lễ. Bình thường theo tập quán từ xưa tới nay thì người đến tham dự những buổi lễ khai trương kiểu này sẽ có tiền lì xì si để gia chủ làm ăn phát đạt. Nhưng chiếc hộp đựng tiền lì xì si của khách sạn Thủy thượng nhân gian lại là quyên cho viện phúc lợi cùng cô nhi viện. Tuy rằng buổi lễ cắt băng khai trương khách sạn Thủy thượng nhân gian khá nhỏ, lại rất đơn giản nhưng ý nghĩa trong gió lại cực kỳ to lớn. Có thể nói từ trước tới nay không có buổi lễ khai trương nào lại đậm chất nhân văn như vậy lúc kiều mộng viện biết trương dương chọn phương pháp như vậy để khai trương khách sạn thủy thượng nhân gian nàng không khỏi thở dài một tiếng nhẹ giọng nói như tự nói với mình quả thực trương dương là người không đơn giản a à. lúc thì duy được nghe mọi người bàn tán chuyện này nàng không khỏi kinh ngạc hỏi trương dương có quan hệ gì với khách sạn thủy thượng nhân gian vậy hắn đâu phải ông chủ đâu kiều mộng viện không trả lời lại nàng biết cô em họ này của mình vẫn còn đơn thuần trong trắng khẳng định sẽ không hiểu được những chuyện phức tạp đằng sau chuyện này ánh mắt hứa ra dũng lạnh nhạt nhìn khách sạn thủy thượng nhân gian ở xa xa phía đối diện bờ nhã vân hồ hắn trầm giọng nói cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra trò bắt bọn trẻ trèo thuyền trên hồ nhã vân trong trời lạnh như vậy tuy rằng trương dương đơn giản chỉ muốn làm khác kiều mộng viện thiết kế một buổi lễ khai trương vừa đơn giản vừa tiết kiệm lại khác người cùng đậm chất nhân văn nhưng chính điều này lại khiến đám lãnh đạo cấp cao thành phố bên kia bờ hồ có phần không yên lòng thử hỏi một bên thì gióng chống khua chiêng một bên thì đơn giản bình dân tiết kiệm không hoang phí một bên thì toàn các lãnh đạo cấp cao thành phố một bên lại toàn các em nhỏ cô nhi viện mà toàn bộ tiền lì xì đều quên góp cho việc phúc lợi cùng cô nhi viện nếu đài truyền hình đưa tin chuyện này khẳng định uy tín của đám lãnh đạo cao tầng giang thành trong lòng dân chúng sẽ giảm sút nghiêm trọng lúc biết tin rất nhanh thị trường tả viên triệu liền rút lui ta đã nể mặt mũi kiều mộng viện ngươi nên tới đây rồi tiền lì xì cũng đã đưa xong nhưng bữa cơm này ta không thể ăn a à cả viên triệu rút lui mấy phó thị trưởng khác cũng lục đục kéo nhau rời đi hiển nhiên chẳng ai dại gì ngồi lại đây ăn miếng cơm rồi để cả dân chúng giang thành nói xấu lễ khai trương cắt băng khánh thành khách sạn thủy thượng nhân gian bên kia chỉ mời cục trưởng cục dân chính cùng một em bé đại diện cô nhi viện lên cắt băng khánh thành khách sạn thủy thượng nhân gian sau khi lễ bắt băng khánh thành xong lãnh đạo các nhà máy xí nghiệp cùng toàn thể người đến tham dự đều nhiệt liệt vỗ tay hoan hô sau đó mọi người cũng lên quyên tiền lì xì bỏ vào hòm các lãnh đạo nhà máy xí nghiệp lớn lì xì ít nhất cũng phải 1.000 đô, chỉ tính riêng tiền của các nhà máy xí nghiệp quyên tặng đã hơn 100.000 đô. Tổng giám đốc khách sạn Thủy Thượng Nhân Gian Bành Quân Tường đi ra phát biểu, thay mặt toàn thể cổ đông khách sạn đem toàn bộ tiền lì xì quên vào viện phúc lợi cùng cô nhi viện Giang Thành. Lúc thị trường tả viên triệu lặng lẽ rời khỏi buổi lễ khai trương tân khách sạn Đế Hào mới liền kêu lái xe đánh xe qua bên Thủy Thượng Nhân Gian một chút. Căn bản là hắn thấy có phần tò mò, muốn xem thử xem rốt cuộc là tiểu tử Trương Dương kia đã làm những gì. Ngay lúc xe của tả viên triệu đỗ ở gần cửa khách sạn, ngay lập tức Trương Dương liền phát hiện ra, hắn liền nhanh chóng tươi cười hớn hở đi tới, đứng chặn xe tả viên triệu. Phóng nhãn toàn giang thành, thử hỏi được mấy người có khả năng chặn xe thị trường cơ chứ. Tả viên triệu cũng nhận ra Trương Dương tới liền hạ cửa kính xe xuống, mỉm cười mở lời trước, Trương Dương đó à, hóa ra là ngươi ở đây. Trương Dương mỉm cười cất cao giọng tuyên bố tả thị trưởng bận trăm công nghìn việc vậy mà vẫn có lòng chiếu cố tới chúng tôi, tấm chân tình này thực không lời nào nói hết, kính mong mọi người cùng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh nào. Giọng trước Dương cực kỳ có lực rất nhanh liền thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người ở đây. Phóng viên đài truyền hình Giang Thành nghe thấy vậy liền cuống quyết chạy tới lấy tin. Tả viên triệu giờ khóc giờ cười, hắn biết, sự việc đã đến nước này thì cũng không thể ngồi trống trong xe được, đã đâm lao đành theo lao thôi. Trương Dương trịnh trọng đưa tay mở cửa xe giúp tả thị trường, tả viên triệu chậm rãi bước xuống xe rồi vẫy vẫy tay với mọi người như chào lại. Một đứa bé trai thập phần đánh yêu của cô nhi viện cầm bó hoa tươi thắm lăng xăng chạy tới tặng cho tả viên triệu. Leo lên được đến chức vụ này, tả viên triệu sao lại không đối phó được với chút chuyện còn con này cơ chứ? Hắn nở nụ cười hòa ái cúi người xuống nhận bó hoa rồi thập phần thân thiết bế đứa bé trai kia lên chỉ một hành động đơn giản vậy thôi cũng đủ để nâng cao hình tượng một vị thị trưởng giàu lòng nhân ái trong lòng dân chúng Giang Thành. Các phóng viên đều xông tới chụp ảnh quay phim cảnh tả thị trưởng bế đứa bé trai kháu khỉnh trên tay. Tả viên triệu vừa bế đứa bé trai trên tay vừa mỉm cười chậm rãi đi vào hội trường bên trong. Tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ ràng, đứa bé trai kia bị chảy nước mũi, nó dùng tay quét lấy quệt để rồi lại chùi hết vào áo tả thị trường. Nhưng tả thị trưởng không trách mắng gì lại chỉ ha hả cười vui. Trương đại quan nhân xem một màn này trong lòng nhịn không được thầm khen tiểu hài tử kia có năng khiếu, mới đó mà cũng biết phối hợp diễn kịch lắm a. À. Đương nhiên trong lòng tả viên Triệu không hề thấy vui vẻ như vẻ mặt bên ngoài, nhưng hắn vẫn phải giữ nguyên nụ cười hòa ái để lấy lòng dân chúng. Cục trưởng cục dân chính vội vàng chạy tới đỡ đứa bé trai trong lòng tả thị trưởng xuống, vạt áo sau lưng hắn cũng ướt xuống mồ hôi lạnh tâm không khỏi thầm mắng tiểu hài tử này không biết sống chết là gì, hết chỗ chùi nước mũi rồi hay sao mà lại đi chùi vào thị trường đại lão ra. chương 250, nhược điểm của nhân tính. Sống ở trong loạn thế, thân thế khó bể phân biệt. Ta bản vô tâm hướng phú quý, thế nhưng phú quý bước người đến. Mà lại khán một cái người hiện đại tùy đường cố sự. Có ân oán tình cừu, có tư thế hào hùng, còn có na vô số phong lưu. Canh tân mười niên kính dâng, xoán đường long trọng đăng tràng. Tả viên chiều cảm tình rồi rào nói, mọi người khỏe. Bọn nhỏ hảo, vốn có ở ta nhật trình chung là không có hôm nay lần này hoạt động, nhưng ta nghe nói mọi người ở chỗ này hiến ái tâm, ta liền lập tức quyết định, nhất định phải tới, nhất định phải thay ta môn giang thành thị lãnh đạo cảm tạ ở đây các xí nghiệp, thủy thượng nhân ra cấp mọi người mở tốt đầu, các người những xí nghiệp này cấp bọn nhỏ làm nhất kiện chuyện thật tốt. Chúng ta cải cách chính là muốn nhượng kinh tế xong phát triển, nhượng dân chúng quá thượng tốt hơn ngày, xí nghiệp có tốt hơn kinh tế hiệu quả và lợi ích tài năng hồi báo xã hội. Sản sinh rất tốt lớn hơn nữa xã hội hiệu quả và lợi ích, thấy các người hôm nay hành động, ta sâu thụ cảm động, ta tin tưởng Giang Thành mỗi một vị dân chúng cũng như nhau sẽ cảm động. Chỉ có quan ái xã hội xí nghiệp mới là có tiền đồ xí nghiệp, các người như vậy xí nghiệp càng nhiều, chúng ta Giang Thành phát triển sẽ càng nhanh. Trung Quốc chúng ta ngày mai mới sẽ tốt hơn, hiện trường vang lên tiếng sấm bản tiếng vỗ tay. Trương Dương hướng phúc lợi viện viện trưởng khiến cho một cái ánh mắt, phúc lợi viện viện trưởng phát động bọn nhỏ cấp ở đây mỗi một vị khách quý gửi đi ái tâm huy chương, đây tự nhiên lại trở thành các phóng viên chú mục chính là tiêu điểm. Chụp ảnh chung thời điểm, tả viên Triều đứng ở chính giữa, viên Thánh thích và nghiêm mới xây hai vị phó thị trưởng đứng ở hắn trái phải hai bên, ba người mang theo ái tâm huy chương, trên mặt đều lộ ra hiểu ý tiêu ý, ngày hôm nay xem như là đến được rồi. Trưa hôm đó mấy thị trường tất cả đều ở lại thủy thượng nhân gia ăn, bữa cơm này ý nghĩa không giống với cùng phúc lợi viện nhi đồng ăn, cái này gọi là hiến ái tâm, và tân đế hào cái loại này thuần phí thương nghiệp ý nghĩa thượng bữa tiệc không giống với, cũng là tác tú, nhưng thế nào tác tú càng có chính trị ý nghĩa, đây bang lãnh đạo phân đắc rất rõ ràng. Khai trương cắt băng và quan tâm thiếu niên nhi đồng ý nghĩa kém xa. Tịch gian mỗi một vị thị lãnh đạo đều biểu hiện ra nồng hậu ái tâm, thỉnh thoảng cấp bên người hài tử đĩa sau hỏi han ân cần, còn không đình xoa đỉnh đầu của bọn hắn, quả thật, trong đó bao hàm nhất định tác tú thành phần, nhưng đối mặt những này thuần khiết hài tử, thấy tình cảnh của bọn hắn, thì những người lãnh đạo trong nội tâm yếu ớt nhất bộ phận vẫn bị xúc động, tả viên chiều lúc này biểu thị hội nhóm tiếp theo bút tài chính chi dùng cho cải thiện bọn nhỏ sinh hoạt và giáo dục hoàn cảnh. Cùng ngày bữa trưa sau đó, thì những người lãnh đạo hoàn cùng bọn nhỏ ở bên hồ tiến hành rồi tiêu khiển hoạt động. Tả viên chiều và bọn nhỏ ở trên cỏ đá hội cầu, cũng là đầu đầy mồ hôi, Trương Dương đi tới đưa cho hắn một lọ nước khoáng, tả thị trưởng nghỉ ngơi một chút ba. Tả viên chiều gật đầu, chỉ chỉ cách đó không xa liên y, Trương Dương theo hắn cùng đi đến liên ghế ngồi xuống, tả viên chiều uống hai cái thủy, thở phào một cái nói, năm tháng không buông tha nhân A. Trương Dương cười nói, tả thị trưởng trẻ trung khỏe mạnh, làm sao sẽ sinh ra như vậy cảm khái đến. Tả viên triều ý vị thâm trường nhìn Trương Dương một cái nói, tinh lực vô pháp cùng các ngươi những người tuổi trẻ này so sánh với, ý nghĩ cũng vô pháp cùng các ngươi những người tuổi trẻ này so sánh với. Trương Dương biết hắn chỉ nhất định là sự tình hôm nay, có chút không có ý tứ cười cười nói, kỳ thực ta không muốn nhiều như vậy, chỉ là muốn khí trời lạnh, những này phúc lợi viện hài tử sinh hoạt điều kiện bất hảo, thừa cơ hội này, tổ chức xí nghiệp kính dâng một chút ái tâm, hồi báo một chút xã hội. Tả viên triều tâm nói ngươi không muốn nhiều như vậy mới là lạ, hắn mỉm cười nói, như thế có kỷ niệm ý nghĩa sự tình, vì sao không đề cập tới tiền nói với ta một tiếng, ta cũng tốt có một chuẩn bị ma. Ngày hôm nay thực sự nhượng Trương Dương làm trở tay không kịp, nếu như KOG phải là mình trên đường gia nhập, sợ rằng chê cười thì nháo lớn, giả như hai việc song song thượng tin tức, chính mình chẳng phải là bị đối lập thành một cái phản diện điển hình. Trương Dương nói, ta hỏi qua tả thị trường Nhật Trình, Biết người buổi sáng an bài rất mãn, sở dĩ sẽ không cho ngài thêm phiền phức. Tả viên chiều nói, chuyện gì cũng không như quan ái những này hài tử đáng thương trọng yếu. Trương Dương, người làm rất khá, lần này hoạt động cấp sở hữu xí nghiệp nói ra một cái tỉnh, tăng cường bọn họ xã hội ý thức trách nhiệm. Hắn dừng lại một chút lại nói, thực sự là xảo à, thủy thượng nhân gia và tân đế hào cư nhiên chọn ở cùng một ngày khai trương. Trương Dương trả lời ngoài tả viên chiều ngoài ý liệu thằng nhãi này cười híp mắt nói ta cố ý. Tả viên chiều sừng sốt một chút, sau đó cười lên ha hả, Trương Dương không thể nghi ngờ là cá e sợ cho thiên hạ bất loạn vai, nhưng lý do của hắn như vậy đầy đủ, thì là âm người khác cũng nói đắc như vậy bằng phẳng, như vậy đương nhiên, người như vậy đích xác rất ít thấy. Tả viên chiều nói, mã hoa thành thế nào không có tới. Trương Dương nói, mã chủ nhiệm nói hắn trọng điểm cảo công tác đảng công tác, loại này bảo chân công tác đều giao cho ta đến kiền, Tả viên triều đương nhiên minh bạch Mã Hoa Thành sở báo có công tác thái độ, hắn là thường ủy gánh hát thành viên, từ thị ủy bí thư Đỗ Thiên Giã đem ngựa Hoa Thành phái đến xí sửa bạn. Tả viên triều chỉ biết Đỗ Thiên Giã cấp xí sửa bạn đưa đi một cái ký hiệu, Mã Hoa Thành sở đưa đến chính là ký hiệu tác dụng, cái đó và gần đây quay chung quanh Trương Dương chứa nhiều tranh luận hữu quan, Đỗ Bí Thư chiêu thức ấy ý đang giúp trợ Trương Dương chia sẻ hỏa lực. Còn có một trọng yếu nguyên nhân chính là chiêu thương bạn chủ nhiệm Đồng Hồng Ngọc bị hoài nghi tồn tại trọng đại kinh tế vấn đề. Chuyện này hiện nay vẫn còn bí mật điều tra chung. Nếu như thẩm tra Đồng Hồng Ngọc tất phải từ chiêu thương bạn vị trí lui ra đến, như vậy chiêu thương bạn chủ nhiệm vị trí tất phải treo trên bầu trời. Trương Dương trên thân hoàn kiêm chữ một cái chiêu thương bạn phó chủ nhiệm chức vị, hắn nhất định là chiêu thương bạn thời gian tới chủ nhiệm đứng đầu chọn người, từ đỗ bí thư an bài là có thể nhìn ra. Vị trí này đã sơ bộ tập trung ở Trương Dương trên thân. Tả viên chiều đối đỗ thiên giã bắt đầu ấn tượng là bối cảnh thâm hậu, trẻ trung khỏe mạnh, thế nhưng khiếm khuyết địa thị cấp công tác kinh nghiệm, nhưng theo đỗ thiên giã đi tới giang. T.A.H. một đoạn thời gian, hắn phát hiện đỗ thiên giã tuy rằng khuyết thiếu cụ thể công tác kinh nghiệm, thế nhưng hắn có siêu nhân nhất đẳng cái nhìn đại cục, vậy đại khái và bản thân hắn đến từ chính trung ương ủy ban kiểm tra kỷ luật có quan hệ trực tiếp. Từ cơ sở một đường đi lên cán bộ tập quán vô chú trọng chi tiết, mà trung ương xuống tới cán bộ vừa vặn cùng bọn họ tương phản. Đây đã khuyết điểm cũng là một loại ưu điểm, Đỗ Thiên Giã suy nghĩ vù đại chỗ phương thức làm việc, dễ xuất hiện bị mất quyền lực hiện tượng, nhưng may mắn chính là, hắn ở Giang Thành có Trương Dương cái này bạn bè, đi qua Trương Dương quan hệ, hắn hầu như không cần tốn nhiều sức liền đem phó thị trưởng nghiêm mới xây, khai phá khu quản ủy hội chủ mặc cho Tiếu Minh thậm chí bao quát trưởng cục công an vinh bằng phi ở bên trong vài tên chủ yếu cán bộ đoàn kết ở chung quanh hắn tả viên triều và vị này mới tới bí thư quan hệ cũng coi như ăn ý, ở rất nhiều cách làm thược, hai người có cộng đồng quan điểm, Đỗ Thiên Giã đối với hắn cũng biểu hiện tương đương tôn kính, còn hơn nhận chức bí thư Hồng Vĩ Cơ, hiện tại đảng chính quan hệ hiển nhiên muốn hòa hài rất nhiều. Tả viên triều nhìn như thờ ơ hỏi, lý phó thị trường thế nào không có tới? Trương Dương cười nói, hắn công tác mang, an bài không ra. Nội tâm nhưng lại thầm than, kỳ thực chuyện này tha sự tiên mời quá Lý Trường Vũ, nhưng lý trường vũ không biết xuất phát từ thế nào lo lắng cuối cùng vẫn còn không có đáp ứng đến đây trương dương phỏng trường lý trường vũ hay là đối với kiều mộng viện nhất phương có điều kiêng kỵ sự tình nguyên nhân thực sự cũng là như thế kiều mộng viện cũng đúng lý trường vũ đưa ra mời nhưng lý trường vũ sau khi cân nhắc hơn thiệt thẳng thắn hai bên đều không đi tả viên triều cũng đoán được lý trường vũ không đến nguyên nhân hiện tại hắn đã dần dần bỏ qua lý trường vũ đối uy hiếp của mình chính trị thượng muốn làm được mọi việc đều thuận lợi là rất khó, càng muốn làm được bát mặt linh lung, đến tối hậu trái lại khả năng cũng không lấy lòng. Giang thành thị ủy bí thư Đỗ Thiên Giã là văn phó tổng lý thành viên tổ chức, Bình Hải bí thư tỉnh ủy cố dẫn chi ở chính trị thượng độc lai độc vãng, nhưng lo cho gia đình và trương dương quan hệ rất gần, gần nhất cố minh kiện sự tình canh chứng minh rồi điểm này, từ cố dẫn chi hạ thủ đối phó Hồng Vĩ Cơ. Mà kiều lão lực bảo tình huống đến xem, bọn họ sự quan hệ giữa hai người cũng không có gì đặc biệt. Trương Dương là văn phó tổng lý con nuôi. Văn phó tổng lý và kiều lão trong lúc đó ân oán ở thể chế trung quảng đối nhân xử thế biết. Lưỡng so sánh với giác, tả viên triều tự nhiên muốn chọn trạch đối với mình càng có lợi trận doanh, kiều lão đã rời khỏi chính đàn. Mà văn phó tổng lý còn lại là một viên mềm rủ xuống mọc lên chính đàn minh tinh, hắn được tuyển hạ giới tổng lý tiếng hô rất cao, tả viên chiều rất cao khéo, làm ra lựa chọn cũng không khó. Tham gia kiều mộng viện khai trương điển lễ là một chuyện, nhưng trận doanh tuyển chọn lại là một chuyện khác. Trương Dương đối đồng Hồng Ngọc sự tình biểu hiện ra nhất định hiếu kỳ, nhẹ giọng nói đồng chủ nhiệm có đúng hay không đã xảy ra chuyện. Tả viên chiều mỉm cười nói, không có chứng cứ trước, không thể nói lung tung, hội tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Trương Dương gật đầu, kiều mộng viện tân đế hào cổ động nhân không ở số ít, nhưng kiều mộng viện trong lòng tịnh khó chịu, khai trương ngày đầu tiên, ngay và thủy thượng nhân ra cạnh tranh chung thua nhất trường, nhưng Kiều Mộng Viện cũng không có toát ra bất luận cái gì uể oải biểu tình, vẫn đang chuyện trò vui vẻ chào hỏi khách hứa, thì ngược lại hứa ra Dũng có vẻ thập phần khó chịu, hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu, Trương Dương nhầm vào cũng không phải là Kiều Mộng Viện, mà là mình. Chính mình tiến về nước Mỹ trong khoảng thời gian này, Trương Dương Luân Phiên xuất thủ nhượng hắn có chút tiếp ứng không rảnh, khai trương trích là chuyện nhỏ, nhưng từ chuyện này chung có thể nhìn ra, Trương Dương đối với hắn đã sinh ra cảnh giác. Kiều Mộng Viện bưng chén rượu đi tới Hứa Gia Dũng bên người, nhẹ giọng nói, "Hài lòng điểm, ngươi là hôm nay nam chủ nhân." Hứa Gia Dũng cười cười, bất quá dáng tươi cười có chút cứng ngắc, cùng Kiều Mộng Viện nhấp son môi rượu, hắn thấp giọng nói, "Trương Dương đây thủ thật là không có suy nghĩ." Kiều Mộng Viện lạnh nhạt nói, "Thương nghiệp cạnh tranh vốn là không gì đáng trách." Hứa Gia Dũng nói, "Đã không phải là thuần thương nghiệp thủ đoạn, hắn cư nhiên lợi dụng chính trị tác tú, lợi dụng này thiện lương hài tử, Kiều Mộng Viện nói, dứt bỏ thủ đoạn của hắn không nói, lần này phúc lợi viện những hài tử kia đích xác chiếm được chỗ tốt, Trương Dương rất có bản lĩnh. Nghe được Kiều Mộng Viện như vậy khích lệ Trương Dương, hứa ra dũng trong lòng càng phát ra khó chịu, hắn thấp giọng nói ta có việc, rời đi trước một chút. Kiều Mộng Viện gật đầu, nàng minh bạch hứa ra dũng và Trương Dương trong lúc đó ân oán. Sự tình hôm nay nhường hứa ra dũng sinh ra cảm giác bị thất bại, nhìn ra được tâm tình của hắn rất kém cỏi. Hứa ra dũng ly khai tân đế hào sau khi tiến về giang thành thị đệ nhất bệnh viện nhân dân khứ nhìn hắn bạn học cũ Điền Bân. Điền Bân phụ mẫu còn có cục công an tuyên truyền khoa trình đẹp đều ở nơi nào, hứa ra dũng đem mua được lễ vật buông, rất lễ phép kêu một tiếng Điền Thúc Thúc, tương a di Điền Khánh Long cười cười, bởi vì hứa thường đức xuyên cớ, hắn đối hứa ra dũng tịnh không có gì quá tốt ấn tượng, mượn cớ đi ra ngoài hút thuốc, ly khai phòng bệnh. Tương tâm duyệt và trình đẹp cũng đi ra hứa gia dũng vỗ vỗ điền bân bả vai nói thế nào điền bân cười nói không có việc gì ta mệnh cứng rắn hứa gia dũng cười nói thực sự là mệnh cứng rắn đã trúng lục thương chưa từng chết xem ra diêm vương ra đối với ngươi phá lệ chiếu cố a à. điền bân nở nụ cười cũng may ta đây đạn không bạch chịu hứa gia dũng trong ánh mắt xẹt qua một tia cực kỳ phức tạp thần tình người bỏ tù thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi lần này cũng nữa không có cơ hội làm cảnh sát ta chuẩn bị cam kết người đương công ty bảo an bộ chủ nhiệm, xem ra ta phần này lương cao, người không có cơ hội lấy được. Điền Bân nói, ta còn là tập quán cấp làm công, với người loại này vô lương nhà tư bản, ta nhưng không quen. Hứa ra Dũng có chút cảm khái nói, bạn học cũ, Dũng khí của người thực sự làm cho người ta kính phục, cam tâm mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, chỉa vào bêu danh và không phải chê đi làm nằm vùng, ta bội phục ngươi. Điền Bân đạm nhiên cười nói, không có gì hay bội phục, ta là một người cảnh sát, giữ gìn công lý và chính nghĩa là trách nhiệm của ta. Nếu trong quá khứ Điền Bân nói ra lớn như vậy đạo lý ngay cả mình đều sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng bây giờ những lời này cũng tự đáy lòng mà phát. Hứa ra Dũng gật đầu nói, nghe nói đồng đắc chí là chuyện này đầu sỏ gây nên, thật là làm cho nhân khó hiểu, thân là một cái cục công an cục phó, hắn tại sao phải làm loại sự tình này, tại sao muốn đối kháng pháp luật không biết, Điền Bân cú gờ không muốn cùng hệ thốn bên ngoài nhân tham thảo vụ án, mặc dù hứa ra Dũng là bạn tốt của hắn. Hứa ra Dũng nói, ta nghe nói Phương Văn Nam còn tại kiên trì cáo ngươi. Chuyện này có thể hay không có phiền phức, Điền Bân mỉm cười. Hứa ra Dũng nói, ta ngày hôm nay đến đây là vì nhìn ngươi, mộng viện tân đế hào đã khai trương, hai ngày nữa ta dự định tìm bạn học cũ môn cùng nhau tụ tập, nhìn dáng vẻ của ngươi khôi phục sợ rằng còn cần vài ngày, như vậy ta kéo dài vài ngày, chờ ngươi xuất viện rồi hãy nói. Quên đi, không cần chờ ta. Hứa ra Dũng nói, là tại sao có thể, ngươi là chúng ta trung đại anh hùng, hiện tại mỗi vị đồng học đều bởi vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo, tất cả mọi người muốn gặp ngươi. Thủy thượng nhân ra ái tâm hoạt động ở đài truyền hình một khi bá ra hậu, đưa tới toàn xã hội rộng khắp quan tâm, gần trong một đêm thủy thượng tên của người ta thì truyền khắp gian thành, tốt đẹp chính là xã hội hiệu quả và lợi ích trực tiếp ở kinh tế thượng chiếm được thể hiện. Khai trương sau khi mỗi ngày sinh ý trật ních, hình như đến thủy thượng nhân ra ăn thì là một loại ái tâm kính dân. Tân đế hào sinh ý tuy rằng cũng không sai, thế nhưng và thủy thượng nhân ra xua như xua vịt một bàn khó cầu tràng diện so sánh với thì có rõ ràng tranh lệch. Đương nhiên trong chuyện này có trương dương quan hệ, hắn thân là xí sửa bản phó chủ nhiệm, phát động xí nghiệp khứ thủy thượng nhân ra ăn vẫn có chứ tương đương tác dụng trương dương tuy rằng không phải một cái chú trọng chi tiết nhân thế nhưng hắn cũng không thích nuốt lời ở hàn gia thai đã từng đáp ứng thỉnh thì duy phụ mẫu ăn đáp ứng rồi phải đổi tiền mặt trương dương an bài ở thủy thượng nhân ra gần thủy thính gần thủy thính là mới vừa lắp đặt thiết bị hoàn thành là một tòa thủy thượng kiến trúc có trường kiều và trên bờ tương liên trương dương mời thì duy một nhà bất quá kiều mộng viện cũng không mời mà tới nàng ngày hôm nay và thì duy mặc kiểu dáng như nhau xanh lá mạ sắc áo lông cười nói ta không mời mà tới trương chủ nhiệm không lấy làm phiền lòng a à. trương dương cười nói kiều tổ quang lâm nhượng ở đây vẻ va gờ cho kẻ hèn này ta là cầu còn không được mau mời bên trong thỉnh thì quý xương và kiều kế hồng hai người đều mặc chứ quân trang thì quý xương cười nói tiểu trương ở hàn gia thái ngươi xin mời ta uống rượu theo lý thuyết nên ta mời trương dương nói thì thúc thúc và kiều a di đường xa mà đến thân là vãn bối nên tận tình địa chủ thằng nhãi này chàng diện thượng nói càng ngày càng sẽ nói, làm cho người ta nghe rất thoải mái. Kiều kế hồng đối Trương Dương là không có quá nhiều ấn tượng tốt, kỳ nguyên nhân là hắn đánh quá cháu của mình Kiều Bằng Phi, che chở nhà mẹ đẻ nhân là chuyện đương nhiên sự tình. Thì quý xương nhưng lại đối Trương Dương rất có hảo cảm, tiểu tử này người ngoài nhiệt tình, hơn nữa hơi có năng lực, làm con rể đối nhạc phụ mẫu ra sự tình có rất nhiều là không quen nhìn, thì quý xương thì cho rằng Kiều Bằng Phi quá mức kiêu ngạo, chịu chút vị đắng cũng là hẳn là mọi người ngồi xuống sau khi trương dương mở một lọ bay trên trời mau thai cười nói thì thúc thúc chúng ta ngày đó không uống quan nghiện, ngày hôm nay nhất say phương hưu thì quý xương thấy hắn mang đến nhất dương bay trên trời mau thai không khỏi cười nói ta cũng không lớn như vậy Tửu lược, chúng ta uống được tận hứng uống say vẫn còn miến đỡ phải thương thân người bán hàng trợ giúp bọn họ nâng cốc mãn thượng kiều mộng viện vừa đã quan sát quá thủy thượng nhân gia hoàn cảnh và lắp đặt thiết bị đẳng cấp phải nói có điểm đặc sắc, thế nhưng nói tới lắp đặt thiết bị xa hoa trình độ hoàn thì không cách nào cùng tân đế hào so sánh với, dù sao đầu nhập tài chính bất đồng, nhưng Thủy Thượng Nhân ra sinh ý chính là hảo. Kiều Mộng Viện có chút ít ước ao nói, Thủy Thượng Nhân ra sinh ý thực sự là không sai. Tân đế hào cũng không sai a, à. việc buôn bán của các người càng tốt, nộp lên trên lợi nhuận và thuế thì càng nhiều, chúng ta giang thành kinh tế lại càng hảo thì Duy cười nói, thính khẩu khí của người cùng thuế vụ cục cục trưởng dường như. Trương Dương nói, ta nhưng thật ra muốn làm, thuế vụ cục cục trưởng so với ta cái này xí sửa bạn kiền đứng lên dễ hơn. Kiều Kế Hồng nói, nói cố gờ khô thể nói như vậy, mỗi cái bộ mô đều có chính mình công tác phức tạp tính, ngoại nhân nhìn hảo, trong đó khổ cực chỉ có mình mới biết. Trương Dương cười híp mắt nói, ta gặp các ngươi làm quan quân rất tốt, hòa bình niên đại không có gì phiêu lưu, phúc lợi đãi ngộ lại hảo, tiền lương lại cao, một năm tư quý liên y phục đều tỉnh, nếu không ta và các ngươi khứ quân sự đại tuyết làm sư phụ quên đi. Thì Duy Thối nói, thì ngươi nước này bình, tốt nghiệp tiểu học sao? Lại còn muốn đi giáo sinh viên? Trương Dương rất nghiêm túc thanh minh nói, hàm thụ khoa chính quy ở độc. Nghe được hắn giải thích, liên kiều kế hồng đều nhịn không được bật cười lên, thật không biết thằng nhãi này bằng cấp như thế thấp, là như thế nào ở trong quan trường nhảy lên thăng nhanh như vậy, bất quá nàng rất nhanh liền nghĩ đến đáp án, Trương Dương là phó tổng lý văn quốc quyền con nuôi, có tầng này quan hệ, Giang thành thể chế chung ai dám không để cho hắn mặt mũi, kiều kế hồng tịnh thật không ngờ nhân ra Trương Đại Quan Nhân là dựa vào bản lĩnh thật sự đi bước một đi tới. Trương Dương cương bồi thì quý sương uống hai chén rượu, thủy thượng nhân ra tổng giám đốc bành quân tường cứ tới đây mời rượu, bành quân tường đánh đáy lòng là không muốn cùng kiều mộng viện phát sinh chính diện cạnh tranh, Bất quá Trương Dương kiến nghị nhượng thủy thượng nhân ra ở Giang Thành hãnh diện một bà, hai ngày này sinh ý càng làm cho bành quân tường mừng rỡ. Kiều mộng viện để mắt Trương Dương, thế nhưng bành quân tường loại này thương nhân phải không bị nàng để vào mắt, nàng thậm chí cho rằng bành quân tường không có tư cách qua đây mời rượu. Hắn mặc dù là thủy thượng nhân ra tổng giám đốc, nhưng đại cổ đông là cố giai đồng, nếu như không phải Trương Dương cho hắn giữ thể diện, mượn hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám cùng chính mình đối nghịch sở dĩ kiều mộng viện đối bành quân tường biểu hiện tương đương lãnh đạm bành quân tường cũng nhìn thấu điểm manh mối mời rượu sau khi cũng không nói nhiều hắn cũng không muốn tự đòi mất mặt rất nhanh liền cáo từ rời đi bành quân tường đi rồi không bao lâu lại có nhân quá tới quấy giày lần này là quách trí hàng và quách trí cường hai huynh đệ quách trí cường cũng là nhân tài hai ngày này đều ở đây cùng từ mỹ ni lão gia tử nhìn thấu điểm manh mối đi qua con lớn nhất hỏi tiểu nhi tử hướng đi thế mới biết nhi tử thích cá hương cảng nữ cảnh sát, Quách xây quân hân xuất thân, lập tức thì đưa ra muốn gặp thấy từ Mỹ Ni, sở dĩ đêm nay ở Thủy Thượng Nhân ra đính phạt, thỉnh từ Mỹ Ni ăn bữa cơm, từ Mỹ Ni đối với lần này cảm thấy rất đột nhiên, nguyên vốn không muốn khứ, nhưng nhịn không được quách trí cường nhõng nhẽo cứng rắn phao, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, người một nhà chính đang dùng cơm ni. Quách trí cường nghe nói Trương Dương cũng ở nơi đây mời khách, sở dĩ hai huynh đệ qua đây cùng hắn uống rượu, nhưng vừa vào gian phòng, Quách Trí Cường thì sửng sốt, phương Bắc học viện quân sự hiệu trưởng thì quý xương ngồi ở bên trong, hắn hệ chủ nhiệm Kiều Kế Hồng cũng ở bên trong, Quách Chí Cường lần này thế nhưng đến lúc xin nghỉ chạy về tới, trong lòng thầm kêu không ổn, lập tức đã nghĩ lui ra ngoài, đáng tiếc đã chậm. Kiều Kế Hồng thấy rất rõ ràng, ngữ khí nghiêm trọng nói Quách Chí Cường. Ngươi cho ta tiến đến. Quách Chí Cường lúc này mới cúi chứ đầu đi vào, cười theo kiểm kêu một tiếng, thì hiệu trưởng hảo, kiều chủ nhiệm hảo. Ta riêng quá tới cho ngươi môn mời rượu. Thì Quý Sương cười nói, tiểu tử ngươi không ở trường học đi học, thế nào bảo đã trở về. Hiện tại hình như không có gì ngày nghỉ. Quách trí cường nói, trong nhà có chút chuyện, hắn đem đại ca giới thiệu cho bọn họ, tá thử rời đi mục tiêu. Quách trí hàng biết thì Quý Sương thân phận sau khi cuốn quýt quá khứ mời rượu, thì Quý Sương và phụ thân hắn quách xây quan hệ không tệ. Bất quá lần này thì Quý Sương đi tới Giang Thành cũng không có và quách xây liên hệ thì quý xương biết được quách xây cũng ở nơi đây ăn, lập tức đứng dậy khứ mời rượu, quách xây niên linh so với hắn lớn hơn, là lão đại của hắn ca, biểu hiện ra tôn kính cũng là hẳn là. Trương Dương thấy như vậy, những bành quân tường đem lưỡng chắc hợp lại cùng một chỗ, bọn họ tất cả đều chuyển rời đến quách ra ăn phòng đi. Quách xây thấy thì quý xương tự nhiên nhịn không được oán giận vừa thông suốt, làm nhiều năm lão bằng hữu, thì quý xương đi tới giang thành cư nhiên không thông chi hắn thì quý xương cười nói, lão đại ca nghìn vạn lần biệt trách móc, ta đây lần và kế hồng qua đây nhất là vì tham gia chất nữ phản điếm khai trương nghi thức, còn có chính là thuận tiện ở Giang Thành du ngoạn một chút, loại chuyện nhỏ này tình sẽ không dám phiền phức ngươi, kỳ thực ta cũng dự định được rồi, chờ ta trước khi rời đi nữa quấy dậy ngươi, đỡ phải ngươi phiền phức. Quách xây nói, có cái gì nhưng phiền phức, ta mỗi lần đến Bắc Kinh cũng không ít phiền phức ngươi, chiếu ngươi nói như vậy sau đó ta cũng không muốn tìm ngươi thì quý xương liên tục tạ lỗi và quách xây uống tam chén rượu mới vừa rồi thôi. Kiều kế hồng nhìn rất ít nói chuyện từ Mỹ Ni, mỉm cười nói, vị này chính là trí chí mạnh nữ bằng hữu ba. Từ Mỹ Ni thẹn cá đỏ thấm kiểm, nàng đi tới thủy thượng nhân gia sẽ hiểu, quách gia thỉnh chính mình ăn chính là đem mình làm quách trí mạnh bạn gái, quách trí mạnh mẫu thân hoàn chuyên môn túi sách một cái tiền lì xì cho mình, từ Mỹ Ni thực sự vô pháp cự tuyệt quách gia nhân nhiệt tình chỉ có thể nhận lấy quách xây đôi vợ chồng đối nhi tử vị này nữ bằng hữu là càng xem càng thích. Kiều kế hồng hỏi xong những lời này, từ Mỹ Ni muốn nói không phải lại sợ bị thương quách gia nhị lão tâm, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Quách trí mạnh mẫu thân cười nói, chúng ta cùng Mỹ Ni cũng là lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta biệt vây quanh hài tử này vấn, nhân ra tiểu cô nương mặt mũi mỏng. Trương Dương hắc hắc cười rộ lên, hắn biết nội tình, quách trí cường và từ Mỹ Ni còn không có chỗ đến na phân thượng, loại này chuyện hoang đường tình cũng chỉ có quách Chí cường có thể làm ra đến. Bởi vì thì quý Sương và quách xây đây đối với lão hữu gặp nhau, tiệc tối bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt, trương dương mang đến nhất dương bay trên trời mau thai uống cá sạch sẽ, ly khai thủy thượng nhân ra thời điểm quách người tham mưu và thì hiệu trưởng cước bộ đều đánh lung lay. Quách trí cường rất thanh tình, từ từ Mỹ Ni đi tới Giang Thành, hắn thì thời khắc vẫn duy trì thanh tình, thằng nhãi này muốn lưu cho từ Mỹ Ni ấn tượng tốt nhất quách xây nói trí cường người tống mỹ ni quay về đi nghỉ ngơi quách gia nhân đối từ mỹ ni đều tương đương thỏa mãn quách xây mẫu thân nắm từ mỹ ni thủ nói mỹ ni thái hoàn ăn được quán sao từ mỹ ni gật đầu một nữ hài tử ở khách sạn cuối cùng là không có phương tiện nếu không ngươi ngày mai bàn tới nhà của ta ở nhà của chúng ta phòng ốc rộng quách trí cường cũng nghe không nổi nữa kêu một tiếng mẹ ngươi đừng làm sợ nhân ra từ Mỹ Ni dịu dàng cười nói, a di cảm tạ hảo ý của ngươi, ngày mai ta phải trở về hương cảng. Na, sau đó ngươi muốn thường qua đây, quách Chí cường mẫu thân trong thanh âm tràn đầy thất lạc. Từ Mỹ Ni gật đầu. Quách Chí cường tống từ Mỹ Ni quay về khách sạn trên đường, từ Mỹ Ni đem tiền lì xì lặng lẽ đặt ở chữ vật trong hộp, nhẹ giọng nói, đây tiền lì xì ta không thể muốn. Quách Chí cường kiên chỉ đem tiền lì xì đưa cho từ Mỹ Ni, mẹ ta đưa cho ngươi từ mỹ ni lại thả trở lại thế nhưng thế nhưng ta cũng không phải bạn gái của ngươi ta biết biết ngươi còn như vậy quách trí cường dừng xe hai mắt tràn ngập thâm tình nhìn từ mỹ ni bây giờ không phải là tương lai nhất định là ta thích ngươi vô luận ngươi có nguyện ý hay không ta đều truy định ngươi có lầm hay không chúng ta làm bằng hữu không tốt sao ta và ngươi làm phải không bằng hữu nhưng ta đối với ngươi không có cái loại cảm giác này hơn nữa chúng ta cự ly xa như vậy, cũng không hiện thực. Ta bắt đầu đối với người cũng không có cảm giác, nhưng cảm giác thứ này nói không chính xác lúc nào đã tới rồi, cự ly không là vấn đề, lập tức thì 97, hương cảng trở về, thực sự không được tương lai ta đi chú cảng bộ đội, nói ngắn lại, ta nhận định ngươi. Từ Mỹ Ni có chút chống đỡ không được, trí cường, ta thừa nhận ngươi đối với ta rất tốt, người nhà ngươi cũng rất tốt, bằng điều kiện của ngươi ngươi có thể tìm được ưu tú hơn nữ hài tử, hà tất nhận thức chuẩn ta ni. Gia cảnh của ta bất hảo, gánh vác trọng. Ta xem chung chính là ngươi nhân, cái gì gia cảnh na đều là lời vô ích. Thế nhưng ngươi thích hình như là tạ ơn lệ chân. Ta khi đó là bị ma quỷ ám ảnh, bây giờ trở về đầu nhìn chính mình khi đó thực sự quá buồn cười. Hay là ngươi bây giờ còn là bị ma quỷ ám ảnh? Thì là ngươi là quỷ, lần này ta cũng nhận. Từ Mỹ Ni thở dài, sợ ngươi, chúng ta tiên làm bằng hữu được không? nàng cũng không có nói ra cự tuyệt quách trí mạnh, bởi vì nàng sâu trong đáy lòng đối quách trí cường kiên nhẫn quật cường tính tình vẫn còn rất thưởng thức, còn có một nguyên nhân, nàng luôn luôn nhớ kỹ quách trí cường ở trên trời trên cầu nghèo túng chán nản hình dạng, nàng không đành lòng thấy quách trí cường như vậy. Phương Văn Nam trạng cáo điền bân nhất án dĩ vắng họp thẩm phán phương thức tiến hành, tuy rằng Phương Văn Nam chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng tối hậu vẫn đang bị dĩ chứng cứ không đủ lý do bác bỏ khởi tố, Điền Bân bị xử vô tội đi ra pháp viện đại môn, rất nhiều ký giả nhất ủng mà lên, Phương Văn Nam nghe không rõ bọn họ nói cái gì, ngẩng đầu nhìn hôi mông mông bầu trời, thần tình cô đơn tới cực điểm. Tài xế giúp hắn ra đi ký giả, hộ tống hắn tiến nhập dài hơn Lincoln bên trong xe. Lão bản, đi nơi nào? Phương Văn Nam không nói gì, run giấu tay ra một điếu thuốc lá châm. Điện thoại di động của hắn vang lên, Phương Văn Nam dùng sức rút hai cái yên, sau đó mới cầm lên điện thoại, uy. Phương tổng, ta là Điền Khánh Long, ta muốn với người đơn độc nói chuyện. Phương Văn Nam suy nghĩ một chút, cá nhân quán trà. Điền Khánh Long nhìn trước mắt Phương Văn Nam, ngắn ngủi mấy tháng không gặp, không nghĩ tới Phương Văn Nam già nua thật không ngờ lợi hại, nhị tử chết đối Phương Văn Nam đã kích hiển nhiên là thật lớn. Phương Văn Nam bỏ đi áo ba đợt suy, ở Điền Khánh Long đối diện ngồi xuống, không nói được một lời cầm lấy chung trà, ngửa đầu uống cạn. Sau đó nhìn Điền Khánh Long con mắt đúng thật là quan lại bao che cho nhau. Điền Khánh Long thở dài, Phương Tổng, ta tìm ngươi đến chính là vì đàm chuyện này. Phương Văn Nam trọng trọng buông chung trà, lạnh lùng nhìn Điền Khánh Long. Điền Khánh Long nói, ta muốn gần đây chuyện đã xảy ra ngươi đã nghe nói, hại chết con trai của ngươi chân chính hung thủ là Đồng Đắc Chí, là hắn bày ra chuyện này, thậm chí ngay cả nhi tử của ta thiếu chút nữa cũng bị hắn hại chết. Phương Văn Nam lạnh lùng nói, Điền Bân Hoàn sống thật khỏe. Điền Khánh Long gật đầu nói, là, ta thừa nhận Điền Bân đã từng ở thẩm vấn con trai của ngươi trong quá trình chọn dùng bạo lực, nhưng cục lý đã nhằm vào na thấy sự đối với hắn tiến hành rồi xử phạt, hắn cũng không có tạo thành thương tổn tội. Phương Văn Nam giận dữ hết, nếu như không phải hắn, con ta làm sao sẽ tiến ngục giam? Nếu như không tiến ngục giam, con ta như thế nào sẽ bị nhân hại chết? Điền Khánh Long lớn tiếng nói, ngươi tỉnh vừa tỉnh, con trai của ngươi sở dĩ tiến ngục giam là bởi vì hắn hít thuốc phiện. Thì là Điền Bân không chảo hắn, còn có người khác đi chảo, ngươi không nên đem tất cả trách nhiệm đều thôi cho người khác, dưỡng không giáo phụ chi quá, chính ngươi lẽ nào thì không có bất kỳ trách nhiệm. Phương Văn Nam cười lạnh nói, nếu như ngươi ngày hôm nay tới tìm ta chính là vì chuyện này, như vậy ta muốn lần này gặp có thể kết thúc. Điền Khánh Long nói, Phương Văn Nam, chúng ta đã từng là không sai bằng hiếu, ta không muốn xem đến như ngươi vậy trầm luân xuống phía dưới, ngươi làm những chuyện như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, Điền Bân không là cửu nhân của ngươi, con trai của ngươi chết đã điều tra rõ nguyên nhân. Phương Văn Nam ha hả cười nói, ngươi sợ ta chống án. Điền Khánh Long lắc đầu nói, vụ án này, Điền Bân cũng không có xúc phạm thương tổn tội, thì là ngươi chồng án cũng không có thắng mặt. Phương Văn Nam nói, quá khứ ta vẫn cho là trên đời này không có tiền bạn phải không sự tình, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, quyền lực thứ này mới là lợi hại nhất, có quyền ngươi có thể ảnh hưởng pháp luật xử phạt, có quyền ngươi có thể đổi trắng thay đen. Cầm miệng, ta từ không có bất kỳ vi phạm tư pháp công chính hành vi. Nói so đường hoàng lẽ thẳng khí hùng, người hôm nay tới tìm ta còn không phải là vì che chở con của ngươi, để không cho ta tiếp tục tìm con trai của ngươi phiền phức. Điền Khánh Long nói, Phương Văn Nam, ngươi có thể hay không đối mặt hiện thực. Sự kiện kia đã qua, Hà Tất Ở đã rõ ràng sự tình thượng dây dưa không ngớt. Phương Văn Nam bỗng nhiên đứng dậy, gần từng chữ chưa từng có khứ, với ta mà nói, chuyện này vĩnh viễn không biết kết thúc. Điền Khánh Long cũng đứng lên, nhìn chằm chằm địa nhìn Phương Văn Nam nói, người hay nhất nhớ kỹ cho ta, nếu như người dám quấy rầy Điền Bân, ta sẽ vận dụng tất cả lực lượng cho người biết vậy chẳng làm. Phương Văn Nam nghiến răng nghiến lợi cười nói, vậy thì thử xem, có loại người đem ta cũng chảo đi vào. Điền Khánh Long và Phương Văn Nam gặp dĩ tan dã trong không vui kết thúc, hắn ly khai quán trà sau khi khứ cục công an tìm được rồi trưởng cục công an vinh bằng phi vinh bằng phi cũng được biết điền bân tòa án thẩm vấn kết quả vẻ mặt tươi cười nói điền thính trường ta đang muốn gọi điện thoại chúc mừng còn ngươi điền khánh long thở dài một hơi ở trên ghế salon ngồi xuống thấp giọng nói ta vừa mới cương và phương văn nam đã gặp mặt vinh bằng phi rót một chén trà đặt ở trên bàn trà chính mình đi tới điền khánh long bên người ngồi xuống hắn nói như thế nào hắn vẫn đang ở ghi hận Điền Bân, hắn đem nhi tử chết đỗ lỗi đến Điền Bân trên thân, ta xem hắn rất không đối đầu. Vinh Bằng Phi nhíu mày nói, người lo lắng hắn sẽ đối với Điền Bân bất lợi. Điền Khánh Long gật đầu nói, hắn đã mất đi lý trí, một cái mất đi lý trí nhân bất cứ chuyện gì đều làm được. Vinh Bằng Phi nói, Điền Thính Trường không cần phải lo lắng, ta sẽ nhường nhân theo dõi hắn. Điền Khánh Long nói, Bằng Phi, ta biết ta vốn không nên tìm ngươi, nhưng ngươi biết, ta không chỉ là một cái công an chiến cảnh, ta cũng vậy một cái phụ thân. Vinh Bập Phi nói, Điền Cục vô tình vị tất chân hào kiệt. chúng ta công an cảnh sát cũng là nhân, chúng ta cũng có thân tình, hữu tình. lúc trước ta nhượng Điền Bân khứ nằm vùng thời điểm đã trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, ta nhượng hắn mình làm ra tuyển chọn. Điền Bân không để cho ta thất vọng, hắn là hảo dạng, không hỗ là chúng ta công an cảnh sát hình tượng, không có cho ngài trên mặt bôi đen. ta tin tưởng kinh lịch sau chuyện này. Điền Bân sẽ nhanh chóng lớn lên, nhân chỉ có kinh lịch mưa gió tài năng cấp tốc thành thục đứng lên. Điền Cục, chuyện này ta không có chuyện tiên trưng cầu đồng ý của ngươi, hiện tại hướng ngươi chính thức xin lỗi. Điền Khánh Long nói, bằng phi, không cần nói xin lỗi, Điền Bân là một cái công an chiến sĩ, đây là trách nhiệm của hắn, ta còn hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Đi qua chuyện này ta mới chính thức biết nhi tử của ta, thấy được hắn trong xương cốt tâm huyết và chính nghĩa. Giang Thành mới cú hai vị trưởng cục công an nhìn lẫn nhau chứ, bọn họ đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Vinh Bằng Phi nói, Điền Cục, người đối đồng đắc trí án tử thấy thế nào? Điền Khánh Long nói, ta cùng đồng đắc trí trong lúc đó cộng sự hơn nhiều năm, đây đó gian hợp tác coi như khoái trá, hắn và ta trong lúc đó hẳn là không có gì thâm cừu đại hận, tại sao phải đối với chúng ta phụ tử lưỡng trước sau hạ độc thủ ni? Ta không nghĩ ra. Vinh Bằng Phi gật đầu, đây cũng là hắn trăm mối vẫn không có cách giải địa phương, điền. Khánh Long và Đồng Đắc Trí trong lúc đó chẳng những không có cửu hận, trái lại điền Khánh Long đối với hắn còn có đề bạt tri ân, Đồng Đắc Trí vì sao phải lấy oán trả ơn, nếu như nói chuyện này có thể dùng Đồng Đắc Trí ghen ghét điền Khánh Long quyền vị để giải thích. Nhưng Phương Hải Đào bị giết thì vô pháp dùng lẽ thường để giải thích. Điền Khánh Long nói, ta hoài nghi đồng đắc chí phía sau còn có có người, hắn làm đây hết thảy đều là vì người khác hiệu lực, vinh bằng phi đồng dạng có ý nghĩ như vậy hắn thấp giọng nói đáng tiếc đồng đắc chí tự sát sau khi hắn chết này đầu mối thì hoàn toàn gián đoạn điền khánh long nói đồng đắc trí chết đích thật là cá rất lớn tiếc nuối phát sinh đây đa khởi án kiện đều là hắn trực tiếp tham dư và bày ra nếu như nói sau lưng của hắn còn có người như vậy người này giấu đắc nhất định rất sâu vinh bập phi nói ta đem mấy cái tuyến liền cùng một chỗ ta đang suy nghĩ ngươi và phương Phan Nam trong lúc đó đến tột cùng có hay không cùng chung địch nhân. Điền Khánh Long nhấp một ngụm trà, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải mở mịt lắc đầu. Vinh Bằng Phi nói, sát thủ là một cái tuyến, hiện tại trích hy vọng có thể từ trong miệng hắn xong một ít tình huống. Điền Khánh Long lắc đầu nói, ta không coi trọng này tuyến, giả như đây một loạt sự tình, tất cả đều là đi qua đồng đắc chí liên hệ, như vậy đồng đắc chí sau khi chết, những này đầu mối thì trở nên không có ý nghĩa, Vinh bằng phi nói, nhân bí quá hóa liều thường thường có vài loại tình huống, nhất là vì được cái gì, nhị là bị người hiếp bức. Điền Khánh Long nói, đồng đắc chí lý lịch rất thuần khiết, hắn hai cá nữ nhi đều ở đây ran thành cơ quan công tác, thê tử cũng là cá người thành thật, bình thường trong nhà sinh hoạt đơn giản, nhìn không thấy hắn có tham ô vi kỷ hiện tượng. Vinh bằng phi nói, dù sao cũng phải có lý do, ta không tin hắn hội không duyên cớ vô cớ phạm tội. Hắn nhất định để cái gì Điền Khánh Long nói, na phải nhờ vào các ngươi hảo hảo đi thăm dò. Vinh Bằng Phi nói, ta tin tưởng nhất định có thể tra được cái gì, tái hoàn mỹ phạm tội đô hội lưu lại chu ti mã tích. Điền Khánh Long trọng trọng gật đầu, hắn mỉm cười nói, Bằng Phi, lúc trước tỉnh Lý phái ngươi qua đây tiếp nhận ta thời điểm, trong lòng ta không phục lắm, ta đã từng nghi vấn quá năng lực của ngươi, nhưng bây giờ ta xem như là vui lòng phục tùng, tống tỉnh trưởng ánh mắt quả nhiên rất lợi hại. Vinh Bằng Phi cười nói, Điền Thính Trường, lần này nếu như không có trợ giúp của ngươi, chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy đem đồng đắc trí cấp đào ra, công lao này bộ thượng, phụ tử các ngươi đương nhớ đầu công. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 250